Chương 735, Chủ tịch huyện vệ đây là vừa giáp xong đấy. Tôi sẽ không đi, Diệp Phàm, cậu dạy tôi bắn súng đi. Vệ Sơ Tĩnh giống như nhìn đậu đỏ mà không có hứng thú, lắc lắc đầu. Tốt lắm. Giám đốc Lâm Trường Trịnh cười cười, dẫn theo Phí Ngọc, Phương Lan Hinh đi, Triệu Thiết Hải vốn định ở lại, tuy nhiên Diệp Phàm giải thích Hy phải bảo vệ tốt trưởng ban thư ký Phí, phải biết rằng Trịnh Khinh Vượng một người đàn ông phải chăm sóc cùng lúc hai phụ nữ, chỉ sợ gặp phải lợn rừng và thú dữ thì rất nguy hiểm. Khu bảo tồn thiên nhiên lang đang này tương đối lớn, phong tỏa đã vài thập niên, có đủ đặc điểm của rừng nguyên thủy. Giống lợn rừng, sói, rắn độc đều có. Nếu xảy ra vấn đề gì thì khá phiền toái. Đem cách dùng súng chỉ cho Vệ Sơ Tĩnh, cô học cũng rất hưng phấn, hai người một bên chỉ dạy một bên tìm thú trong rừng để săn, may mắn thay đã phát hiện được một chú gà rừng. Hai người lập tức rất hào hứng, Vệ Sơ Tĩnh bắn một phát súng, không bắn trúng. Gà rừng dương cánh lên xuống phần phật mà liều mình chạy trối chết, trong khi truy kích, hai người vô tình chạy khỏi vị trí ban đầu vài dặm đường. Mệt chết được, không đuổi nữa. Bỏ đi, buông tha nó. Vệ Sơ Tĩnh trên trán đầy mồ hôi, tóc hơi rối, trong bộ trang phục cô đang mặc che giấu bên trong một phong vị khá độc đáo. Cô đặt mông ngồi xuống đất, lười di chuyển, hai chân bành rộng ra, tự nhiên dưới phong cảnh này nhìn người đàn ông bên cạnh với hai mắt đăm chiêu. Ha ha, chị Vệ, chị ăn mặc thế này thật sự là mê người. Diệp Phàm cười nói, giống gái già nông thôn, có gì mê người. Vệ Sơ Tĩnh trong lòng rất cao hứng, nhưng miệng lại khiêm tốn, dương mắt nhìn lên, lập tức trên mặt hiện lên một chút đỏ, liếc mắt một cái mắng. Cậu không biết xấu hổ. Có gì ngượng ngùng, nhìn thì đâu có phạm pháp, huống chi còn mặc quần áo. Mắt tôi đây đâu phải thì X quang có khả năng nhìn xuyên thấu. Diệp Phàm tiếp tục nham nhở, dù sao có hai người, cô nam quả nữ nói giỡn cũng không ảnh hưởng ai. Cậu, thật sự là tai họa. Vệ Sơ Tĩnh có chút bị nghẹn, khẩn trương khép hai chân lại. Hơn nữa, chỉ biết nhìn bốn hướng vu vơ. Nhớ lại phong cảnh kiều diễm tối hôm qua, trong lòng âm thầm phỉ báng hắn, may mà mình tỉnh dậy đúng lúc, bằng không tối hôm qua thảm rồi. Tai họa, ha ha, nếu tôi đây thật sự là tai họa thì hiện tại chị Vệ có thể gặp nguy hiểm rồi. Diệp Phàm cao giọng, ánh mắt lộ ra một tia hoang dã. Cậu dám? Vệ Sơ Tĩnh đột nhiên mặt đầy hung dữ. Trừng mắt nói. Chỉ có thể làm thì tôi, hoặc là đi tố cáo tôi cũng được. Phó Chủ tịch huyện Diệp cùng Chủ tịch huyện Vệ Phong lưu ký, hơn nữa, chuyện còn xảy ra trong đám hoa cỏ dại nữa chứ, lãng mạn vô cùng a ha ha ha. Diệp Phàm ra mặt đúng dày, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi huyện, cũng không sợ Vệ Sơ Tĩnh, hơn nữa, chút dư vị của sự kiều diễm tối qua đến giờ hắn vẫn còn cảm nhận được. Xấu xa. Vệ Sơ Tĩnh hoàn toàn bị hắn đánh bại. Nghiêng mặt đi chỗ khác. Qua vài phút, Vệ Sơ Tĩnh giống như ngồi không yên, có chút nhăn nhó, nhìn Diệp Phàm ngượng ngùng. Thế nào, không thoải mái phải không? Diệp Phàm thân thiết hỏi, kiềm chế cái đáng khinh nổi lên. Không, không có, tôi, anh đứng ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi sẽ trở lại liền. Vệ Sơ Tĩnh mặt đỏ lên, đứng lên, hướng về phía trong rừng mà đi. Đi tiểu thì đi tiểu thôi, làm gì phải lúng túng thế? Thằng nhãi này trong đầu châm chọc nghĩ, miệng thì nói theo. Vệ tỷ, phải cẩn thận a, đừng đi quá xa đấy, bên trong sâu độc, lợn rừng thường xuyên xuất hiện. Nếu không cẩn thận, chúng chui ra thì phiền toái lắm, hơn nữa, chúng rất thích cặp mông trắng nõn của chị đấy. Biết rồi, đồ đáng ghét. Vệ Sơ Tĩnh đầu không thèm quay lại, hừ nói. Thằng nhãi này thi triển đôi mắt ưng, quét nhìn xung quanh một lượt. Cảm giác được chỗ xa xa mấy chục thước phía trước giống như có động tĩnh, lập tức thi triển thế võ khinh thân để túng, nhìn lên nhìn xuống, miệng thiếu chút nữa vì vui mà hét ra tiếng, thầm nhủ, vận may đến rồi, không ngờ là một con lợn rừng to, cái đầu lớn như vậy, ít nhất cũng phải gần 200 cây di, mõm dài hồng hộc đang ở trong mộng hẹn gặp heo mẹ. Thằng nhãi đưa súng lên định bắn, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Trong lòng cười gượng, nhìn nơi Vệ Sơ Tĩnh đi tiểu cách đó 5-60 thước. Miệng lẩm bẩm nói, phỏng chừng cô cũng lựa được chỗ rồi, bắt đầu. Thằng nhãi này không thèm nghĩ thêm, chỉ sợ cơ hội mất đi. Tay tùy tiện nhặt mấy viên đá, đùng đoàng vài tiếng, chia ba phương hướng bao vây lợn rừng, cho nó chạy về phía mình. Lợn rừng đột nhiên cảm giác được những vật đen đen bay lại từ ba phía, khí thế rất sợ hãi,
còn tưởng rằng gặp phải tay súng săn đáng sợ. Theo phản xạ trong tiềm thức liền lùi mất, chạy thoát về hướng Diệp Phàm chừa lại cho nó. Lợn rừng cắm đầu chạy, tốc độ tuyệt không thua kém bao nhiêu với trò người bay thế giới. Trong chớp mắt cũng sắp chạy đến lùm cây vệ Sơ Tĩnh đang tiểu tiện. Hơn nữa Diệp Phàm thằng nhãi này theo sát ba đường còn lại, tới rất độc, thường thì dùng đá trợ giúp lợn rừng, chỉ dẫn phương hướng, buộc nó chỉ có thể trốn về hướng vệ Sơ Tĩnh. Quả nhiên, khi bóng dáng lợn rừng chui dần vào trong rừng, tiếp đến là tiếng vệ Sơ Tĩnh sợ hãi đến cực điểm kêu la thảm thiết, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để lợn rừng tấn công vệ Sơ Tĩnh. Đã sớm ở một bên hậu thuẫn, nghe được tiếng kêu một con mãnh hổ xuống núi, thân mình với tốc độ đương nhiên mau hơn so với lợn rừng. Vì để biểu hiện sự dũng mãnh phi thường, thằng nhãi này cố ý ra vẻ kinh hoàng chạy đến với một khúc cây to đánh về phía lợn rừng, sau một tiếng thình thịch qua đi, Diệp Phàm bị đụng bay về phía vệ Sơ Tĩnh đang bị dọa đến tê liệt. Phát hiện vệ Sơ Tĩnh vẫn chưa kéo quần lên, còn đang tụt nằm ở gót chân. Phỏng chừng khi lợn rừng vọt mạnh tiến tới, vệ Sơ Tĩnh sợ tới mức khẩn trương nhảy ra trốn tránh, tuy nhiên bởi vì quần ở chỗ gót chân, nên hơi vướng, thế là té lăn quay trên một bãi cỏ cao chừng một thước. Một nửa mông trắng nõn cứ như ẩn như hiện, bụi cỏ thần bí của cô ta cũng in rõ trong đôi mắt ưng của hắn. Bởi vì vệ Sơ Tĩnh dưới tình thế cấp bách không kịp kéo quần, sau khi té xuống mặt cỏ vội đạp bỏ quần ra khỏi người để chạy trốn, không cẩn thận lại bị ngã tiếp, cặp chân kia lúc này giang ra hai bên, thế là hắn lại có cơ hội mở rộng tầm mắt. Mau, nổ súng! Vệ Sơ Tĩnh vừa nhìn thấy Diệp Phàm đến, quên tất mọi thứ, lớn tiếng kêu lên. Súng, thằng nhãi này căn bản cố ý không mang, miệng cũng vội vàng hô. Quên mang theo, cô kêu gấp quá. Thằng nhãi này trong khi gầm rú thì cùng vệ Sơ Tĩnh đụng hẳn vào nhau, khẩn trương ôm lấy cô ta chạy. Hơn nữa, thằng nhãi này giống như ngại cái quần treo ở chân vệ Sơ Tĩnh làm vướng bận vậy. Tay lơ đãng kéo cái quần đó và vứt bỏ luôn, lúc này vệ Sơ Tĩnh nửa thân dưới trần truồng như nhộng được hắn ôm chạy. Đương nhiên, vệ Sơ Tĩnh giờ phút này toàn bộ ánh mắt chỉ chú ý tới hướng con lợn rừng hung tàn lao tới hai người bọn họ, căn bản là không kịp so đo cái gì. Vào lúc này, cái gì cũng không quan trọng bằng cái mạng. Huống chi vệ Sơ Tĩnh là một phụ nữ sinh trưởng ở thành phố lớn, chưa gặp qua lợn rừng hung hãn cắn người như thế, sớm bị dọa chết khiếp, chỉ biết ôm chặt Diệp Phàm. Khốn thật, liều thôi. Diệp Phàm thằng nhãi này cố ý giống lên một tiếng, bay lên một cước hướng về phía lợn rừng đang điên cuồng mà đạp vào mõm một cái. Thịch, một tiếng. Diệp Phàm ôm vệ Sơ Tĩnh bị lợn rừng đâm cho ngã nhào xuống bụi cỏ. Thằng nhãi này vì không để vệ Sơ Tĩnh bị thương, nên cho mỹ nhân ngồi trên người mình, cái mông chấm đất tất nhiên là mông mình. Tư thế này, cực kỳ giống y kiểu Quan Âm tọa Phật của cô ma Mộc Linh Tử trong phim Nhật Bản. Đương nhiên, hết thảy đều là thằng nhãi này cố ý. Ôm chặt vào, đừng buông ra, bằng không. Thằng nhãi này miệng cố ý hô, vệ Sơ Tĩnh đương nhiên cực kỳ nghe lời, ôm sát hắn hơn, cảm kích đến hai mắt đẫm lệ. Nhìn thấy thằng nhãi này vì bảo hộ mình mà không để ý đến tính mạng, không rơi lệ sao được. Lại liên tiếp va chạm, Diệp Phàm ôm vệ Sơ Tĩnh hơi có chút như là bóng cao su, thằng nhãi này trên cánh tay, trên đùi bị va chạm đấn bầm tím vài cục to. Vì diễn trò, thằng nhãi này cũng hao tổn nhiều sức lực, cam chịu nổi khổ ra thịt. Hơn nữa, dưới răng nanh nhọn bén của lợn rừng quần áo của thằng nhãi này và chiếc áo còn sót lại trên người vệ Sơ Tĩnh cũng bị cắn xé tả tơi rách như cái rẻ lau. Đương nhiên, trong đó phần lớn đều là thằng nhãi Diệp Phàm này cố ý lâm vào, ví dụ như có khi lợn rừng đánh tới, thằng nhãi này cố ý kéo áo của vệ Sơ Tĩnh lên cao. Hơn nữa là kéo vừa đúng chỗ cần rừng, hàm răng lợn rừng xé cắn cộng thêm Diệp Phàm lôi kéo xé như vậy, thứ gì có thể chịu nổi. Cho là miếng thiết phỏng chừng cũng không chịu nổi, kết quả là song phương cơ bản đều trần truồng như nhau. Chắc đủ rồi, chơi thêm chút nữa trên người ông đây toàn bộ chắc bị bầm tím mất. Thằng nhãi này trong đầu thì thầm một tiếng, đột nhiên nhảy lên, đặt vệ Sơ Tĩnh lên một cành cây cao gần hai thước, cho ngồi trên đó, dặn dò nói. Bám chắc vào. Lập tức nhặt lên một nhánh cây to trên mặt đất, miệng hô lớn. Vệ tỷ, ngàn vạn lần đừng xuống dưới, lợn rừng không biết leo cây. Nếu tôi có gì không ổn, chị cũng không được xuống dưới. Sau hậu sự, ba mẹ tôi phiền chị vệ thăm hỏi. Thằng nhãi này còn dở giọng như bi tráng cáo biệt vậy. Thiếu mỗi thứ là hát lên gió thổi hiu hiu trời lạnh buốt, tráng sĩ ra đi sao chẳng thấy quay về.
Cẩn thận một chút, tôi muốn anh còn sống. Vệ Sơ Tịnh vô thức hét lớn những lời này. Biết rồi. Thằng nhãi này một tiếng giống to, xả thân Mặc Sinh Tử đánh về phía lợn rừng. Chẳng mấy chốc, lợn rừng nằm một đống. Thình thịch, âm thanh liên tiếp vang vọng lên, ở trong đám cỏ tranh diễn ra cảnh, Diệp Phàm đánh lợn rừng cứu mỹ nhân ký. Mười mấy phút sau, âm thanh dần dần dịu đi, Vệ Sơ Tịnh đang lúc tim và mật như muốn nứt ra, khóc lớn thì hắn cũng máu tươi đầy người, thất tha thất thểu trong bụi cỏ đi ra. May quá, còn chưa có chết, ha ha a. Miệng hắn mở rộng ra ngửa mặt lên trời cười dài, nam nhi hào hùng thể hiện trong giờ phút này đây không bỏ sót tí nào. Tự nhiên khiến cô nàng chủ tịch huyện kia kinh ngạc, tim đập loạn nhịp. Người đàn ông trong lòng tôi chính là thế này sao? Vệ Sơ Tịnh cũng không biết sự dũng mãnh phi thường từ chỗ nào mà tới, chân không còn mềm nhũng nữa, từ trên cây nhảy xuống, ôm chặt lấy Diệp Phàm kêu lên. Mau cầm máu, bằng không. Chương 736, lật đổ họ Cổ. Nói xong, cô bối rối xé nốt những miếng vải còn sót lại trên người, học như trên phim ảnh băng bó vết thương cho Diệp Phàm. Không sao đâu, những vết máu này cơ bản đều là của lợn rừng cả, tôi là ai chứ, một chút thương tích. Thằng nhãi này ra vẻ anh hùng, nhưng cũng lo lắng cho Vệ Sơ Tịnh, nói. Còn nói, thành ra như thế này đây. Mỹ nhân khỏa thân băng bó cho người đàn ông lõa lồ, cảnh này đúng là khá kinh ngạc lòng người. Bị hai gò bồng đảo cao ngất kia của Vệ Sơ Tịnh cọ qua sát lại, khiến hắn chịu không nổi nữa, liền kéo mạnh Vệ Sơ Tịnh vào trong lòng. Giờ phút này đây mùi mồ hôi khó ngửi cũng hóa thành hương thơm ngào ngạt. Lưỡi hắn lần mò tiến vào, tách dần bờ môi mềm mại ấm áp đầy mùi mồ hôi, hai người say đắm hôn nhau, lưỡi hai bên trong phút chốc rằng co và quấn lấy nhau, cả hai cùng hòa quyện vào nhau. Không lâu sau, hai thân thể dần dần dung hợp, đến cuối cùng, dường như đã dung thành một thể, hẳn phải vậy thôi. Trong bụi cỏ lao truyền ra những tiếng rên rỉ giống như tiếng kêu của lợn rừng. Thứ âm thanh hồng hộc ồ ồ thở cũng giống như tiếng dã thú, mơ hồ còn kèm theo cả tiếng trẻ con khóc nỉ non giống như âm thanh gọi xuân. Trong cánh rừng già nguyên thủy, âm thanh được phát ra rất hoang dại. Cặp mông khêu gợi đầy đà cùng cặp mông tinh trắng cả hai lúc này liên tục kết hợp tách ra. Thật lâu sau, chuyện trong bụi cỏ lau rốt cục cũng gió êm sóng lặng. Hai cơ thể trần truồng ôm chặt vào nhau, cây cỏ bỗng trở thành những thứ hỗn độn nhào nát, cây đại thụ thô ráp. Máu tươi diễm lệ, cỏ dại nhào nát, dung hợp thành một bức tranh phong cảnh nguyên thủy độc đáo. Ngượng quá, máu lợn rừng dính hết vào ngươi cô rồi, tôi lau cho cô. Hắn thô lỗ, xé mạnh một miếng vải và lau vết máu cho ả. Cậu mới là máu lợn đấy. Ả tức giận liếc mắt hắn một cái. Ý gì đây? Hắn hừ giọng, nói, giống như nghĩ tới gì đó, nhìn lại mình và nhìn toàn thân ả, giống như đã hiểu. Miệng rất vui bất ngờ nói. Chẳng lẽ không phải máu heo, là máu của phụ nữ? Heo ngốc! Ả tức giận mắng một câu, thở dài, ừ nói. Cái tốt đều cho cậu chiếm hết rồi, ôi! Thật sự là lần đầu tiên, ha ha ha, ông đây là người đầu tiên rồi. Không, không phải, nói gì thế này? Hắn đột nhiên điên cuồng mà cười lớn. Tôi đánh chết cậu này, kẻ tà dâm! Ả nhìn hắn, nhìn cái bộ dáng cản rỡ này. Tức giận đến nắm chặt bàn tay trắng hồng thành nấm đấm. Ôi mưu sát chồng, anh lợn rừng ơi, cứu mạng với. Trong rừng truyền ra thanh âm kêu cứu thê thảm của hắn. Việc hôm nay ai cũng không thể nói ra, nếu không, tôi không để anh yên. Vệ Sơ Tịnh hung dữ hừ nói, chợt thở dài nói. Ôi phàm tử, vệ tỷ làm tình nhân cậu thì được chứ không có khả năng gả cho cậu. Cậu quá nhỏ, chỉ bằng phân nửa số tuổi so với tôi. Sao không thể? Hắn có chút kinh ngạc, vẻ mặt cố ý như bị mất mát gì đó. Trong lòng kỳ thực đang thầm mừng, không thể tưởng được còn có thể thu hoạch được như thế, muốn làm tình nhân chủ tịch huyện, hơn nữa cô này gần 29 tuổi rồi mà vẫn là gái trinh, nhặt được bảo bối rồi. Xong việc không phải chịu trách nhiệm, thứ này đàn ông trong thiên hạ ai cũng đều muốn có. Hiểu lòng người, ông đây thích đấy. Tốt cho cậu, đừng tưởng rằng tướng mạo mình có thể so với Phan An. Tuy nhiên, thế này chẳng phải không đúng như nguyện ý của đại đa số đàn ông các người sao? Vệ Sơ Tịnh vẻ mặt châm chọc, nhìn chăm chú đồng chí Tiểu Diệp, cảm giác trong lòng hơi chua xót. Ha ha ha! Hắn không nói lời chống chế, bởi vì nói dối đã bị vạch trần, Vệ Sơ Tịnh với một lời nói đã nói đúng tâm khảm bên trong của đàn ông.
Tuy nhiên, cậu phải giúp tôi đánh đổ cổ bảo toàn, cho là cậu bồi thường cho tôi. Vệ Sơ Tĩnh vui đùa hồi lâu hừ nói, đưa tay véo vào thịt hắn. Vậy tôi đây đã không công cứu cô. Hắn bất mãn mà mở miệng. Vậy một lần trừ một lần, về sau đừng tìm tôi nữa, hừ. Vệ Sơ Tĩnh tức giận, trần truồng muốn đứng lên. Bỏ đi, tôi đại nhân có đại lượng, cổ bảo toàn không là gì, trong 2 tháng, tôi bao gã bị đánh đổ. Đột nhiên hùng phong của hắn tăng vọt, trong ánh mắt như bắn ra một tia lạnh lẽo, giây lát thôi mắt liền trở lại bình thường. Tuy nhiên, bên dưới dường như lại ngẩng đầu lên nữa rồi, phỏng chừng là tác dụng của Xuân Cung Hoàn tối hôm qua vẫn còn. Vẻ mặt hắn rất đáng khinh, cái tay heo vuốt ve bộ ngực ả, cười nói. Vệ tỷ, mai nở lần hai nhé, thêm lần nữa nhé. Tại đây vùng hoang sơn dã lĩnh chơi trò chơi này đặc biệt kích thích. Trời làm mền đất làm giường. Nghĩ đẹp thế, cậu mà lộn xộn tôi cắt. Ả xoay mình, lúc này mới cảm giác được phía bên dưới nơi nào đó bị đau, cảm giác đau đớn giống như bị xé rách, không khỏi nhíu mày. Tức giận mắng một câu, dùng vải rách sửa sang lại một chút, không ngờ đem miếng vải nhuộm đầy máu kia cuộn thành một vòng, cất giữ cẩn thận. Sau sự kinh ngạc thì hắn cũng chợt hiểu, thầm nhủ, nghe nói có phụ nữ rất xem trọng lần đầu của mình, giống tân nương thời cổ đại. Sau đêm đầu đều đem mảnh chăn có dính chút máu hồng đó cất giữ cẩn thận và xem như báu vật. Xem ra Vệ Sơ Tĩnh cũng khá truyền thống, ông đây có thể ở cùng cô coi như là cơ duyên kết hợp, bằng không, đêm qua dưới tác dụng của Xuân Cung Hoàn kích thích, cô sao có thể đúng lúc tỉnh táo như thế, có thể tóm được cô, rất khó khăn đấy. Cho nên, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đặc biệt vận khí rất trọng yếu. Nhất định phải bắt lấy cơ hội mới được, nhân sinh như thế. Cùng em gái xinh đẹp như thế, quan trường sao không là như thế? Không có cơ hội thì phải sáng tạo cơ hội trước giờ không dành cho người không chuẩn bị. Đánh chết cậu, tôi thế này sao gặp người, nếu đợi trưởng ban thư ký phí các cô đó. Vệ Sơ Tĩnh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chính trị khá nghiêm trọng, tức giận đấm thẳng vào ngực hắn mạnh như đánh trống lôi ấy. Sơn nhân tự có diệu kế, đừng lo lắng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cười rất đáng khinh. Liếc mắt xem xét xa xa một cái, nói. Cô chờ một chút, tôi đi sẽ về liền. Cậu đi đâu, tôi? Vệ Sơ Tĩnh thân mình xoay nhẹ, nhìn con lợn rừng chết không nhắm mắt nằm cách đó không xa, liếc mắt một cái, chỉ sợ lại gặp thêm một con khác nữa thì khá phiền toái. Hơn nữa hiện tại bộ dáng mình có phần hơi giống người rừng. Không có việc gì, yên tâm, có tôi ở đây bao cô không có việc gì đâu. Thằng nhãi này vỗ nhẹ 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 lên người Ngọc đang ở trong lòng mình, thân hình thoát cái đã không thấy đâu nữa. Không lâu đã trở về, mang theo một vài lá cây có bản to rộng thùng thình trở về. Hai người bận rộn một hồi, không lâu, dùng dây buộc xong đâu vào đó cả. Lướt nhìn nhau sơ qua một lượt, Vệ Sơ Tĩnh vui ra mặt, đích xác hơi giống tư thế lính trinh sát dã nhân một chút. Hơn nữa chỗ thần bí toàn bộ đều được che kín. Hơn nữa nơi thâm sơn cùng cốc này phỏng chừng 10 ngày nửa tháng cũng khó mà nhìn thấy một người. Má ơi, xem ra ở báo săn huấn luyện một quãng thời gian cũng khá hữu dụng, trang phục bằng thân lá cây này rất giống phục trang dã chiến. Hiện tại không phải là được dùng đúng chỗ sao, sống đến già học đến già nói rất đúng, nên học tập nhiều, bằng không, khi gặp gỡ những loại tình huống thế này thì không được biểu hiện. Hắn đắc ý cười, quay đầu nhìn Vệ Sơ Tĩnh cười nói. Vệ tỷ. Đến đây đi, lồng ngực của tiểu đệ rất ấm áp. Không được, tôi tự mình đi. Vệ Sơ Tĩnh mặt đỏ lên, lắc lắc đầu, hiện tại bỗng đứng đắn vô cùng. Vậy được, tốc độ của chị khẳng định rất chậm, chỗ vừa mới bị rách, khẳng định rất đau. Phải tranh thủ trở về thay quần áo, bằng không, nếu bọn họ tới trước vậy thì chúng ta chắc không còn chỗ nào mà chui xuống đâu. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, ánh mắt vô tình nhìn Vệ Sơ Tĩnh. Vậy. Đành thế. Vệ Sơ Tĩnh mặt nhăn mày nhíu, đích xác hành động hơi có chút không tiện, vừa rồi sải chân cất bước hơi lớn chút là thấy hơi đau. Bất đắc dĩ bị kẻ đê tiện kia kéo vào trong lòng, tuy nhiên, tốc độ chạy bộ của kẻ đê tiện khá nhanh, chỉ cảm thấy bóng những cây đại thụ phía sau cứ lùi dần về sau. Vệ Sơ Tĩnh chưa từng có loại cảm giác an toàn như vậy bao giờ, mắt nhắm lim dim thiếu chút nữa chìm vào giấc ngủ. Thầm nghĩ, sức lực của hắn thật đúng là lớn. Có thể đánh chết một con lợn rừng to, nếu ở vào thời cổ đại thì cũng ngang ngửa với Võ Tòng, nói không chừng hắn là Võ Nhị Lang chuyển thế cũng nên, tôi sẽ không là Phan Kim Liên kia, tuy nhiên,
tính tình của hắn thực sự có chút hương vị. Nói thế nào đây, lúc vinh vinh váo váo, lúc giống lưu manh, gian tà, đáng ghét. Vận may không tồi, Phí Ngọc bọn họ vẫn chưa trở về. Hai người lúc này vọt vào trong khe suối, rất nhanh, cảnh Uyên Ương tắm liền hiện ra trước mắt, kỳ cọ cho nhau, thay quần áo mới xong mới nhẹ nhàng thở phào. Vệ tỷ, tuy nói chị so với em thì lớn tuổi hơn, tuy nhiên em là đàn ông, dù sao cũng phải có chịu trách đối với chị, có phải hay không? Diệp Phàm nghiêm túc nói, kỳ thật thằng nhãi này biết Vệ Sơ tình ý đã quyết, tuyệt sẽ không thay đổi, lúc này đơn giản nói đến những lời tốt này chỉ để biểu hiện một chút ý thức trách nhiệm của đàn ông mà thôi. Chịu trách nhiệm, kết hôn có phải hay không? Vệ Sơ Tịnh đột nhiên xoay người nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm. Xong đời rồi, không phải à thay đổi chủ ý rồi chứ, mình làm cái gì vậy, lắm miệng lắm mồm, hủ này chưa mở đã xách tới hủ kia, xui xẻo, nếu à thực đòi kết hôn, vậy thì, ta đây mới chỉ bước qua tuổi 19, còn chưa tròn 20, nhỏ thêm tí nữa thì là trẻ vị thành niên, ôi, hận sao không nhỏ thêm chút nữa. Thằng nhãi này trong lòng chợt ớn lạnh, tuy nhiên đành phải kiên trì gật gật đầu, trình diễn quả không tồi, bộ dáng khá giống. Bỏ đi, thằng nhỏ mông to, cũng đòi kết hôn. Còn hơn một tháng nữa cậu mới tròn 20, chờ cậu tới 40 tuổi tôi sớm thành lão thái bà. Những người đàn ông các cậu, khi nói chuyện tình yêu thì miệng còn ngọt hơn cả mật. Các cậu đơn giản là muốn chiếm được thân thể phụ nữ, mỹ nhân cho là có đẹp đến mấy cũng bị các cậu chơi đến héo tàn. Đến khi không còn cảm giác thì bị ghét bỏ. Nhìn cậu mỗi đêm không về chi bằng hiện tại sớm ra quyết định. Vệ Sơ Tịnh là người ở nước ngoài về, người ta đã bị xu hướng hôn nhân phương Tây ảnh hưởng, tương đối thành thục. Đã sớm dự tính tới kết cục thê lương của vài thập niên sau, lập tức lắc lắc đầu. Ôi, thằng nhãi này còn có chút không tha, thở dài. Chị có tính toán gì không, ngày tháng về sau chỉ sợ sống không yên. Phí gia yếu đi. Tiếu gia cũng không phấn chấn lên được. Ngọc gia và Tạ gia rõ ràng là hướng về phía Cổ Bảo Toàn, chức chủ tịch huyện chỉ có làm cũng không còn ý nghĩa. Vậy có biện pháp gì, trước mắt vẫn phải làm thôi. Vệ Sơ Tịnh trên mặt một tia u buồn thoáng qua, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói. Không phải còn có cậu sao? Tôi có thể sẽ không bền lâu đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Tôi biết, nhưng chẳng lẽ cậu không vì tôi mà ở lại sao? Cho là giúp tôi 2 năm đi, thế nào? Vệ Sơ Tịnh có chút ưu oán mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 737, đội trưởng Hạ của Sở Tỉnh đến. Yên tâm, trước khi đi tôi giúp cô tới cùng. Diệp Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra sự tàn độc, khiến Vệ Sơ Tịnh nhìn thấy mà trong lòng cô than thở, thầm nhủ, tên này, chẳng lẽ thực sự còn thủ đoạn? Trong nháy mắt tháng 12 cũng tới rồi, càng ngày càng cận Tết. Triệu Thiết Hải lên tỉnh báo danh, kế sau là Đoàn Hải, Phó Cục trưởng Trịnh Lực Văn của Phòng Xúc Tiến Đầu Tư cũng bị huyện an bài đi học tập ở trường đảng. Diệp Phàm biết đây là Cổ Bảo Toàn cố ý, gạt bỏ từng người một trong đám tay chân của mình trước, cuối cùng đợi đến khi chỉ còn sót lại một mình hắn, một tư lệnh tay không thì sẽ không phải hao tốn sức lực khi xử lý, tính toán rất hoàn hảo. Mẹ nó, bất quá thì mất cả trì lẫn chài, tận sâu dưới đáy lòng Diệp Phàm hung hăng mà giống lên một câu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây nhất quan hệ cùng Cổ Bảo Toàn cũng không ra làm sao, không mặn không nhạt, Cổ Bảo Toàn đối với Diệp Phàm thì không nhìn trực tiếp, cũng rất ít hỏi đến công việc của Diệp Phàm ở phương diện quản lý văn hóa giáo dục, làm như không có người này vậy, cái này đương nhiên là chính sách bên cạnh hóa Diệp Phàm của lão Cổ. Xem Diệp Phàm như chưa từng tồn tại. Lô Vĩ bên kia cũng không có động tĩnh gì, vài ngày gần đây nhất Lô Vĩ quay về tỉnh thành, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Đến đi dường như rất vội vàng, Diệp Phàm thậm chí nghĩ có phải Lô gia ở Thủy Châu đã xảy ra đại sự gì hay không. Bằng không Lô Vĩ sẽ không thất thố như vậy. Trần Khiếu Thiên lão già này ngược lại theo rất sát, tuy nhiên gần đây Cổ Bảo Toàn làm việc rất là cẩn thận. Ngoại trừ việc cùng Tạ Cường tâm sự, uống chút rượu ra, đi Ngọc gia ngồi chơi, những cái khác chuyện gì cũng không xảy ra. Hơn nữa, mối quan hệ của Cổ Bảo Toàn, Tạ Cường và Ngọc gia đang rất ôn hòa tốt đẹp. Hơi giống như tình yêu nam nữ đang lúc cuồng nhiệt. Ở huyện đại cục trên cơ bản bị lão Cổ toàn diện nắm trong tay. Mà Vệ Sơ Tỉnh cũng rất thành thật, chỉ có điều, trong lòng luôn luôn trông ngóng tên Diệp Phàm không biết an phận này, nghĩ hắn có thể làm ra trò trống gì. Tuy nhiên, Vệ Sơ Tỉnh trong lòng cũng hiểu được, đây, chỉ sợ hy vọng không lớn.
phương viên cũng không tra được những chứng cứ quan trọng nào gây bất lợi cho cổ bảo toàn, họ cổ này ẩn núp khá sâu, Diệp Phàm nhất thời cũng có chút e ngại, sợ ném chuột vỡ đồ, cổ bảo toàn này tựa như cái trứng gà kín bưng, không thể nào xuống tay. Hơn nữa, quan hệ cùng Vệ Sơ Tĩnh sớm đã bị rơi vào trạng thái đình trệ, thằng nhãi này vốn định tính đến cái vụ mai nở lần hai kia, nhưng vệ đại chủ tịch huyện người ta kia sau khi về đến huyện như thay đổi thành người khác vậy, bản mặt lạnh lùng chỉ nói toàn chuyện công, việc công. Dường như không quen biết người nào đó vậy, quan hệ lại trở về giống như thời điểm trước khi đi săn thú. Bởi vì kinh phí giáo dục khẩn trương, hỏi cô giải quyết chút tiền thì keo kiệt đến phát ghét. Hơn nữa vệ đại chủ tịch huyện người ta còn châm chọc nói. Diệp đại chủ tịch huyện, cậu là người tài ba, mấy chục triệu thậm chí trên trăm triệu đều có thể làm ra, xây cho huyện nghèo khó này của chúng ta mấy chục phòng học là việc không khó. Tuy nói cậu không lâu nữa sẽ đi, nhưng câu nói cửa miệng vẫn là, một ngày làm hòa thượng thì phải đánh chuông một ngày, này, đây là đạo đức nghề nghiệp, vấn đề tác phong. Đạo lý nghề nghiệp chó gì thế này, còn tuân thủ và làm theo, kết quả, Diệp đại chủ tịch huyện tức giận đóng sập cửa đi ra. Nữ thư ký đang đứng ở cửa nghe tiếng mà đến, hừ lạnh một tiếng nói. Tinh khí không vừa, chủ tịch huyện vệ, không thể khiến hắn điên hơn như thế nữa, xem phòng làm việc của chủ tịch huyện giống như vườn rau. Muốn tới thì tới, muốn đóng sập cửa thì đóng sập cửa. Nghe nói Diệp Phàm không lâu sau muốn tới thành phố, cho nên nữ thư ký này cũng không có gì phải sợ thằng nhãi này. Dù sao cũng không trực tiếp quản trên đầu ả, cái nói, người đi trà lạnh, chính là để chỉ những tình trạng thế này. Bởi vậy, giọng điệu khá là khó nghe. Ha ha, cô em, chuyện ông đây cô cũng dám rông dài. Diệp Phàm đùa giỡn ra vẻ, âm trầm cười, giơ tay nựng cằm nữ thư ký một cái, bộ dáng có vẻ khá nhẹ nhàng, cười nói. Em gái, tin hay không, sờ lông ông đây thì cô em bị thịt ngay tại chỗ, hừ. Cậu, nhìn bóng dáng Diệp Phàm biến mất ở sau lối đi nhỏ, nữ thư ký trên mặt lúc này đầy nước mắt, vẻ mặt như bị oan ức. Tuy nhiên, cô nàng, lưu manh, kia chung quy vẫn không dám phun ra miệng câu cuối cùng, chỉ sợ Diệp đại chủ tịch huyện kiêu ngạo, ngông cuồng này thực làm ra những chuyện lẳng lơ quấy rối thì phỏng chừng chính mình cũng chỉ có thể tự nhận bị xui xẻo mà thôi. Người ta tuy nói hiện tại không phải là người được đãi ngộ gì, đến bàn của cổ bảo toàn còn dám gõ và không phải nhận lấy bất kỳ hậu quả tồi tệ gì, mình là thư ký quen, không ở cùng cấp bậc với hắn. Hơn nữa, thằng nhãi này dường như cùng chủ tịch huyện vệ có quan hệ vô cùng thân thiết, có phải có chân trong hay không nữ thư ký bốn mắt này luôn phỏng đoán, khiến cho cô ả khó có thể yên giấc. Bỏ đi, cô chọc hắn để làm chi, lau đi, không oan ức, còn khóc, không đáng, cái loại người này. Vệ Sơ Tĩnh lôi tờ khăn giấy đưa cho thư ký của mình. Trong lòng mắng, tên này, càng ngày càng làm càn. Cô cũng thật là, đi chọc hắn, hắn là nhằm phía tôi mà tới. Cũng không biết hắn rốt cuộc tìm được chứng cứ gì về cổ bảo toàn rồi, thật sự là giày vò người khác. Ha ha ha, Diệp lão đệ, 10 ngày sau chúng ta sẽ đi Đức Bình, việc này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bên kia đã phê xuống rồi. Văn kiện rành rành bày ở trên bàn, mẹ nó chứ, cuối cùng nắm được rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng có vẻ càn rỡ của đội trưởng Hạ Hải Vĩ. Vậy chúc mừng Vĩ ca, rốt cục được rồi. Diệp Phàm giả bộ tươi cười. Kỳ thật vẻ mặt có chút ý vị chua xót. Diệp lão đệ, nghe nói cậu ở Ngư Dương lăn lộn không được vui vẻ, có cần tôi nói dùm, đến Đức Bình hai anh em cùng nhau lăn lộn. Có rượu cùng nhau uống, có thịt cùng nhau gặm. Hạ Hải Vĩ cười nói, có vẻ khá chân thành. Bỏ đi, Đức Bình, tôi có thể đảm nhiệm chức vụ vị trí gì. Hơn nữa, anh vừa mới đi, cũng không thể dành chức chủ tịch huyện cho tôi làm, ha ha ha. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thầm nghĩ Hạ Hải Vĩ đến khu vực Đức Bình nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, nghe nói vẫn chưa kiêm nhiệm chức Cục trưởng Công an. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật cái chức danh rất dễ nghe, không có chức danh Cục trưởng Công an khu vực đứng mũi chịu sào, kỳ thật cũng chỉ là một mũ quan gân gà. Trừ phi là cấp bậc cất nhắc lên tới Phó Giám đốc Sở, muốn giúp mình, đó là chuyện không có khả năng. Cái đó, ha ha, đương nhiên nhất thời không có biện pháp. Tuy nhiên Diệp lão đệ, chờ ta đứng vững gót chân rồi nói sau. Nếu không chúng ta uống vài chén, thấy thế nào? Hạ Hải Vĩ chuyển sang chuyện khác, hắng giọng cười nói, hơi ngượng ngùng. Uống vài chén, uống qua điện thoại à, anh ở Thủy Châu, em đây ở Ngư Dương, cách xa nhau gần ngàn cây em. Diệp Phàm thản nhiên lắc lắc đầu,
ha ha ha, anh ở ngay tại Ngư Dương, tin hay không? Hạ Hải Vĩ đột nhiên cười nói. Ngư Dương, anh đến Ngư Dương. Diệp Phàm có vẻ khá kinh ngạc, Hạ Hải Vĩ này không có việc gì chạy đến Ngư Dương để làm chi. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi không phải còn kiêm chức vụ bên phòng chống ma túy sao? Có tên phạm nhân ma túy nghe nói ở vùng phụ cận huyện Ngư Dương giao dịch, cho nên tôi đã đi xuống đây. Gần đây giao thông Ngư Dương cùng tỉnh Chiết Ninh và vài huyện nhỏ rất thuận lợi, hàng cấm cùng ma túy lại có xu thế gia tăng, hại tôi đây bận đến nổi mông không có cách nào đặt xuống được. Ôi, cả đời khổ mệnh. Hạ Hải Vĩ cũng không giấu Diệp Phàm, thở dài. Kỳ thật, trong bụng rất cao hứng, đương nhiên là do được thăng quan tiến chức rồi. Tội phạm ma túy, đón đầu. Diệp Phàm miệng nhắc tới vài chữ này, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ, kêu lên. Vĩ ca, anh đến Thủy Vân Cư, em có việc tìm anh, chúng ta gặp mặt sẽ đàm luận. Không lâu sau Hạ Hải Vĩ đến, trên người mặc bộ thường phục rộng thùng thình, mày rậm vô cùng, mở miệng liền hỏi. Việc gì? Tên tội phạm ma túy kia tóm được chưa? Ở địa phương nào? Diệp Phàm cũng há mồm hỏi trắng ra. Có manh mối rồi. Hạ Hải Vĩ đáp. Hạ ca, có biện pháp nào dẫn dụ y tới Ngư Dương, Vũ Nguyệt Sơn Trang giao dịch không? Diệp Phàm vẻ mặt long trọng nói. Vũ Nguyệt Sơn Trang, cái tên này rất quen thuộc, hình như Ngư Dương có tới 4 khu biệt thự, thuộc quyền sở hữu của 4 đại gia tộc lâu đời ở Ngư Dương. Hạ Hải Vĩ trên mặt vội hiện lên thần sắc rất long trọng, xem ra 4 khu biệt thự ở huyện thật đúng là danh tiếng vọng ra đến tận bên ngoài. Ừ, Vũ Nguyệt Sơn Trang là của Tạ gia mở ở Ngư Dương. Diệp Phàm kể lại tỉ mỉ, giới thiệu tình hình khu biệt thự. Ý của cậu? Hạ Hải Vĩ sau khi nghe xong lập tức liền nghĩ tới gì đó, nói chưa dứt câu, tay ra hiệu như hạ độc thủ. Ừ, Tạ Cường, lão thất phu kia không ra gì, búng lão đi. Hơn nữa, ra tay cho sạch sẽ chút, cho gã vĩnh viễn không trở mình được. Diệp Phàm gật gật đầu, trên mặt vội hiện ra vẻ mặt dữ tợn, nói. Hơn nữa việc này phòng công an huyện không hay lắm khi nhúng tay vào, có thám tử của Tạ gia. Hơn nữa, cảnh sát nhân dân của phòng công an huyện trong lòng khẳng định là có sự e dè, nếu nhất thời sơ sót thì khác nào kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. Chuyện này, trên tỉnh các anh giờ âm thầm bí mật mà tới, rất vừa lúc. Cạn ly. Hạ Hải Vĩ không hề nghĩ ngợi, cùng Diệp Phàm hăng hái nâng ly. Đối với địa bàn này thế lực Tạ gia rất lớn. Một Hạ Hải Vĩ sắp đi địa khu Đức Bình nhậm chức đúng là không còn gì để sợ. Hơn nữa y cũng phải trả lại món nợ ân tình cho Diệp Phàm nữa chứ. Liếc mắt nhìn xéo Diệp Phàm một cái, vừa cười nói. Việc này anh sẽ làm hết sức, Tạ gia đích xác là thứ không ra gì, đùa cái gì, sao có thể mắng huynh đệ tôi là nhóc con miệng còn hôi sữa, thế ông anh như tôi đây là lão già miệng còn hôi sữa chắc, mẹ nó, tuy nhiên muốn cho tội phạm tự nhiên đem địa điểm đặt ở Vũ Nguyệt Sơn Trang đón đầu. Cái kia phỏng chừng khó khăn đây. Hạ Hải Vĩ trên mặt lại lộ ra vẻ mặt rất phức tạp, không phải không muốn, là không thể xuống tay. Ha ha, Vũ Nguyệt Sơn Trang của Tạ gia trước giờ không ai dám tới quấy rầy, thanh danh bên ngoài vang dội, nơi đó mà đón đầu thì là nơi tốt nhất, rất an toàn. Các anh sẽ tuyệt đối an toàn, đứng một bên diễn kịch là được. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, khi nói tuyệt đối an toàn, hắn cắn từng chữ một. Tin tưởng Hạ lão ca vừa nghe sẽ hiểu, y là người thông minh. Tuyệt! Hạ Hải Vĩ quả nhiên nhạy bén, lập tức giơ ngón tay cái lên. Hai người, choang, một tiếng lớn, trước tiên phải chúc mừng cái đã. Tuy nhiên Diệp lão đệ, có ngại không, nếu thực bắt được Tạ Cường, ông anh này sẽ giúp em xả cơn giận, không đánh cho gã gọi mẹ cầu xin ông đây sẽ không mang họ Hạ. Hạ Hải Vĩ nham hiểm cười nói, cười rất rạng rỡ, cười như ánh mặt trời. Thêm vào đó là thân thể cường tráng cao to, thực sự rất giống Quảng Mục Thiên Vương. Ha ha, tùy anh, chú ý đừng đánh chết người là được, bằng không, thằng em đây phải vào tù đưa cơm cho ông anh thì khổ, chị dâu ngày nào cũng mắng người em này thì thảm, ha ha ha. Diệp Phàm đùa giỡn nói. Chị dâu chú, rất dịu dàng, anh đây chỉ luyến tiếc mỗi cô ta, ha ha. Cơm tù ăn cái rắm. Hạ Hải Vĩ cười giống y như sói. Trong một tiệm cơm nhỏ tại Ngư Dương, hai người đang ngồi tán gẫu, nước miếng bay tung tóe. Chương 738, gậy ông đập lưng ông. Một người đàn ông ngực trần, phỏng chừng là bởi vì vị cay của nước lẩu, áo đều ném sang một bên. Một bên hít hà, lớn tiếng mút từng sợi mì một vào miệng,
vừa cười nói. Trương ca, gần đây có đi Vũ Nguyệt Sơn Trang không? Không đi, chỗ đó mắc quá, đi chỗ đó, một lần giao dịch của ông đây chẳng khác nào làm công không? Lý ca, anh không phải cả ngày đều đi chứ? Trương ca nhíu nhíu mày, bất chợt, gương mặt đổi thành vẻ mờ ám cười nham hiểm. Gần đây có hàng mới về. Lý ca cười, rất đắc ý. Có phải từ Chiết Ninh chuyển qua hay không? Trương ca vẻ mặt càng háo hức, quên cả cho mì vào miệng mà kẹp ở đũa. Nghe nói lần này Tạ gia vừa tuyển từ Thái Lan sang vài em, hiện vẫn còn trinh chưa cho ra giảng tiếp khách. Nghe dân trong giới nói giá của một em nếu không có 30.000 thì đừng mơ mộng nghĩ đến. Lý ca húp một ngụm canh, thấp giọng cười nói. Ôi, nghe mà mắt thèm, 30.000, mắc quá, lũ đàn bà đó cũng đâu phải được làm từ vàng đâu, mẹ chứ, không có người quản, náo động cả Vũ Nguyệt Sơn Trang. Chỉ khiến kẻ nghèo chúng ta đây đỏ mắt đứng nhìn mà thèm. Gái Thái Lan, ông đây cả đời cũng chưa từng bao qua gái ngoại quốc. Lý ca, anh nói xem, gái Thái Lan và gái trong nước có gì khác nhau? Trương ca có chút căm giận nói, mồ hôi tuôn ra khi nào cũng không biết. Đích xác là rất mắc, tuy nhiên nếu nói muốn vào Vũ Nguyệt Sơn Trang, chính là tìm cái chết. Đừng nói phòng công an huyện chúng ta không ai dám động vào, cho dù là thị cục có nghe nói đến Vũ Nguyệt Sơn Trang có người thường xuyên đến đó tìm mua vui. Cũng không dám động đến nữa là, hơn nữa, Tạ gia là ai, phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy không phải là trụ cột chính của Tạ gia sao, trừ phi thị cục kia không cần đến mũ quan hiện tại nữa, khi đó sẽ khác. Lý ca đắc y nói, quan và thổ phỉ là một nhà a, cái đạo lý này không sai tí nào. Ôi, chỗ đó mà chơi gái thì an toàn tuyệt đối, nghe nói là chưa từng có ai dám động vào. Trương ca thở dài, tức giận chỉ biết cắm đầu vào trong bát mì chút giận. Đương nhiên, Vũ Nguyệt Sơn Trang, ai dám động, huynh đệ ta đây chỉ có thể gom tiền, đêm nay chuẩn bị đi đến đó hưởng thụ cái náo nhiệt. Lý ca ghé vào bên tai Trương ca nhỏ giọng nói. Tuyệt đối an toàn, Vũ Nguyệt Sơn Trang, có chỗ dựa vững chắc lớn như vậy, đúng là địa điểm tốt. Lúc này, cách bàn có một người ăn mặc giản dị như nông dân, ở độ tuổi trung niên ngồi một bên húp mì, thoáng có chút suy nghĩ. Có cần phải liên hệ bọn họ một chút hay không? Cả lô những viên thuốc đến đó tiêu thụ nói không chừng nhờ đó phát tài cũng nên. Buổi tối ngày 16 tháng 12. Ở tầng 1 của Thủy Vân Cư, huyện Ngư Dương. Vĩ ca, thằng nhóc kia còn chưa tiến vào Vũ Nguyệt Sơn Trang A. Diệp Phàm có chút nóng nảy. Đừng nóng vội, tên kia khá sành sói, hiện giờ chính là dò dẫm, phỏng chừng mai mốt gì y sẽ đi. Chuyện của cậu, Hạ ca nói gánh là gánh. Hạ Hải Vĩ thật ra không vội. Đúng là rất có tính nhẫn nại, sự cần thiết của dân trong nghề. Có khi vì bắt giữ một tội phạm, phải mai phục tại một điểm, chờ đợi từ mấy tháng thậm chí đến một năm, hai năm cũng đều là có khả năng. Đương nhiên, phụ trách mai phục đều là những cảnh sát viên, giống như Hạ Hải Vĩ đây, cấp bậc cán bộ, chỉ cần ngẫu nhiên điều người đi thăm dò một chút là được. Tuy nhiên, cục trưởng huyện lô của các chú người này không đơn giản, theo dõi tên này, người ta âm thầm theo sát. Thế mà tên này hình như là một chút sai sót cũng không phát hiện ra. Nếu đổi lại là người của tỉnh, phỏng chừng sớm đã bị phát hiện. Ha ha! Diệp Phàm chỉ cười không đáp, thầm nghĩ, Lô Vĩ người ta là ai, thân thủ thế nào, cao nhân tứ đẳng tam cấp. Võ khinh thân đề túng thuộc hàng cao thủ, những người được gọi là cao thủ chỗ các anh ở tỉnh, có thể sánh cùng ông ta sao? Chợt, Diệp Phàm giật mình, hỏi. Hạ ca, nói cho lão đệ biết. Khi anh dùng hết sức lực ở chân của mình sức lực đó có đá bay một khối gạch xanh không? Một khối gạch xanh, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ chỉ cười không đáp. Ý gì đây? Bộ dáng Diệp Phàm có chút giống lão hòa thượng, chỉ không sờ đầu. Diệp lão đệ, cậu quá coi thường Hạ ca rồi. Mấy năm trước, tôi vốn từ đội trinh sát đặc chủng chuyển đơn vị, trực tiếp được điều đến tỉnh. Hạ Hải Vĩ hơi có vẻ đắc ý, nhấp một ngụm trà. Đơn vị nào? Diệp Phàm ngước mắt nhìn, cảm thấy lão Hạ có vẻ rất đắc ý, ở trong mắt Diệp Phàm hơi có cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Thằng nhãi này trong lòng âm thầm buồn cười, suy nghĩ nói, anh thì trinh sát đặc chủng cái rắm, phỏng chừng đến tên quân binh báo săn kém cỏi nhất cũng chơi không nổi, còn huênh hoang. Xem ra, anh đấy, chưa thật sự gặp cao thủ, thế nên tầm mắt tự nhiên chỉ nhìn chằm chằm vào một vùng nhỏ bé. Báo săn. Hai chữ này mới từ miệng Hạ Hải Vĩ thốt ra. Diệp Phàm thất thanh kêu lên. Báo săn.
trong lòng cũng thầm buồn cười, không thể tưởng được ở trong này cũng có thể gặp được báo săn, tên quân nhân xuất ngũ. Thân thủ của Hạ Hải Vĩ ít nhất cũng là sơ bậc nhị đẳng. Điều kiện tuyển người của báo săn là khai nguyên giới nhị đẳng, điều kiện trúng tuyển của tổ đặc nhiệm A là khai nguyên giới tứ đẳng, kém hai bậc. Thông thường bộ đội bình thường muốn làm lính trinh sát, bộ đội đặc chủng, giống đội quân mũi nhọn màu đỏ của quốc gia, thân thủ binh sĩ hình lưỡi liềm màu đỏ mà phù hợp với cảnh giới quốc thuật lại thuộc đẳng cấp khác nữa. Sai lầm rồi ông em ơi, không phải báo săn, ôi tôi cũng muốn có mặt trong hàng ngũ báo săn, tuy nhiên người ta không xem trọng tôi. Lúc ấy bị báo săn gạt qua một bên, chỉ một lần đó, phối hợp bọn họ. Hạ Hải Vĩ đột nhiên giống như có chút mất mát, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Phàm có cảm giác buồn cười, kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc sao lại thế? Đơn vị bộ đội chúng tôi lệ thuộc trực tiếp vào đặc chủng doanh Sơn Ưng của đệ nhất tập đoàn quân, khu lĩnh Nam, lúc ấy báo săn đến nhận người, tôi cũng đi báo danh. Điều kiện nào cũng đủ tư cách, thậm chí có thể nói là ưu tú. Cuối cùng sau một cuộc thi, thấy báo săn thiếu tá đưa ra một khối thanh thạch, cầm ở trong tay gõ choang choang, cười nói, cậu có thể đá bể mấy khối thanh thạch xếp chồng lên nhau như vậy. Tôi lúc này tỏ vẻ phỏng chừng hai khối. Quan quân kia ánh mắt đột nhiên sáng ngời, xếp xong bảo tôi thử xem. Tôi dùng hết khí lực một cước đá xuống, răng rắc một tiếng, chặt đứt một khối, khối còn lại phía dưới chỉ nứt ra một đường, không vỡ vụn. Quan quân kia vẻ mặt thất vọng, sao còn cầm lấy khối thanh thạch không bị vỡ kia gõ gõ, bên trong còn vang ra âm thanh. Ôi! Hạ Hải Vĩ thở dài. Diệp Phàm trong lòng cười thầm nói, người ta đó là vị yêu quý nhân tài. Nhìn khối kia có xu thế bị vỡ hay không, đáng tiếc lão Hạ ngươi không chịu dùng hết sức, khí lực sao không mạnh chút nữa, đem hết sức lực khi dùng ở trên bụng đàn bà ấy, chút toàn bộ ra phỏng chừng hẳn là được. Thằng nhãi này nghĩ miên man, miệng cười nói. Đáng tiếc, sức của đôi bàn chân của Hạ ca tuyệt không dưới 400 cân. Không chỉ thế thôi, tôi lúc ở trong bộ đội có thí nghiệm qua, thời kỳ cường thịnh một cước kia sức của đôi bàn chân tuyệt đối khoảng gần 600 cân. Hôm đó, con mẹ nó, suy khí sao ấy, vừa lúc mấy ngày hôm trước bị tiêu chảy, trong người có bao nhiêu tiêu ra hết bấy nhiêu, nên mới yếu như thế. Hạ Hải Vĩ căm giận mắng. Anh có thể cùng quan quân kia giải thích một chút, chắc là ông ta thông cảm. Diệp Phàm cười nói. Không được, tôi có giải thích qua, người ta không cho thương lượng. Báo săn là đơn vị bộ đội có kỷ luật thiết, được là được, không được thì không được. Sau đó tôi quyết định chuyển nghề. Hạ Hải Vĩ đối với chuyện đó còn có chút bất bình. Ha ha, Hạ ca, muốn biến sức lượng của mình trở nên dũng mãnh một chút hay không? Diệp Phàm thần bí cười. Đương nhiên muốn, làm trong ngành công an này, đặc biệt là bên cảnh sát hình sự, ai không muốn thân thủ có thể cao một chút. Có khi khí lực nhiều một chút thôi, là cậu có thể đưa tội phạm vào chỗ chết, nếu kém hơn một chút, kết cục có lẽ sẽ tương phản, cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình. Cảnh sát hình sự, nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nói không nguy hiểm cũng không nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy hiểm trong cuộc đời gặp phải không ít lần, lưỡi dao nhuốm máu. Không cần nói đến cái khác, có khí lực, làm tình với phụ nữ cũng sẽ hăng hái hơn một ít, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ cười nói. Đó là phụ nữ hiện tại, đều thích bị đàn ông chinh phục. Vậy đi, nếu Hạ ca tin tưởng, em sẽ chọn cho anh thứ tốt, bản thân anh cứ từ từ mà uống, uống theo đơn. Không thể uống bậy. Diệp Phàm kiềm chế, không cười, vẻ mặt thận trọng nói. Thứ gì vậy, thứ Diệp lão đệ cho, không phải là nhân sâm trăm năm đại bổ chứ? Hạ Hải Vĩ đầu tiên là nghĩ tới thuốc bổ. Không phải, một giây thịt chăn có mấy trăm năm tuổi, anh một bữa uống một ít, phỏng chừng nửa năm sau, sức lực của anh tăng lên rõ rệt, đến lúc đó, anh đá vỡ hai khối thanh thạch xếp chồng lên nhau chỉ là chuyện đồ chơi con nít. Diệp Phàm xoay người. Từ trong dương lấy ra một bao dược liệu, lại chạy tới hầm chứa đá lấy thịt chăn trăm năm tuổi. Đúng thật là thịt chăn, bản thịt lớn thật, thật không dễ dàng có được. Đây là Diệp lão đệ xử lý. Hạ Hải Vĩ trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, có thể giết chết con chăn già như vậy, người đó thân thủ tuyệt đối lợi hại hơn mình. Không phải, là một lão đạo sĩ, chăn già do em lúc ấy phát hiện, ông ta chia cho em một ít. Ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Thứ này hiện tại là thứ tốt. Diệp Phàm cười nói. Bà xã anh cũng không nói cho biết, ha ha. Hạ Hải Vĩ mỉm cười. Vậy thì,
khác nào dọa chết cô ta, nói là thịt của một loại kỳ quái dã thú là được rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ, lão hạ ơi lão hạ, đừng trách lão đệ ta trước đó không nói rõ, đến lúc đó một khi Xuân Tình phát tác mong anh đừng làm ra những chuyện như hiếp dâm gì đó là được, hành quyết tại chỗ cả những nữ cảnh sát nhân dân cấp dưới của mình thì thảm rồi. Lúc này điện thoại vang lên. Công tử, Cổ Bảo Toàn tới Vũng Nguyệt Sơn Trang. Trần Khiếu Thiên hưng phấn không ngừng, báo cáo. Lão già này, theo Cổ Bảo Toàn cũng được một khoảng thời gian rồi, đối với một vài nơi ở Ngư Dương cũng có sự hiểu biết khá rõ ràng. Bám sát vào, xem gã muốn làm gì. Diệp Phàm trong lòng chấn động, rất thích thú. Đầu tiên là cùng Tạ Cường hàn huyên một hồi, tuy nhiên, không lâu sau, căn phòng gã bao thấy có hai cô em không giống người Trung Quốc, mà giống người ngoại quốc đi vào, bộ dạng hai em đó mông ngực tròn trịa. Không lâu, hai người chia ra, đến một nơi bí ẩn trước giờ chưa từng mở ra cho khách vào. Hình như là trong hang của một tòa núi giả. Kỳ quái chính là hai cô bé ngoại quốc kia cũng đi theo vào bên trong, mỗi người một cô, đoán chừng không làm chuyện gì tốt đẹp. Ông cứ chăm chú theo dõi, tôi một hồi nữa gọi điện thoại cho ông. Diệp Phàm bỏ điện thoại xuống, có chút nóng nảy, nhìn Hạ Hải Vĩ nói. Làm sao bây giờ, Cổ Bảo Toàn vào Vũ Nguyệt Sơn Trang, phỏng chừng là đi mua dâm, cái cô bé kia là người Thái Lan, cơ hội tốt đây. Đáng tiếc tên tội phạm ma túy kia còn chưa vào, muốn chiếu cố cả hai mặt có chút khó làm. Chương 739, đột kích Vũ Nguyệt Sơn Trang. Cái này chẳng lẽ không dễ dàng, Diệp lão đệ a. Cậu sinh ra trong núi nên mới không nhìn thấy được diện mạo thật của Lư Sơn, nếu tên kia thực không chịu đi vào thì chúng ta tóm gã trực tiếp ném vào trong không phải cái gì cũng đã được giải quyết rồi sao? Hạ Hải Vĩ cười nói, vẻ mặt rạng rỡ, cười đến nổi khiến cho Diệp Phàm nổi cả da gà. Ném vào, ha ha ha. Trong phòng truyền ra tiếng cười hào sảng của hai gã thất lang, lão hạ này thích đùa giỡn thâm hiểm, cũng không thua kém gì Lô Vĩ và Tề Thiên. Chú ý này của gã mà cũng có thể nghĩ ra được, là một nhân tài. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Vệ tỷ, có phải nhớ em hay không? Diệp Phàm vẻ mặt đầy thèm thuồng cười nói, trèo từ bên ngoài cửa sổ vào phòng ngủ của Vệ Sơ Tịnh. Cậu đấy, thực sự thành kẻ trộm rồi. Vệ Sơ Tịnh tức giận mắng, thở dài, chau mày. Chuyện bên kia của cậu sao còn chưa có động tĩnh gì, mấy tên thủ hạ của cậu hiện tại đã được huấn luyện trở về. Nghe nói Trương Quốc Hoa sớm đã sắp xếp xong người vào các vị trí đó rồi. Cậu bảo tôi an bài 4 vị trí, hơi nhiều rồi. Ha ha, hôn một cái trước đã, sau đó nói cho chị biết một tin tức tốt. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Không được, báo cáo trước đi. Vệ Sơ Tĩnh giơ tay đè miệng Diệp Phàm lại, không cho hành động. Hừ, chị không được chị nữa rồi, có phải hay không? Thằng nhãi này tức giận. Sớm muốn làm chuyện, mai nở lần hai, nhưng không thực hiện được, phát hỏa. Cứng rắn, mạnh mẽ, liền túm lấy Vệ Sơ Tịnh, toàn bộ nút áo của Vệ Sơ Tịnh bị tháo bung. Dùng đôi bàn tay to xoa bộ ngực cô đồng thời miệng cũng không để cho nhàn rỗi, tấn công từ hai phía. Ặc ặc, Vệ Sơ Tịnh miệng bị dán chặt, ặc vài tiếng nhưng không phát ra âm thanh nên cũng không thèm kháng cự nữa, kỳ thật cô cũng có chút động tình. Hai người lôi nhau lên giường, lập tức. Giường bị rung động kịch liệt, chăn gối bị hất văng lên trên không. Lòng đầy dạo dực, hai cơ thể quấn chặt vào nhau từng hồi một, âm dương hòa hợp, mạnh mẽ như hải triều, thằng nhãi này tha hồ thi triển hết các tuyệt chiêu trên giường. Vệ Sơ Tĩnh cảm giác như chính mình được bay lên tận 9 tầng mây, thân thể và tâm linh như bị từng đợt lửa nóng kích động vào. Theo từng nhịp của hắn, cô run rẩy, rồi hòa hợp cùng nhau. Với sự cổ vũ của máu chăn, sự dũng mãnh của thằng nhãi lúc này không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Nói chung là nữ chủ tịch huyện kia sớm đã bị đánh tơi bời, sau hai lần lên đỉnh, toàn thân rã rời. Đôi mắt quyến rũ lộ ra sự thỏa mãn sau cơn sung sướng cực độ. Thật lâu sau, sóng yên biển lặng. Ôi, Phàm tử, giống như cậu thế này, xem ra không có mấy người phụ nữ chịu nổi cậu. Vệ Sơ Tĩnh thở dài, nằm vắt ngang người lên trên ngực hắn. Móng tay véo nhẹ vào bộ ngực hắn, làm đệm sofa gối đầu. Ha ha, chị còn có em gái không? Kêu ra đây, cùng lên một lúc. Diệp Phàm vỗ vỗ chiếc mông khêu gợi của nữ chủ tịch huyện kia. Đáng ghét, không cho vỗ nữa, có chút. Vệ Sơ Tĩnh tức giận mắng, chỗ đó của cô đặc biệt mẫn cảm, Diệp Phàm đã sớm biết được. Nhằm vào chỗ ngứa mà xuống tay. Vệ tỷ,
buổi tối tặng chị một món quà lớn. Diệp Phàm cười nói. Bên kia có manh mối rồi sao? Vệ Sơ Tĩnh xoay mình, ngồi lên người hắn, cặp ngực rung rinh, ánh mắt ngây dại mê người, trộn lẫn vào nhau có chút ý vị khiến người bứt rứt không yên. Ha ha! Hắn càn rỡ mỉm cười. Chúng ta thêm một lần nữa, ăn mừng một chút. Không được, tôi phải nhìn thấy kết quả. Vệ Sơ Tĩnh đẩy hắn ra, trực tiếp xuống giường, vội vàng tắm rửa, dựa vào bên cạnh Diệp Phàm, nhìn vào ánh mắt còn thèm thuồng chưa no của hắn, trên mặt không ngờ lộ ra một tia sùng bái. Đại ca, thành rồi, ha ha ha. Trong điện thoại truyền đến âm thanh giống như vịt kêu của Lô Vĩ. Cái gì thành không thành, rốt cuộc tình huống như thế nào, tuy nhiên, chú cũng không được lộ diện, bằng không sẽ gây phiền toái. Diệp Phàm cẩn thận nói. Em không lộ diện, vừa rồi đội trưởng Hạ nói với em. Anh không biết được cảnh tượng đó đúng thật là lộ hết chân tướng ra. Cổ Bảo Toàn là kẻ uy phong số một, tại hiện trường bị bạn hữu trên tỉnh phá cửa xông vào không chút khách khí trói lại. Con mẹ nó, nghe nói Cổ Bảo Toàn lúc ấy đang cùng cô gái nước ngoài kia giao hợp, liền bị cảnh sát hình sự tóm, còn chụp ảnh lưu niệm nữa chứ. Cổ Bảo Toàn phát hỏa tại chỗ, còn tưởng rằng đó là các đồng chí ở huyện, lúc này liền nổi giận, đương nhiên đó cũng là phô trương thanh thế. Tuy nhiên, không ăn thua gì với các đồng chí trên tỉnh. Đội trưởng Hạ bước lên phía trước, tên khốn liền bị anh ta bạt tai một cái ngay tại chỗ khiến ngã lăn xuống giường, răng cửa có mất hay không xếp Hạ chỉ cười không nói. Sau đó, nghe nói đội trưởng Hạ lại tấn công nhiều mặt cùng lúc, còn hung hăng đạp thêm một đạp. Đánh cho tên kia phải kêu mẹ, điên cuồng quát. Các cậu là ai, ông đây đây là huyện ủy số 1 của Ngư Dương, dám đánh ông Hạ, nhất định sẽ cho các cậu ngồi xổm trong nhà giam. Đội trưởng Hạ lập tức cười lạnh nói. Con mẹ mày, là bí thư Ngư Dương chứ gì, bọn tao đã sớm biết mày là bí thư thành ủy. Đánh tiếp cho ông, một khách làng chơi, còn dám giả mạo là bí thư huyện ủy của huyện Ngư Dương, nhân vật số 1 gì. Chó má cũng không xứng, số 1 sao tới nơi này làm khách làng chơi. Không phải là bí thư huyện ủy các cậu cũng không thể đánh người như vậy chứ, các cậu đây là bạo lực hành hung, là phạm pháp, ông mày phải tố cáo các ngươi. Lúc ấy Cổ Bảo Toàn thấy đội trưởng Hạ lại giơ bàn tay lên, khẩn trương hô lớn. Muốn tố cáo các anh em có phải hay không? Ha ha! Xếp Hạ ánh mắt vừa ra hiệu, hai viên cảnh sát hình sự lập tức như diều hâu gắp gà con, nắm đồng chí cổ lên, một viên cảnh sát hình sự thuận tay nắm lấy cái gối thúc vào bụng gã. Hự 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 lại một trận quyền cước khó chống đỡ. Xếp Hạ cuối cùng vỗ vỗ tay hắn giọng cười nói. Còn tố cáo hay không? Không. Không tố cáo. Lão Cổ trả lời, sự hung hãn lúc đầu giờ toàn bộ không còn nữa, thời điểm đó, giống chú chó vậy, sụi lơ tiêu nghỉu, ha ha ha. Lúc ấy xếp Hạ còn nhìn nhóm cảnh sát hình sự hỏi. Các anh nhìn thấy tôi đánh người không? Không có, chúng ta đều là văn minh chấp pháp, sao có thể đánh người có phải hay không? Toàn bộ nhóm cảnh sát hình sự cười ha ha tìm vui. Con mẹ nó, thích thật đấy đại ca. Lô Vĩ mặt mày hớn hở, ở trong điện thoại hình dung ra tình trạng thê thảm của Cổ Bảo Toàn. Chợt hắn giọng cười nói. Hơn nữa, nhân tiện còn mang theo một chú cá nhỏ, anh đoán là ai? Lô Vĩ vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Tạ Cường phải không? Diệp Phàm cười nói, trong lòng thật ra hơi không hiểu, cũng không có nhiều cảm giác khoái chí. Ây, đại ca đoán đúng rồi, là Tạ Cường, lão thất phu. Lúc ấy xông vào. Tạ Cường miệng còn kêu thêm vài tên tay chân dưới trướng của y, thuộc hạ của xếp Hạ cũng không phải tay mơ, liền xông vào hành sự theo pháp chế, rất đúng cách, thích thật. Tuy nhiên cũng rất quỷ dị, toàn bộ tay chân của Vũ Nguyệt Sơn Trang đều ngồi phịch xuống đất. Mới đầu tôi còn tưởng rằng là xếp Hạ đã sớm phái cao thủ ra tay, ai ngờ xếp Hạ cũng có vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Miệng nói thầm những câu đại loại như, không biết vị lão huynh đệ nào giúp đỡ. Diệp ca có phải đã mời cao thủ báo săn xông vào trước, chơi cho một trận hay không? Lô Vĩ vẻ mặt hưng phấn không ngừng, tuy nhiên bộ dáng cũng có chút tiếc nuối còn nói thêm. Vốn tôi muốn xông vào âm thầm hạ thủ, xử lý vài tên xem như rèn luyện tay chân, ai ngờ bị người ta ra tay trước, thật sự buồn bực. Ha ha, không có, việc này kêu báo săn để làm chi, không có ý nghĩa. Có lẽ kẻ thù của Tạ gia tối nay cũng vừa khéo đánh vào. Nói không chừng là do Ngọc gia làm, nghe nói dưới tay Sơn Hổ có tứ linh, công phu cũng không tồi, có thân thủ khai nguyên nhị đẳng.
Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để lộ ra Trần Khiếu Thiên, đây chính là át chủ bài của hắn. Việc này xác định 100% là lão Trần làm, lão già kia hiện tại đã khôi phục tới tầng thứ 3 lục đẳng rồi, tinh lực cũng thật sự tràn đầy, thu dọn mấy tên tay chân đuôi mù của Tạ gia kia còn không đáng một bữa ăn sáng. Khó trách các đồng chí công an khi xông vào phòng cổ bảo toàn và Tạ Cường đều không hay biết, con mẹ nó. Không biết sau lần này, cây gậy của họ cổ kia có ngẩng lên nổi hay không nữa. Nếu bị các đồng chí trêu dọa cho sợ tới mức bị liệt dương luôn thì rất đáng thương. Lão Hạ ơi lão Hạ, quyền cước của anh chắc sẽ không làm cho đồng chí cổ bị liệt dương chứ. Nếu thực như vậy thì bản lĩnh, tiên nhân hái đào, mà anh luyện được thật đúng là quá lợi hại. Diệp Phàm trong lòng âm trầm suy nghĩ, lại hỏi. Tên tội phạm buôn bán ma túy sau cùng thế nào? Tóm gọn rồi. Hơn nữa ở Vũ Nguyệt Sơn Trang còn lục soát được một vài viên thuốc, methamphetamine hydrochloride, ma túy đá cũng có trong đó. Phỏng chừng Vũ Nguyệt Sơn Trang lần này toàn bộ tiêu rồi. Hiện tại xếp hạ đã lấy danh nghĩa trung đoàn trưởng của tỉnh yêu cầu chúng ta, phòng công an huyện Ngư Dương, tiếp thu Vũ Nguyệt Sơn Trang, hiệp trợ tỉnh đội niêm phong. Việc này phỏng chừng sáng mai sẽ trực tiếp đăng báo, truyền lên đến tỉnh, xem Chu Càn Dương làm thế nào để bảo vệ họ cổ kia, tôi khinh. Lô Vĩ cười nói, thiếu chút nữa hoa chân múa tay ra chiều vui sướng. Tuy nhiên xếp hạ cũng nói, bởi vì xông vào Sơn Trang trước, cho nên đối tượng giao dịch với tên trọng phạm ma túy phỏng chừng đã sớm trốn thoát, có chút đáng tiếc. Bỏ đi, có được tất có mất. Diệp Phàm cười ngắt điện thoại. Cười đến hở hết răng ra rồi kìa, làm gì thế? Thấy Diệp Phàm từ buồng vệ sinh đi ra, vệ sơ tịnh nhìn sắc mặt cũng cảm giác được chuyện gì. Trong lòng vui vẻ. Cười khanh khách trêu ghẹo. Làm gì ư, chúng ta làm thêm tăng ba rồi nói sau. Diệp Phàm duỗi tay ra tóm lấy cô. Không được, chỗ đó còn đau. Vệ sơ tỉnh toàn thân dùng lên, tránh sang một bên. Bỏ đi, không được thì thôi vậy, vậy cũng tốt, tin tức tốt kia tôi cũng không nói. Mệt rồi, chúng ta nhắm mắt một chút trước, trời cũng gần sáng rồi. Ngày mai phỏng chừng cô bận rộn lắm đấy. Diệp Phàm mỉm cười vẻ mặt thần bí. Bận cái gì chứ, tôi mỗi ngày đều bận, bí thư cổ nói khoảng 10 giờ ngày mai còn phải mở hội nghị thường vụ, nghiên cứu một chút về chuyện điều phối nhân sự của khu kinh tế Lâm Thuyền. Vệ sơ tỉnh cười nói. Ha ha, Diệp Phàm không mắc lừa, không đáp chỉ cười, tuyệt không mở miệng. Vệ sơ tỉnh chừng hắn một cái, đặt mông ngồi bên cạnh hắn, cố ý gác cặp đùi thon dài nõn nà lên đùi hắn, làm nũng nói. Cười cái gì, thôi mau nói tin tức tốt ra đi. Tôi hiện tại không có hứng thú, chỉ hứng thú với cái kia thôi. Thằng nhãi này âm hiểm cười ha hả, tay liền cho vào bên trong chiếc áo ngủ màu hồng phấn của nữ chủ tịch huyện kia, hơn nữa còn cho tay chạy ngược từ bắp đùi chạy lên trên, chạy vào trong, chạm tới đám cỏ tùm, rất thích thú. Nhẹ tay một chút, cô ả nhướng mày, hừ giọng nói, giống như phát ra kèn chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng lại là điên loan đảo phượng, tiếng pháo ù ù, rất là chói tai. Sơ tịnh, cô phải chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai Ngư Dương phỏng chừng sẽ phát sinh chuyện động trời. Mà cũng không phải buổi sáng ngày mai, phỏng chừng chỉ đợi qua thêm một giờ nữa thôi. Diệp Phàm đem chuyện Vũ Nguyệt Sơn Trang nói trước với người đang nằm trong lòng mình. Chương 740, cuộc điện thoại thần bí của thư ký Trương ở thủ đô. À, tôi phải nói chuyện cùng La Chủ tịch thành phố một chút. Vệ sơ tịnh trong lòng chấn động mãnh liệt, rốt cuộc không kìm nổi. Vén chăn qua để lộ cơ thể lõa lổ ra, không cẩn thận mông còn bị hắn sờ soạng thêm một cái, giờ phút này cũng không muốn cùng hắn so đo, hừ một tiếng rồi chạy vào buồng vệ sinh thu dọn. Buổi sáng lúc 8 giờ, Diệp Phàm đang ngủ nướng ở trên giường thì điện thoại vang lên. Thật là phiền toái, không để cho người ta ngủ, khó chịu thật, Diệp Phàm hừ một tiếng, nhấn phim nghe. Tự nhiên, Chủ tịch huyện vệ sơ tỉnh đã tinh thần hưng phấn đi làm từ sớm. Diệp huynh đệ. Xin chào, tối hôm qua ngủ có ngon không? Giọng nói phát ra trong điện thoại là giọng má có nằm mơ Diệp Phàm cũng không dám nghĩ, là số gọi từ máy của đại ca Trương Vệ Thanh, thư ký của phó chủ nhiệm Hứa Chính Dương văn phòng trung ương thủ đô kiêm chức thư ký trưởng của phòng thư ký gọi tới. Trương ca, là điện thoại của ngài, thực không thể tưởng được a, tiểu đệ thực sự cảm thấy mình vì được chút sủng ái mà lo sợ. Diệp Phàm lập tức ngồi thẳng người, bật cười ha hả nói. Cậu đấy, cậu em à bảo tôi nói như thế nào với cậu. Tối hôm qua vốn định gọi điện thoại cho cậu,
tuy nhiên sợ làm phiền, cho nên vào buổi sáng mới gọi. Trương Vệ Thanh cười nói, cảm giác như gã khá cao hứng. Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ, không phải là do lần trước cho gã mấy viên xuân cung hoàn làm từ xuân tiêu phát huy tác dụng chứ, chỉ khỏi chứng yếu sinh lý, liệt dương của tên quan lớn, nếu đúng vậy thì tên Trương ca này cũng đã thu hoạch không nhỏ. Thằng nhãi này miệng làm bộ điềm tĩnh, cười nói. Trương ca có hỷ sự sao? Ha ha, lần trước viên thuốc đó hiệu quả khá tốt. Nếu Diệp lão đệ còn có thể cho thêm 2 viên nữa thì tốt rồi. Nếu không có thì thôi, Trương ca thuận miệng nói thế thôi, ha ha. Trương Vệ Thanh giọng điệu thân thiết. Hóa ra là đến vì viên thuốc thật. Diệp Phàm trong lòng nói thầm, có chút khó khăn, xuân tiêu mà ông lão cổ ra đến từ Đức Bình cho phối vài viên thuốc đã hết. Hiện tại đã không còn xuân tiêu, đồng chí Tiểu Diệp cũng là không bột đố gột nên hồ. Xem ra chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy sang Đức Bình cổ ra chạy một chuyến, Trương Vệ Thanh mối quan hệ này không thể mất. Tạm thời tuy nói chưa phát huy tác dụng gì, nhưng về lâu dài mà nói, tác dụng tuyệt đối lớn vô cùng. Thằng nhãi này có chút khó xử nói. Trương ca, nói thật với anh, viên thuốc kia tạm thời đã không còn. Chủ yếu là do dược liệu phối chế nhất thời khó tìm. Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế, cũng không thèm gạt Trương Vệ Thanh. Trải qua 2 lần tiếp xúc, cảm thấy Trương Vệ Thanh người này không đến nổi nào. Tuy nói không thể hiểu biết sâu vào thế giới nội tâm của gã, nhưng theo thuật xem tướng mà nói thì cũng đoán ra chút ít manh mối. Dược liệu gì, Diệp huynh đệ nếu tin tưởng anh thì cứ nói ra, có lẽ Trương ca có biện pháp giải quyết. Trương Vệ Thanh sửng sốt, hỏi. Có lẽ gã thật có khả năng, gã này quan hệ nhiều cửa. Chỉ cần mở miệng nói một câu xuống dưới thì có bao nhiêu người nguyện ý vì gã chạy dã chân. Trong đầu Diệp Phàm ý nghĩ vừa thoáng qua, nói. Xuân tiêu một loại dược liệu giống ớt vậy, phỏng chừng lúc tươi sống thì to khoảng nắm tay người lớn, sau khi phơi nắng thì bằng nắm tay con nít, hồng hồng. Xuân tiêu đúng là chưa nghe nói qua. Bỏ đi, tôi về sau sẽ chú ý hỏi một chút, có tin tức sẽ nói cậu biết. Trương Vệ Thanh hơi có vẻ thất vọng, chuyển giọng, khá thận trọng nói. Diệp lão đệ, nếu có rảnh hôm nay mau đến thị trấn Lâm Tuyền đập nước Thiên Thủy dạo vài vòng, nghe nói trên đó không khí tốt, có thác nước lớn, nước biếc hữu tình. Trương ca cũng biết đập nước Thiên Thủy. Diệp Phàm thật có chút kinh ngạc, thầm nhủ, chẳng lẽ nói Trương Vệ Thanh lúc nào cũng chú ý đến mình. Ha ha, tôi cũng vừa mới nghe nói. Nghe tôi đi, không sai đâu, mau đi dạo vài vòng, nhanh đi. Trương Vệ Thanh cằn nhằn, nói xong ngắt điện thoại. Không hiểu ra sao cả, mới sáng sớm bảo người ta đến đập nước Thiên Thủy đi dạo. Quái, Trương ca đường đường là quan lớn thủ đô, sao lại chú ý đến đập nước Thiên Thủy, chẳng lẽ nơi đó có chuyện gì? Bằng không, tự dưng cục trưởng Trương sao lại bảo mình đến đập nước Thiên Thủy đi dạo, phỏng chừng gã trước kia cũng chưa nghe nói đến nơi đó, tuyệt đối có vấn đề. Mặc kệ, thằng nhãi này trong lòng chấn động, bắn người vọt dậy từ trên giường, nóng vội mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Lái chiếc Wrangler đi ra, hướng về phía đập nước Thiên Thủy. Ở trên đường, Diệp Phàm gọi điện thoại. Tuyên Thạch, chú lập tức cho vài người thân tín nhất đến đập nước Thiên Thủy đi dạo vài vòng thám thính, nhưng phải chú ý, nhìn xem hôm nay đập nước Thiên Thủy có phải có tình trạng gì dị thường hay không. Diệp ca, có phải có nhân vật lớn đến đập nước Thiên Thủy hay không, vậy tôi đây phải sớm chuẩn bị mới được. Lý Tuyên Thạch nhảy từ trên giường xuống, nói. Cái này thì không rõ lắm, chú tổ chức vài người đi dạo một chút là được. Phải chú ý, không để lại dấu vết, ví dụ như mặc vải thô, giả vờ đốn củi, làm việc nhà nông, đại loại là thế. Đừng gây ra quá nhiều động tĩnh, nhất định phải tự nhiên mới được, một khi gặp tình huống lập tức gọi điện thoại cho tôi. Diệp Phàm giải thích nói. Được, tôi lập tức sắp xếp người, Lý Ngưu bọn họ đều ở đây, vừa đúng lúc. Lý Tuyên Thạch hiện tại căn bản là cùng Diệp Phàm mặc chung một cái quần rồi. Dưới kế hoạch mà Diệp Phàm bày ra, phương diện đầu tư thám hiểm động tiên suối vàng thần bí của Gành Quỷ Anh hiện tại đã bắt đầu hái ra tiền. Hơn nữa, khách đến thám hiểm cứ từ từ tăng lên, tiền thu từ vé vào cửa như năng nhặt chặt bị. Hơn nữa, phí bảo tồn gì đấy ít đến đáng thương, tuyệt đối thuộc phạm trù món lãi cách xù. Hơn nữa, có Lý Tuyên Thạch là thủ lĩnh ở đây. Ai cũng không dám đến quấy rầy và gây sự, cho nên, khiến Lý Tuyên Thạch mừng rỡ đến tìm không ra phương hướng, vẫn hối hận lúc trước không đầu tư vào đó nhiều một chút. Hiện tại,
bí thư Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền và chủ tịch thị trấn Tạ Đoan đều hối hận đến muốn đâm đầu vào tường, hơn nữa vẫn luôn có ý kiến, đơn giản là cũng muốn được chia một ít cổ phần gì gì đó. Tuy nhiên, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cho bọn họ nhúng tay vào, bởi vì lúc trước bọn họ không chịu nhập cổ phần, hơn nữa trước kia khi ký được hiệp ước, sáng ngời đặt trước mắt bọn họ, hai người đều trợn tròn mắt. Chỉ có thể đỏ mắt tức giận và ganh tị thôi, muốn ngầm ra tay, hai người bọn họ tự nhiên cũng có biện pháp, tỉ như phương diện thủy điện chẳng hạn. Chỉ có điều Diệp Phàm lúc nào cũng như hổ rình mồi, nhìn chăm chú vào đó, nhất thời bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ chọc tên tai ương giận dữ thì mệt. Chủ nhiệm Tiểu Diệp người ta đến bàn của huyện ủy số 1 lão cổ còn dám đập, chẳng lẽ cái bàn mục nát của Tạ Đoan ông lại không dám chặt sao? Diệp Phàm hiện tại, ở Ngư Dương, tuyệt đối thuộc vào loại ôn thần đại ca cấp cao không thể chạm vào, không thể trêu vào. Cho nên, Lý Tuyên Thạch hiện tại đối với lời nói Diệp Phàm quả thực tôn kính như với thần linh, phỏng chừng kêu gã đi giết người gã cũng đi. Không lâu, đám người Lý Nghiêu đó đã thay đổi quần áo giả thành lão nông, vai vác cuốc, đao bổ củi, toàn bộ nhao nhao như ong vỡ tổ xuất động. Lý Tuyên Thạch rất có đầu óc, phân tán người ra, chia khu vực đi dạo, rất có lợi khi lục soát tất cả mọi ngóc ngách. Hơn 10 giờ, xe của Diệp Phàm vừa đến bùng binh lâm trường Cảnh Dương và đập nước Thiên Thủy, điện thoại lại vang lên. Diệp ca, những cái khác không phát hiện được gì, ở đầm Ngô Công phát hiện có mấy người câu cá. Những nơi khác tất cả đều là người bản thôn đập nước Thiên Thủy. Tuy nhiên, mấy người câu cá kia phỏng chừng không phú thì quý, còn dựng chiếc lều trại màu xanh lá hình như của quân đội, khá nhàn nhã tự đắc. Lý Tuyên Thạch miệng vui hớn hở nói. Sẽ không phải là nghe nói về cá màu gà rồi cũng muốn đến tìm vận may chứ? Diệp Phàm cười nói. Khó nói, tuy nhiên cá màu gà cũng không có mấy người nghe nói. Cái đó chỉ có người già thế hệ trước biết được, có lẽ là đến giải sầu. Người đến đập nước Thiên Thủy chúng ta câu cá là chuyện thường xuyên có. Cá chỗ chúng ta ngon, có danh tiếng, ha ha ha. Lý Tuyên Thạch cười nói. Tốt lắm, làm phiền chú rồi. Kêu mọi người rút về đi. Đừng làm phiền người ta câu cá. Diệp Phàm buông điện thoại xuống, tăng nhanh tốc độ xe. Mặc kệ có công dụng hay không, đi trước thăm dò đường xá rồi nói sau. Tuy nhiên thằng nhãi này trong lòng cũng thiếu tự tin. Không biết mục tiêu này có phải là mình lầm rồi hay không. Nếu trật phương hướng thì thiệt quá. Chẳng qua lúc trước cục trưởng Trương của thủ đô không nói rõ, Diệp Phàm cũng chỉ có thể là mò đá qua sông, mắt mù sờ soạng. Tới đập nước Thiên Thủy. Thằng nhãi này xách mấy bình rượu đặt vào trong ba lô, thẳng hướng đầm Ngô Công mà đi. Xa thật xa còn trông thấy đám người đó, Diệp Phàm ẩn mình, như con báo bình thường ẩn núp rình mồi. Chọn một bụi cỏ tùm núp vào, dựa vào thân thủ siêu đẳng thất đẳng đỉnh giới, không hề bị phát hiện. Không lâu liền lần mò tới gần đám người đó hơn, giữ khoảng cách khoảng trên 100 mét, tìm một nơi bí ẩn nằm sấp xuống, áp sát xuống đất thi triển thuật khai bức nhĩ thông, nghe lén. Gần đây theo nội tức gia tăng, khoảng cách Diệp Phàm nghe lén càng ngày càng xa, khoảng 50 thước đều có thể nghe thấy. 100 thước cũng có thể nghe thấy, chỉ không rõ bằng 50 thước mà thôi. Phát hiện một người giả dạng cách ăn mặc của lão nông, một lão già mặt tròn vành đang ngồi xổm ở trên ghế trên một vách đá, trước chân đặt một cây gậy trúc bình thường làm cần câu. Bên cạnh lão cũng có một người trung niên ngồi chung, cũng là mặt vuông tai lớn, nhưng bộ dạng không giống lão già. Tuyệt đối không phải là quan hệ cha con. Người này y phục là kiểu áo tôn trung sơn màu xanh. Có vẻ trang trọng, hào phóng, trầm ổn. Ở chính giữa hai người còn có một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn là ván cờ đang chơi dở, dường như hai người đó đang vừa câu cá vừa chơi cờ. Khá thành thơi câu cá, rất nhàn tình chơi cờ, chẳng lẽ thật sự đấy là cao nhân tới từ thủ đô? Xa xa Diệp Phàm âm thầm cầu nhau một câu. Phát hiện tại vị trí cách đó không xa dưới một cây đại thụ có dựng một lều trại màu xanh lục màu quân đội, bên trong nhìn không thấy người. Dưới một cây đại thụ xa hơn nữa, có một chiếc ghế nằm, có một cô nàng nhìn không rõ tuổi đang nằm xem sách. Tiểu Trang, sao nhàn tình đi ra câu cá thế? Lão già thân thiết cười hỏi, tay nhấn một cái, buông xuống một quân cờ. Ôi, có bận hơn nữa cũng phải đi ra bên ngoài thở một chút, bằng không chắc buồn đến sinh bệnh mất, đúng không? Vừa lúc Lão Phượng khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, Tiểu Trang cháu đã lâu không đi dạo cùng Lão Phượng rồi. Người trung niên tên Tiểu Trang cười, tiện tay cầm một quân cờ thả xuống.
Ừ, một khu vực lớn thế kia, mấy triệu dân kêu than chờ thực phẩm, nơi này nghèo sơ nghèo xác, trọng trách của cháu rất nặng đấy. Lão Phượng cười cười, lại chuyển một quân cờ, cười nói. Cháu đã đánh mất một con mã, tôi không khách khí đâu, ăn mã, ha ha ha. Lão già cười rộ lên khá sảng khoái, hơn nữa, một luồng khí quái dị mặc dù là cách xa gần 100 mét nơi đồng chí Diệp Phàm ẩn thân, thế mà vẫn mơ hồ cảm giác được. Tiểu Trang kia, có nói tới một địa khu, chẳng lẽ là nhân vật số 1 của địa khu nào đó, hồ đồ quá, xem ra hôm nay thực gặp quý nhân. Người ta là nhân vật số 1 của địa khu nào đó trước mặt lão già tự xưng là Tiểu Trang, vậy lão già họ Phượng kia chẳng phải là cũng có lai lịch rất ghê gớm sao? Ít nhất cũng là quan lớn cấp phó bộ, phó tỉnh trở lên, hơn nữa, theo những gì từ miệng cục trưởng Trương nói, lão già này 8 phần là từ thủ đô đến giải sầu, quan to thủ đô A. Nếu không phải là cán bộ cấp cao, quan lớn thủ đô, hay là nhân vật lớn từ trung ương, Diệp Phàm trong lòng chấn động, âm thầm khiếp sợ đồng thời cũng là âm thầm vui mừng. Chương 741, nghề sát nhân. Lúc này thật ra cảm kích cục trưởng Trương không hết. Phỏng chừng Trương Vệ Thanh chính là kêu mình đến để gặp vận may lớn, quen biết quan to thủ đô. Tuy nhiên, đoán được là một chuyện, phải kết giao được đó mới thật không dễ dàng. Diệp Phàm trong lòng nói thầm, trong đầu tính toán. Ừ, Đức Bình, xếp hạng gần chót ở tỉnh Nam Phúc chúng ta, dân số không ít. Có người dân đến bây giờ còn ăn không đủ no, nghèo đến mức anh em cùng mặc chung một cái quần. Mỗi khi nhìn thấy những cảnh đó, trong lòng tôi thấy xấu hổ a. Thân là bí thư, tôi thấy mình không xứng là một bí thư tốt. Người trung niên họ Trang trên mặt đầy u buồn. Ha ha, Tiểu Trang, sự do con người làm ra, đừng buồn bực. Cậu xem đập nước thiên thủy này, biến hóa ghê gớm thật. Lão già họ Phượng khen. Lần trước nghe đồng chí Chính Dương nói là đập nước thiên thủy có sự thay đổi lớn, tôi còn chưa tin. Hôm nay vừa thấy, đúng thực rất khác, con đường kia, sắp vượt qua tỉnh lộ rồi. Lão Phượng còn quan tâm đập nước thiên thủy, lúc trước Lão Phượng có phải từng ở trong này đánh qua trận chiến du kích hay không? Họ Trang vẻ mặt cung kính, hỏi. Thật ra chưa có tới qua, thành phố Mạc Hương của Nam Phúc có qua một lần. Đập nước thiên thủy này lúc ấy là nghe Lão Chiến Hữu nói, ha ha ha. Lão Chiến Hữu của tôi nói a, lúc ấy trốn vào đập nước thiên thủy lúc đó đường xá khó đi, đường hẹp lại quanh co. Sau đó trước giải phóng vì trùng kiến thác này, mới đào một con lộ nhỏ. Nghe nói chỉ có xe bò mới qua được, đến máy kéo đi lại cũng rất khó, hơn nữa, thường xuyên ngã chết người. Lúc đó khi làm con lộ này nghe nói đã chết không ít người, lúc ấy, Lý gia có một người lớn tuổi vì cứu Chiến Hữu của tôi, một đao chém 10 mấy binh lính Đảng Quốc Dân. Chúng tôi lúc trước nghe xong cảm giác không thể tin nổi, ông lão họ Lý kia chẳng lẽ vượt qua đại đao Vương Ngũ gia. Đây là công phu gì? Cho nên, cho tới nay, đập nước thiên thủy trở thành nơi tôi luôn muốn đến đi dạo một vòng. Gần 50 năm trôi qua rồi, giờ mới thực hiện được. Ôi! Lão Phượng nói, hai mắt nhìn ra xa, phỏng chừng là đang nhớ về chuyện xưa. Đúng vậy Lão Phượng, đập nước thiên thủy này nghe nói là địa phương nghèo nhất Ngư Dương, mà Ngư Dương ở thành phố Mạc Hương cũng thuộc vùng nghèo sơ sát. Tuy nhiên, mặc dù là địa phương nghèo, so với một số huyện của Đức Bình cũng coi như là giàu có. Chỉ con đường này, xã, thị trấn Đức Bình chúng ta đâu có. Xem ra bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Ngư Dương rất biết làm việc, nếu Đức Bình chúng ta có được những người tài ba này, lo gì Đức Bình không giàu có, cũng không đến mức kéo toàn bộ tỉnh thụt lùi. Mỗi lần đi họp ở tỉnh, tôi đều không có mặt mũi gặp người, ôi! Họ Trang bộ dáng có chút hâm mộ, trong đó lại mang theo một ít mất mát. Tình hình Đức Bình phức tạp, cậu vừa mới đến, cái gì cũng mới mẻ, từ từ để ý, tin rằng với ánh mắt của cậu, sẽ dẫn dắt tốt địa phương này. Được rồi, không nói những chuyện làm phiền lòng người này nữa, câu cá câu cá. Lão Phượng ánh mắt lại nhìn về phía cần câu. Câu cá, các ông câu cá, tôi đây cũng ở đây câu cá. Diệp Phàm giật mình, toàn diện quan sát tình huống xung quanh, có kế hoạch rồi. Đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động tìm chỗ xa xa thì đột nhiên phát hiện một tình huống khá phấn chấn lòng người. Lúc này, trong lều trại màu lục quân đi ra một cậu thanh niên tuổi sắp xỉ 30, tóc húi cua, mặt cạnh, mũi có nốt ruồi đen, mặc một bộ thường phục màu xanh. Tuy nhiên, sự sắc bén của cặp mắt gã tuyệt đối có thể so với mắt ưng. Diệp Phàm nấp trong bụi cỏ cách đó hơn 100 mét,
không ngờ cảm giác như đứng ngồi không yên, giống như bị tia điện quét qua người vậy, cảm nhận được một cảm giác không an toàn, uy hiếp từ trên thân thể người thanh niên đó phát ra. Cao thủ, hẳn là có thân thủ từ tam tứ đẳng trở lên. Sao lại thế này, chẳng lẽ là lão già mời vệ sĩ hay là cảnh vệ đi theo? Nói không chừng lão già này thật đúng là một nhân vật lớn. Nếu là vệ sĩ tư nhân thì rõ ràng là lão già này là cá sấu lớn trong thương giới. Nếu là cảnh vệ kia thì đáng để cân nhắc, người có thể khiến cao thủ tam tứ đẳng trở lên bảo hộ, tuyệt đối là cấp quan trọng. Sợ không phải nhân vật số một của bộ nào đó ở Ủy ban Trung ương xuống. Nếu cấp phó, thì văn phòng nội vệ Trung ương không có khả năng phái vệ sĩ cấp cao như vậy đến bảo vệ. Có thể phái đặc cảnh thì chắc chắn là quan to, cao thủ tứ đẳng không phải là củ cải, bất cứ lúc nào cũng có thể nhổ. Hơn nữa, họ Trang kia rõ ràng là nhân vật số một của Đức Bình, còn phải cung kính xưng hô với Lão Phượng. Diệp Phàm trong lòng hơi có vẻ kích động, suy nghĩ một mạch, đột nhiên, dùng mình, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, xem tư thế rất hưng vượng của người trẻ tuổi, hẳn là đội viên của tổ đặc nhiệm A. Vệ sĩ trực thuộc Lang Phá Thiên của Cục Cảnh vệ Trung ương quản, lai lịch của Lão Phượng kia đáng để phải cân nhắc. Nếu như quả thật là xuất thân từ tổ vệ sĩ Trung Nam Hải, vậy lão già này chẳng lẽ là lãnh đạo của vài vị lãnh đạo Trung ương? Nghĩ đến đây, thằng nhãi này tâm bắt đầu kích động, tim đập thình thịch. Bộ Chính trị ủy viên thường vụ họ Phượng, không phải là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn chứ? Diệp Phàm thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, đầu óc cố gắng tìm tòi hình ảnh của Phượng Bảo Sơn ngẫu nhiên xuất hiện trên TV. Bình thường Phượng Bảo Sơn ăn mặc khá khiêm tốn, giản dị, một năm khó mà nhìn thấy ông xuất hiện được vài lần, hơn nữa khi ra ngoài mặt lạnh như thép, đúng là thiết diện vô tư, tư thế không khác bao công là mấy. Tuy nói mơ hồ cảm thấy hơi giống, nhưng Diệp Phàm cũng không dám khẳng định. Chỉ có điều Phượng Bảo Sơn xuất hiện trên TV cùng lão già ngồi câu cá ở đầm Ngô Công hiện tại kia hình tượng thật sự là khác biệt quá lớn. Ông lão này vẻ mặt hòa ái, cách nói năng hiền hòa, căn bản là không giống chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn. Hồ đồ mất rồi, có lẽ là mình nhớ lầm. Người ta đường đường là ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị, nào có thời gian đến đập nước thiên thủy này, cái nơi chim không thèm ỉa này mà câu cá. Hơn nữa, nhân vật lớn thế này mà xuống thì tuyệt đối là tiền hô hậu ủng, đầm Ngô Công này không phải đã sớm khoanh thành vùng cấm quân sự sao? Phạm vi trong vòng mấy trăm thước đều có nhân viên nội vệ Trung Nam Hải phục kích, còn có thể để ông mày trốn trong bụi cỏ rình coi thế này à? Hẳn là không phải, Diệp Phàm đặt ra đủ loại phỏng đoán, phủ định khả năng ông ta là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn. Phải biết rằng, trên Trung ương các bộ và ủy ban Trung ương họ Phượng cũng có đến vài người. Cũng không thể vì Diệp Phàm biết rõ, trước kia khi ngẫu nhiên xem TV cũng có nghe nói đến, chỉ có điều chỉ nghe danh mà không thấy người, hoặc là gương mặt chỉ xuất hiện nhoáng một cái rồi qua, ai có thể nhớ rõ mặt. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, với biểu lộ tự nhiên như kẻ bề trên của lão già này mà đoán, ít nhất cũng là quan to có thực quyền cấp phó bộ đến từ thủ đô. Cho nên, Diệp Phàm quyết định hay là thử một chút, mặc kệ có tác dụng không, nếu cục trưởng Trương kêu mình đến tìm vận may. Tuyệt đối là chuyện tốt. Thằng nhãi này ánh mắt lợi hại nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi sau khi vào lều trại, lén lút lui lại một dặm. Kỳ quái, mình vừa rồi cảm giác giống như có tình huống gì đó hơi quái dị, sao lại không có? Chẳng lẽ là trực giác sai rồi sao? Có lẽ là thỏ rừng, gà rừng xuất hiện thôi, xem ra là do thần kinh của mình có chút nhạy cảm. Hơn nữa, bốn bên, người thanh niên ở trong lều trại thì thào tự nói, chợt lắc lắc đầu. Không lâu sau, xa xa ở bên ngoài mấy trăm thước trong rừng cây dần dần truyền đến một âm thanh hùng hồn, sung mãn từng hồi một, rất khí phách của bài hát dân ca nghề sát nhân. Đàn ông làm kẻ sát nhân, giết người không lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, tận tại sát nhân chung. Tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặc. Trừng mắt thức giết người, thân nhẹ tựa hồng mao. Lại có hùng và phách, giết người loạn đến tê dại, rong ruổi khắp thiên hạ. Chỉ đem đau thương đến. Xiết xiết xiết. Kết hợp với nhịp độ nhanh dồn dập, còn truyền đến một thanh âm ba 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 nghe rất chói tai. Có tình huống khác thường, toàn thể chú ý, yêu cầu sẵn sàng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, người thanh niên áo xanh từ trong lều trại chui ra, một tay đang vẫy vẫy. Yên nào, chuyện bé xé ra to, đừng làm mất hứng thú của cao nhân. Lão Phượng kia ánh mắt rất lạnh, thấp giọng quát lên.
lui ra, ở trong này các cậu còn lo lắng cái gì? Vâng. Người áo xanh vung tay lên, cây trong rừng lại trở lại trạng thái yên tĩnh. Không lâu, theo tiếng ca, từ trong rừng thất tha thất thểu đi ra một chàng thanh niên nhìn qua thì tính trẻ con hãy còn, cao độ 1m76, sắc mặt trắng hồng, không mập không ốm, cả người trông rất lười nhác, tóc tai rối bù, trên người dính đầy hoa cỏ dại. Người thanh niên tay phải cầm một bình rượu, hình như là rượu sái. Tay trái cầm một nhành cây khô nhặt được dưới đất, ước chiều rộng khoảng 2 ngón tay. Tướng đi siêu vẹo, thỉnh thoảng cúi đầu quát lên, điên cuồng uống rượu sái, miệng sướng lung tung nghề sát nhân. Làm cho người ta có một cảm giác rất quái dị, thậm chí hơi kinh ngạc. Người áo xanh đang muốn tiến lên ngăn cản, tuy nhiên bị lão phượng kia nghiêm mặt, mắt lạnh ngăn cản. Ha ha ha, thoải mái, con mẹ nó, đúng là thoải mái ơi thoải mái. Tiếp theo giống lên một tiếng, người thanh niên kia vỗ xuống đất một cái, liền đem bình rượu sái đã uống cạn đập vào nhành cây khô, kinh động đến chim chóc trên cây, làm chúng bay tán loạn. Người trẻ tuổi không quan tâm, mắt say lờ đờ, trong mông lung rung đùi đắc ý, tay hướng ra cái ba lô phía sau lưng sờ mó và lấy ra một lọ rượu sái khác. Để trên miệng cắn một cái, nắp bình lập tức bung ra. Kêu cầu nhau. Người trẻ tuổi há mồm phóng đãng mà uống một ngụm, đợi cái bình đã trỏng ngược hoàn toàn xuống dưới, mọi người lại lần nữa kinh ngạc, bởi vì rượu bên trong chỉ còn lại nửa bình. Thật đúng là quá lợi hại, không thể tưởng được nơi sơn giã cũng có cao nhân. Người áo xanh trong lòng nói thầm. Xiết xiết xiết, cổ bảo toàn ơi cổ bảo toàn, con mẹ nó, sao âm hiểm như vậy? Có mới nới cũ thì thôi đi, nhưng ông không nên hạ nhục tôi chứ. 1 năm rưỡi thời gian, ông đây trên nhảy dưới lủi, vì khu kinh tế Lâm Tuyển quyên tặng gần 40 triệu, gần 200 triệu đầu tư. Cái đó dễ dàng lắm sao? Vì để có được tiền, ông đây đến mạng thiếu chút nữa cũng bỏ vào đó luôn, vì dân chúng của đập nước Thiên Thủy không để người chết vì lật xe, vì người dân xứ này có thể có được cuộc sống an nhàn, ông mày đây. Làm cho tất cả quốc lộ của khu kinh tế Lâm Tuyển này không khác gì với quốc lộ của xã, thị trấn. Kinh tế của khu kinh tế luân phiên nhau lao đao, ông cho tôi cái gì? Dám cũng không cho, chẳng những ngăn cản tôi vào thường vụ. Càng tức giận hơn chính là ông còn đem thủ hạ của tôi để bạt vào thường vụ, đây không phải là đánh vào mặt tôi thì là gì? Có ai xuất sinh như ông vậy không? Thất vọng, đau khổ, rồi lại thất vọng đau khổ, giết giết giết. Người thanh niên điên cuồng này đương nhiên là thằng nhãi Diệp Phàm. Hắn núp ở phía xa xa, lấy ra 2 bình rượu sái tưới lên người mình, quần áo và tóc tai cũng làm cho biến thành nhàu nát, không ra gì, nói chung là cho giống hình tượng tiểu phu sơn dã. Say khẳng định là không có say, chỉ có chút say thôi. Diệp Phàm lảo đảo cách cái ghế nằm dưới cây đại thụ có khoảng hơn 10 thước, trên ghế nằm kia là cô nàng đang dở sách ra xem, người này liếc hắn một cái, đần độn vô vị, lại tiếp tục xem sách. Chương 742, giả ngây giả dại lừa quan lớn thủ đô. Người thanh niên, cớ gì lại giận như thế? Vậy cổ bảo toàn là ai? Lão Phượng vẻ mặt rất hòa khí, cười, bất ngờ chào hỏi trước. Cổ bảo toàn, địa phương này thuộc khu vực quản hạt của ông ta, ông nói đó là ai? Diệp Phàm giọng điệu khá dữ dằn, đáp lại. Người áo xanh liền lên tinh thần đề phòng, đứng trước lão già cách đó không xa, Diệp Phàm nội khí hùng hồn đứng cách gã xa mấy chục thước cũng mơ hồ cảm giác được. Xem tư thế nếu ông đây có cử động khác thường thì người này phỏng chừng sẽ ra tay, khẩu súng lục đã giấu sẵn ở trong tay áo. Diệp Phàm đôi mắt ưng cảm giác được, lại ước tính cự ly cách ghế. Cô nàng ngồi dựa vào ghế tuyệt đối có quan hệ với lão già, bằng không, sao dám tùy tiện nằm lên trên ghế, cô ta mới là mục tiêu lớn nhất của Diệp Phàm hôm nay. Lúc này, một con gà rừng từ trong bụi cỏ chạy ra. Thằng nhãi này thừa lúc tên áo xanh trẻ tuổi quay đầu, nhẹ nhàng phóng ra một cây tiểu lý đao từ cổ tay trái mà không chút tiếng động nào, nhắm thẳng vào nhánh cây to trên đỉnh đầu phía trên cô nàng đang ngồi trên ghế kia mà bay đến. Răng rắc một tiếng. Nhánh cây to thô kia không ngờ rơi từ trên cây xuống, phương hướng rơi chính là ngay ở giữa cô nàng đang nằm trên ghế kia. Hơn nữa, tốc độ khá nhanh, bởi vì nhánh cây khô đã không có lá cây chống đỡ, tốc độ rơi không khác gì thiết bổng nện xuống đất là mấy. Hơn nữa, mấy phi đao khác của Diệp Phàm đã có tác dụng, đương nhiên là lực rơi của nhánh cây khô tăng tốc không ít. Á, tiểu thư chạy mau. Tiểu yêu, chạy mau. Người áo xanh một phát liều mình hướng về cô nàng đang ngồi trên ghế mà phóng tới,
đến lão Phượng kia nãy giờ luôn luôn trầm ổn như mặt hồ sâu lắng cũng kinh hãi từ trên ghế ngồi bật dậy cứu người. Họ Trang, người trung niên, cũng liều mình mà lao thẳng tới. Tất cả cùng lao tới, từ trong rừng không ngờ xuất hiện vài bóng dáng màu xanh lục. Tuy nhiên tất cả đều không kịp rồi, bởi vì cách nhau quá xa, ước chừng có tới 7-80 thước, người áo xanh tốc độ có mau hơn nữa cũng không mau bằng nhành cây khô. Mắt nhìn nhành cây khô kêu răng rắc sắp rơi xuống thì mặt mày đã sớm thất sắc, khi đó cô nàng còn sững sờ chưa tỉnh ngồi tại chỗ. Diệp Phàm đã sớm hành động, thuận tay ném luôn hũ rượu sái về hướng nhành cây khô, người bên này cũng không hề chậm chạp, bởi vì hắn cách ghế nằm cũng gần 10 thước. Cả người nhào đến, như chim ưng, khi nhành cây khô sắp đập lên đầu của cô nàng thì liền ôm lấy cô nàng, nhành khô khi cùng bình rượu chạm vào nhau hứ ưng rơi bị lệch một chút. Tuy nhiên, cành khô kia lại đập lên trên lưng Diệp Phàm một cái. Đồng chí Diệp Phàm lúc này liền mượn lực, giả bộ như tự nhiên liền bay xéo ra ngoài. Ôm cô nàng kia, thình thịch một tiếng liền rơi bịch một cái trong bụi cỏ. Đương nhiên, là Diệp Phàm rơi xuống đất, dùng thân thể làm cái đệm thịt bảo vệ cô nàng kia, lúc này còn đang ở trạng thái ngơ ngẩn. Tuy nhiên, bởi vì không đụng bay ra xa bao nhiêu, chân Diệp Phàm bị nhánh cây cào rách một đường. Thằng nhãi này lúc này một chân đè mạnh lên thêm, trên chân lập tức vết cào bị xé thành một đường dài đến hơn 10 mm, máu tuôn ra. Vì diễn trò, thằng nhãi này ra cả độc thủ với chính mình. Bốp! Diệp Phàm còn chưa phản ứng, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ngạc nhiên đảo mắt nhìn, mới phát hiện một gương thanh lịch tuyệt thế, sao lại có một cô nàng xanh như nước thế này? Mi như thu thủy, da như tuyết ngẫu, mượt mà cái mũi thiên nhiên được khảm ở trên gương mặt trái xoan. Lông mi dài mà dịu dàng, thân trên mặc chiếc sơ mi trắng, đường viền hoa màu lục nhạt, thân dưới là chiếc váy màu lam có nhiều đóa hoa trắng tinh khiết. Mái tóc đen dài thắt thành nhiều bím nhỏ, giống như là ổ chú thân của nhiều tinh linh vậy. Theo cơn gió nhẹ ấm áp phất phơ, đôi mắt đẹp sáng như nước giờ phút này cũng rất sung mãn, đầy sát khí có thể giết người. Ánh nắng gay gắt buổi trưa càng in rõ hình dáng hoàn mỹ của cô. Dường như vì thân thể của cô mà tô lên một lớp sắc vàng mê người, lộ ở bên ngoài là cánh tay trong suốt như ngọc, dường như có chất ngọc sáng bóng đang chợt lóe, cho Diệp Phàm cảm giác đây đâu phải người, quả thực mẹ cô ta chắc hẳn là thiên sứ thánh thiện, có thể so với thần Venus trong mơ. Thằng nhãi này ngây người, cũng có thể nói là trực tiếp nhập vào bên trong một cơn mơ mộng kỳ ảo. Cảm thấy chính mình đang ở trong vũ điệu điên cuồng của đám mây, trái tim cuồng loạn. Thình thịch, đến chính mình còn có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Một loại tâm linh nguyên thủy từ tâm khảm bên trong kêu gọi ra, nảy mầm, mọc rễ, va chạm, lôi kéo. Tuy nhiên, ai kia bị người nào đó ôm chặt lấy đang nổi giận, quăng một cái tát kèm theo tiếng mắng nói. Lưu manh, đang muốn cho thêm cái thứ hai, thì bị lão giả phía sau hô to. Tiểu yêu, mau dừng tay, hắn là cứu con. Hừ. Cô nàng còn tức giận chưa có tiêu tan, bởi vì cho tới bây giờ chưa ai dám làm như vậy với cô cả. Kẻ say rượu này chẳng những ôm cô thiếu chút nữa không thở nổi, hơn nữa vừa rồi mặt hai người kề sát cùng nhau. Thậm chí cô nàng còn cảm giác được kẻ điên kia dùng đầu lưỡi liếm môi mình, đôi môi chưa từng bị người nào hôn qua, ghê tởm chết người. Đương nhiên liếm một chút, bởi vì Diệp Phàm thằng nhãi này đang suy nghĩ, cứu cô một mạng, dù sao cũng phải thêm chút mùi vị mới đúng. Bằng không, lưng ông bị nhành khô đụng phải vô ích, chân ông còn bị cào. Người áo xanh nâng cô nàng dậy, thuận tay kéo luôn Diệp Phàm. Không có việc gì chứ người anh em. Người áo xanh hỏi, nhìn lướt qua Diệp Phàm, trên đùi máu tươi đang chảy. Nhướn mày, sau đó hô. Lấy cái hòm thuốc đến, nhanh lên. Chỉ chốc lát sau lão già và họ Trang cũng chạy tới, phát hiện cô nàng không bị gì, chỉ có điều bị kinh hãi chút ít, sau mới yên tâm. Người thanh niên, không có việc gì chứ, tới bên kia nghỉ ngơi một chút. Phượng lão nói, vẻ mặt thân thiết. Mấy người đỡ Diệp Phàm tới bên cạnh ghế, một nữ bác sĩ đi ra, tay chân lanh lẹ giúp Diệp Phàm kiểm tra, khử trùng, băng bó. Lại hô, cởi áo, để xem trên lưng có bị thương hay không. Phỏng chừng không có việc gì, mạng tôi lớn lắm, chẳng qua bị đập trúng một cái. Diệp Phàm ra vẻ thoải mái, không muốn cởi quần áo. Cái kia cũng có chút hơi quá. Cởi đi người trẻ tuổi, để bác sĩ kiểm tra cho cậu, nếu xương cốt bị thương phải chụp phim. Lão già quan tâm nói. Vậy, được rồi.
Diệp Phàm cố mà cởi áo, trên lưng bầm tím một mảng. Thằng nhãi này còn xoay xoay lưng, nói. Xương cốt hẳn là không thành vấn đề, ôi, đáng tiếc rượu sái của tôi, còn thừa nửa bình đâu, ôi. Thằng nhãi này lúc này còn nhớ thương bình rượu sái của hắn. Tất nhiên là đùa giỡn. Ha ha ha, người anh em, rất ra dáng. Người áo xanh lộ ra vẻ mặt khâm phục. Một kẻ điên say rượu, hừ. Cô nàng bên kia miệng chua ngoa nói, xem ra đối với chuyện đồng chí Diệp Phàm dùng đầu lưỡi liếm môi cô khiến cô khó có thể tiêu tan. Ăn nói sao thế Khuynh Thành, mau cảm ơn người ta. Lão Phượng nghiêm mặt, thật có chút dọa người. Cô nàng có gương mặt thanh tú kia nhăn nhó một lúc, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói cảm ơn. Tuy nhiên, Diệp Phàm đương nhiên hiểu được cô ta tâm không cam lòng không muốn, ra vẻ hào phóng, cười nói. Không có gì, tôi trước kia khi săn lợn rừng còn ôm chặt chúng, trọng lượng cô so với chúng nó tính ra không nặng, bằng không, vừa rồi khó mà, ha ha. Đây, đương nhiên là Diệp Phàm cố ý. Anh mới là heo. Cô nàng trừng mắt, ý không vui. Vậy tôi đây phải là heo đực. Diệp Phàm hừ một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết, cô nhiều nhất là một con heo mẹ. Ông đây cũng vậy, ngang ngửa cô. Ha ha ha. Đến lão già cũng pha trò, mỉm cười. Tuy nhiên, những người khác không dám cười, nhịn đến mức khó chịu, cho nên một đám vẻ mặt ai cũng quái dị. Bởi vì cô nàng tên Khuynh Thành kia hung dữ lướt mắt lườm mọi người, phỏng chừng nếu ai dám cười, cô nàng này xác định sẽ xử họ, chỉ có điều lão Phượng là ông nội cô hướng ai nổi cơn bão cũng không dám hướng về ông nội. Sau khi băng bó xong, xem chừng Diệp Phàm ngoại trừ trên lưng bầm tím, vết kim may trên đùi hiện tại hẳn là không có gì đáng ngại. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở phào, tuy nhiên, giờ phút này người áo xanh kia cầm lấy hung thủ gây ra họa, một nhành cây to tự nói. Không thể như thế a, nếu gãy thế này vết nứt phải khác, không thể bằng phẳng như vậy. Thật sự là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ có cao thủ phóng đao chặt gãy. Nghĩ đến đó, người áo xanh kia mịt mờ quét qua Diệp Phàm, liếc mắt một cái, chợt lắc lắc đầu, thầm hừ nói, chẳng lẽ hắn, một tên nhóc nhìn qua nhiều lắm chỉ mới 20 tuổi, chưa dứt sữa, có một thân hình mạnh mẽ còn có thể, người thanh niên dũng khí, có thể làm ra loại chuyện này phỏng chừng phải là cao thủ thất bát đẳng mới làm được. Không có khả năng, dựa vào thân thủ của mình cũng không có khả năng làm được. Hơn nữa, vừa rồi thằng nhóc này căn bản là không có động tác gì khác, không nhúc nhích làm sao có thể phóng đao. Cái này chưa từng nghe nói qua, 20 tuổi luyện đến cảnh giới thất bát đẳng, chính là. Có lẽ là lão nông đốn củi nào đó chém một búa mạnh, sau đó không nứt nên không chém nữa, hiện tại bị gió thổi qua đột ngột nên chỗ chặt chưa đứt bị rơi xuống dưới. Người áo xanh rốt cục cũng tự mình cho một lời giải thích thích hợp, ném nhánh cây và đi tới. Tất nhiên, cũng sẽ không xem Diệp Phàm là đối tượng hoài nghi quan trọng. Đến đây, đến ngồi đi, cậu nhóc, tên gì, làm công tác gì? Lão Phượng rất nhiệt tình và thân thiết, hỏi. Diệp Phàm, ở chính phủ huyện Ngư Dương kiếm cơm ăn. Diệp Phàm đặt mông ngồi lên ghế mà người áo xanh kia đưa đến, phun ra toàn mùi rượu, nói. Khi Diệp Phàm ngồi xuống mặt đối diện với Lão Phượng kia thì có thể khẳng định, Lão Phượng tuyệt đối không phải chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn. Bởi vì quan sát dưới góc độ tướng thuật, hai người tướng mạo khác nhau quá xa. Không phải Phượng Bảo Sơn thì là ai? Chưa từng nghe nói qua hiện tại Trung ương ngoại trừ Phượng Bảo Sơn ra còn có nhân vật cấp cao khác. Phỏng chừng là quan lớn nhậm chức trong các bộ và Ủy ban Trung ương khác. Theo thái độ tôn kính mà họ Trang kia đối với ông ta mà nói. Tuyệt đối là quan lớn cấp quan trọng. Bằng không, người ta là nhân vật số một địa khu Đức Bình sao lại khiêm nhường cung kính như thế. Mặc ông ta, mặc dù không phải là Phượng Bảo Sơn, có thể quen biết quan lớn cấp cao và quan trọng như ông ta coi như là rất có thu hoạch. Thằng nhãi này nghĩ thầm, trong lòng hơi có vẻ thất vọng, tuy nhiên, trên mặt vẫn biểu hiện được sự điềm tĩnh. Bởi vì Diệp Phàm ngày càng thành thục hơn. Vừa rồi nghe lời nói và giọng điệu của cậu, hẳn là cán bộ. Họ Trang đang ngồi bên cạnh hơi có vẻ tò mò, liếc mắt quét qua Diệp Phàm một cái hỏi. Ha ha, cán bộ nhỏ nhoi, phó chủ tịch huyện. Diệp Phàm rất là tự nhiên thốt ra, đương nhiên, hết thảy đều là thằng nhãi này đang diễn trò. Phó chủ tịch huyện, không nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi? Lão Phượng không ngờ vẻ mặt hiện ra một tia kinh ngạc, khiến Diệp Phàm ngây người vài giây. Chương 743, khắc tinh của số mệnh.
thằng nhãi này miệng cũng cười nói. Cái này có gì kỳ quái, qua hơn 10 ngày nữa là đến năm 1997, tôi cũng vừa tròn 20 tuổi. Kẻ vô tích sự a, ôi! Thằng nhãi này còn ngẫu hứng thở dài, giống như thật đáng tiếc vậy. Không phải chứ, phỏng chừng cậu lúc 19 tuổi đã thăng lên chức phó chủ tịch huyện. Vậy cậu khẳng định có chiến tích vẻ vang gì đó đáng để lãnh đạo đặc biệt đề bạt cậu. Họ Trang hình như là càng có hứng thú hơn cả lão Phượng, hỏi. Cũng có chút đạo lý, thời điểm các ông tới chắc cũng nhìn thấy được thay đổi lớn của Lâm Tuyền cũng như đập nước thiên thủy. Không nói khoác chứ, con lộ kia, đường quốc lộ rộng thoáng của 6 chấn 2 xã phụ cận đều là do tôi tìm về các khoản tiền quyên tặng để xây dựng nên. Có thể không chút khoa trương nói, mạng lưới giao thông Lâm Tuyền này là do một tay tôi gây dựng. Lúc ấy phóng viên các báo ở tỉnh gọi tôi là, người khai sáng, gì đó, nhật báo Mặc Hương lại thổi phồng tôi là, lộ thần, gì đó. Hơn nữa, tôi còn góp phần tạo nên khu công nghiệp Gành Quỷ Ảnh, nơi đó trước kia chính là một sườn núi hoang vắng rẻ mạt. Hiện tại lôi kéo được gần 200 triệu vốn đầu tư, khiến cho toàn bộ kinh tế Ngư Dương với sự ảnh hưởng của khu kinh tế Lâm Tuyền trở nên hữu lực, nhanh chóng tăng trưởng. Phỏng chừng cuối năm nay có thể thoát ra khỏi vị trí đứng nhất từ dưới đếm lên, nghe nói Ngư Dương trước kia xếp thứ 15 từ dưới đếm lên trong toàn tỉnh, đã vượt lên được 10 bậc. Công tích này, tất cả đều là nhờ tôi chủ trì cầm lái đầu tàu khu kinh tế Lâm Tuyền mà hoàn thành. Ôi, những thứ này có ích lợi gì đâu. Không nói, không nói. Diệp Phàm vẻ mặt cố ý cay đắng, phun mùi rượu ra, hình như là sau cái mùi rượu phun ra đó là thực ngôn, khiến cho không người nào hoài nghi được. Có gì giỏi đâu, không phải chỉ là một phó chủ tịch huyện rách nát, kiếm được chút tiền, hừ. Lúc này một chàng thanh âm không hài hòa vang lên, tự nhiên cách đó không xa một cô nàng tên Khuynh Thành lên tiếng châm chọc khiêu khích. Cô nàng đẹp tuyệt vời, vẻ mặt khinh thường, miệng vảnh lên thật cao, xem ra Diệp Phàm bị người ta ghi hận rồi. Cái này, bị cô nàng nhớ thì thật đúng là có chút phiền phức. Kiếm chút tiền, cô thử đi kiếm thử xem. Vì để kiếm được hơn 40 triệu tiền quyên tặng, tôi một đồng cũng không cho vào túi tiền riêng, có khi đến tiền xe cộ, phí ăn uống đều phải tự mình xuất tiền túi. Hơn nữa, vì lấy được tiền, tôi phải bôn ba khắp nơi, đến cái mạng này thiếu chút nữa cũng xong luôn. Năm ngoái bị lật xe, tôi liền nhảy xuống sông, cái mạng nhỏ này may mắn còn sót lại, bằng không. Diệp Phàm cố ý gắt gỏng với cô nàng hống hách kia, đương nhiên trong biểu hiện bình tĩnh lại có chút mất kiểm soát. Hơn nữa, hơi có vẻ châm chọc. Hừ, hơn 40 triệu, có gì giỏi đâu, ông nội của tôi chỉ cần một đầu ngón tay thôi là có thể điều động được rồi, còn nổ cái gì. Năm ngoái sao không dìm anh chết đuối luôn đi, hừ. Cô nàng kia hừ một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, giống một con diều hâu nhỏ đang đấu khí. Lũ đàn bà, chẳng lẽ là khắc tinh trong cuộc đời mình, xui xẻo. Diệp Phàm trong lòng âm thầm bực tức, miệng hắng giọng cười nói. Ha ha, tôi cũng muốn lắm, đáng tiếc ta là người mà Diêm Vương không thương, tiểu quỷ không mến. Bằng không, cô hôm nay chắc là có chút không may a. Không khiến. Một câu nói của Phượng Khuynh Thành đập lên hắn, thiếu chút nữa nghẹn chết tiểu Diệp rồi. Tiểu yêu, đừng nói lung tung, người ta quả thật không dễ dàng gì. Lão Phượng nhíu mày, khiến cô nàng kia tức giận chu cái miệng ra không nói nữa. Hơn 40 triệu, đúng thật là do chính cậu làm ra. Hơn nữa, còn kiếm về gần 200 triệu vốn đầu tư. Họ Trang dường như có chút hoài nghi, bởi vì Diệp Phàm còn rất trẻ tuổi, không thể không khiến cho người ta hoài nghi. Không tin có phải hay không? Nhìn cái này đi. Diệp Phàm giống như tức giận, cúi đầu, từ trong túi du lịch lấy ra văn kiện lúc đó cán bộ trưởng ban tổ chức Tống Sơ Kiệt điểm tướng, còn có bài, lộ thần, mà nhật báo Mặc Hương đăng. Quét mắt qua lão Phượng một cái, hơi ngượng ngùng nói. Ông cụ à, ông cũng đừng nói tôi khoe khoang, thứ này tôi thường xuyên mang theo, làm công cụ thúc giục chính mình. Tôi nghĩ, đến bí thư thành ủy Chu cũng gọi tôi là hóa duyên đại sư, trưởng ban Tống lại tự mình điểm tướng, tôi không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn họ. Mặc kệ gặp phải cái gì, dù sao các ông cũng là người ngoài, tôi cùng các ông nói lẩm bẩm một chút, ngàn vạn lần không truyền ra bên ngoài là được. Diệp Phàm đem những đãi ngộ không công bằng với mình đã chắt lọc lựa chọn nói qua một lượt. Xem ra cổ bảo toàn kia đúng là có chút đố kỵ với cậu, thế thành, ông nói xem. Lão Phượng thản nhiên cười nói. Nói đại khái là mượn gió bẻ măng, nói thế cũng không ngoa.
Trang Thế Thành không lộ thanh sắc, nói. Người thanh niên, con đường của cậu còn dài, đừng tức giận nông nỗi, tin rằng nếu là vàng thật thì ở địa phương nào cũng đều phát sáng cả, có phải hay không, làm tốt công tác mới là nhiệm vụ hàng đầu, phải thường xuyên đem dân chúng đặt ở trong lòng, tôi tin tưởng, con ngựa ngàn dặm như cậu tuyệt sẽ không dễ bị mai một. Huống chi, sự nghiệp của cậu mới khởi bước, ha ha. Lão Phượng giơ tay vỗ nhẹ vai Diệp Phàm, một bên cổ vũ, còn thản nhiên liếc mắt quét qua họ Trang đang ở bên cạnh một cái. Vậy người thanh niên này, có tính đổi địa phương công tác không? Dùng những lời nói có chút thô tục của chúng ta hiện tại mà nói, thì nơi đây không giữ ông đây tất có nơi khác giữ có phải hay không? Họ Trang đột nhiên cười nói. Đương nhiên là có, chính là ứng với câu nói ông vừa nói đó, nơi đây không giữ ông đây tất có nơi khác giữ. Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên bảo tôi đi đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng, còn nói là phỏng chừng không lâu có thể lên làm Cục trưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ cũng không nhẹ, nội trong một năm phải thu hút đến mấy trăm triệu vốn đầu tư cho thành phố Mạc Hương. Diệp Phàm hơi có vẻ tự đắc còn cua cua tay. Mấy trăm triệu, Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố Mạc Hương năm trước thu hút được bao nhiêu vốn đầu tư? Trang Thế Thành đuổi theo sát hỏi. Tôi tra qua. Hẳn là khoảng 100 triệu, năm trước chiến tuyến của bọn họ không ra thế nào cả, bằng không cũng sẽ không gọi tôi. Diệp Phàm cười nói, lại hiện ra một phần nào đó rất sành sỏi. Cậu có lòng tin chứ? Đó là vài trăm triệu đấy. Trang Thế Thành như cười như không, nói. Ha ha, nói mạnh miệng cũng không dùng được gì, là con la hay là con ngựa, kéo ra ngoài sẽ biết. Con người tôi không thích khoác lác. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Khí thế ngập trời phát ra, khiến cho Lão Phượng và Trang Thế Thành đều âm thầm có chút kinh ngạc. Ông cụ, các ông có phải đến đầm Ngô Công này câu cá mào gà không? Diệp Phàm chuyển sang hỏi chuyện khác, dù sao mục đích đã đạt được nên nói sang chuyện khác luôn. Nói nhiều tất nhàm chán, đạo lý này Diệp Phàm hiểu rất sâu sắc. Đúng vậy, nghe nói đầm này có một loại cá kỳ lạ, là nghe một lão chiến hữu từng nói qua. Tuy nhiên chưa từng thấy qua, chúng tôi tùy tiện câu thôi. Có thể câu được thì đương nhiên tốt, câu không được cũng không sao cả, ha ha, nếu là của cậu thì thế nào cũng chạy không được, không phải của cậu thì có làm thế nào cũng đoạt không đến tay, tựa như cái chức danh ủy viên thường vụ của cậu vậy. Tuy nhiên, người trẻ tuổi, cậu không giống như chúng tôi, phải có một trái tim đấu tranh cầu tiến. Đi ngược dòng nước tuy nói gian nguy, nhưng cũng rất tự tại vui sướng. Đương nhiên, khi không chiếm được thì cũng phải có một trái tim bình thường. Trên đời này, việc không như ý có tới ngàn vạn, sao có thể luôn được mọi chuyện như ý? Lão Phượng chậm rãi cười nói. Ông cụ nói đùa, tôi sẽ không tiếp tục so đo những thứ đó nữa. Tôi còn trẻ, đợi được, lần này không thể vào thường vụ được có lẽ cũng không hẳn là một chuyện xấu. Giống như quốc gia chúng ta có biết bao nhiêu vị tiền bối, bọn họ ai lên ai xuống, nếu cứ so đo, thì cái thời đại đặc thù đóng chuồng bò kia còn không phải toàn bộ đi tự sát cho xong. Diệp Phàm thản nhiên nói, giống như tỉnh ngộ rất nhiều. Tốt tốt, chàng trai tốt, có thể nhìn ra là tốt rồi, nhưng tuyệt không thể mất đi tính sắc bén. Lão Phượng kia ánh mắt đột nhiên sáng lên rất nhiều, xem ra là thật tâm. Tôi hiểu được, cảm ơn ông. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Chàng trai, cậu dựa vào cái gì nói là không vào được thường vụ là chuyện tốt? Trang Thế Thành nhanh nhỏ hỏi lại, hẳn là thâm ý sâu sắc. Đi Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố, có lẽ sẽ là một con đường thăng tiến khác của tôi, đương nhiên, con người tôi thô tục, nên mới nói như vậy. Ở thành phố có mặt tiền rộng lớn, con lộ thênh thang, tiếp giao và kiến thức so với ngư dương địa phương nhỏ này bản chất tất có sự khác nhau. Tài ông mất ngựa, yên chi phi phúc, hòa phúc khôn lường có đúng không? Ha ha, tựa như câu mà Lão Phượng nói, không thể mất đi trái tim kiên quyết tiến thủ. Chỉ cần có một trái tim vì nước vì đảng. Vì dân chúng, tôi tin tưởng lãnh đạo sẽ nhìn được điểm này. Diệp Phàm chậm rãi mà nói tới đây, Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, cười nói. Kỳ thật nửa năm trước Phó Chủ tịch thành phố Lô có ý bảo tôi đi Cục Xúc Tiến Đầu Tư, tôi lúc ấy không đi. Vì sao, đi sớm sẽ không gặp phải việc này? Trang Thế Thành cười nói, nhấp một ngụm trà. Ôi, nói ra có chút thương tâm, lúc ấy tôi tốt nghiệp từ Đại học Hải Giang. Đến đập nước Thiên Thủy này đảm đương chức cán bộ thôn. Mấy tháng sau, khi đề bạt lên chức phó trấn, ngày đó vào buổi sáng, có mấy ngàn thôn dân tự nhiên đến đưa tiễn. Hơn nữa,
tôi còn nhận được rất nhiều lễ vật từ họ. Diệp Phàm vẻ mặt thỏa mãn nói. Lễ vật. Lão Phượng đến đây thì rất có hứng thú, híp nửa mắt nhắc tới hai chữ này. Đúng vậy, chất đầy ba xe ba bánh lớn. Tất cả đều là rượu gạo ủ lâu năm của dân chúng. Nghe nói trước kia có vị phó chủ tịch huyện đến bọn họ cũng không nỡ đem ra, chôn dưới đất đã nhiều năm. Còn có nào là trứng gà, khoai tây, thịt khô của gà rừng thỏ hoang săn được trên núi V.V. Trong lòng tôi xấu hổ lắm, tôi thề trước mặt bọn họ rằng, không thể sửa xong con lộ này, tôi sẽ về nhà bán khoai lang, làm một từ cửu kinh của thời đại mới. Diệp Phàm nói đến chỗ xúc động, không ngờ trong hốc mắt vài giọt nước mắt lăn ra, khá cảm động. Hình tượng một vị quan tốt một lòng vì dân bỗng nhiên chợt hiện lên trước mặt ông lão và người trung niên. Hai người đều gật gật đầu. Hiện tại hoàn thành rồi, đập nước thiên thủy từ từ rồi cũng trở nên giàu có, tôi cũng đã hoàn thành lời hứa hẹn của mình, là lúc nên rời khỏi, ôi! Thực sự có chút luyến tiếc. Diệp Phàm thở dài, xoay người liếc mắt nhìn lão Phượng một cái, vừa cười nói. Gặp nhau tức là hữu duyên, các ông không phải muốn câu cá kê công, một loại có màu gà phía trên đỉnh sao. Chỗ tôi có nuôi hai con, mấy ngày hôm trước vận may tốt nên câu được. Có lẽ nó chính là dấu hiệu chuyển vận đi vào tận cùng thung lũng trong sự nghiệp của tôi chăng? Cậu câu được cá? Đồng tử của Trang Thế Thành kia lơ đãng mà co duỗi vài cái, đến lão Phượng cũng đầy hưng phấn. Khi đang tính mở miệng hỏi, Phượng Khuynh Thành đứng một bên nãy giờ cũng không nhịn được, giành trước hỏi. Loại cá kia hình dạng thật sự giống bóng bầu dục sao? Hơn nữa trên đầu còn có cái giống như màu gà, nghe nói ăn vào sẽ đại bổ, hơn nữa. Đại bổ hay không tôi không biết, tuy nhiên, đích xác hình dạng hơi giống cô miêu tả. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô nàng cao ngạo thuần khiết như nước kia một cái, cười nói. Vậy anh bán cho chúng tôi một con được không? Phượng Khuynh Thành cố nhịn vì bị thằng nhãi này cố ý châm chọc, hỏi dồn. Xem ra là thật sự muốn có được loại cá kia. Chương 744, nắm giữ ân soái. Không bán. Diệp Phàm lưu loát gọn gàng, trực tiếp lắc lắc đầu. Chúng tôi cho anh 10.000. Phượng Khuynh Thành ra giá, thầm nghĩ, tên này phỏng chừng sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, là 10.000 đấy, một phó chủ tịch huyện của huyện nghèo thì có thể có bao nhiêu tiền. 10.000, đích xác là con số không nhỏ, tuy nhiên, tôi vẫn không bán. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, hồn nhiên coi như không có câu nói ban nãy. Quá tham lam, 10.000 còn không bán, tiền lương của anh bao nhiêu? Cô nàng tức giận, miệng bắt đầu chua ngoa. Tiền lương, không nhiều lắm, một tháng chỉ 300-400 tệ. Diệp Phàm thản nhiên nói, bất động. 30.000. Đằng xa xa người áo xanh đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt lạnh lùng, dường như cho rằng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ bán. Ha ha. Đừng nói là 30.000, cho dù là 100.000, tôi vẫn không bán. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Có thể nói là vì sao không, chàng thanh niên. Lão Phượng có vẻ thản nhiên, trầm ổn, cười nói. Tại thích vậy thôi. Diệp Phàm phun ra bốn chữ. Tại thích vậy thôi, ha ha ha, nói rất hay. Trang Thế Thành ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười. Người trẻ tuổi, thương lượng nhé. Lão chiến hữu của tôi vẫn luôn nhớ con cá kia. Nói là trước khi chết có thể tận mắt nhìn một lần mới yên lòng, bằng không vẫn nhớ, xuống địa phủ rồi vẫn còn có cái dắt theo. Người này già rồi, chỉ có mỗi một ý niệm, ôi! Lão Phượng không ngờ lại hơi có vẻ đau thương. Không bán chính là không bán. Diệp Phàm vẫn kiên quyết lắc lắc đầu. Hừ, rất không biết thức thời rồi. Người thanh niên áo xanh dường như phát hỏa, thanh âm bổng cao lên rất nhiều. Sải bước dài bước qua. Bộ dáng như muốn cưỡng đoạt mà mua bức ép người bán. Muốn làm gì? Diệp Phàm mặt đột nhiên buông thòng xuống, lạnh tanh nhìn chằm chằm người thanh niên áo xanh kia, bật một tiếng châm một điếu thuốc lá. Anh Đại Sơn, cho hắn chút giáo huấn, đừng tưởng rằng mình đã thành bá vương, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu cũng không hề biết. Phượng Khuynh Thành không ngờ không hề giận dữ, thản nhiên nói. Lão Phượng và Trang Thế Thành không lên tiếng, bàng quang đứng bên ngoài. Xem náo nhiệt sắp đến. Giống như có được sự cho phép, người áo xanh, đồng chí Đại Sơn liếc mắt nhìn lão Phượng một cái, mặt lập tức trở nên lạnh sắc hẳn, hung hăng kêu lên. Thân hình nhỏ bé của cậu, tôi chỉ cần một cước là có thể cho cậu nằm giường mấy tháng, thức thời chút đi nhóc con, chớ chọc ông đây phát hỏa lớn. Ha ha ha,
cô kia, tôi vừa rồi đã cứu cô. Xem ra, lệ oán trả ơn chính là như thế này sao? Diệp Phàm mắt lạnh quét qua mấy người đó một cái, trên mặt không ngờ lộ ra nụ cười khiêu khích, còn ung dung phun ra một vòng khói thuốc. Chuyện nào ra chuyện đó, ân này chúng tôi sẽ không quên. Đại Sơn vẫy vẫy nắm tay. Đúng đấy. Phượng Khuynh Thành phụ họa thêm một câu. Phải không, đã lâu không tới đập nước Thiên Thủy đi dạo, khó khăn lắm mới có được hôm nay được rảnh, tôi muốn mở mang tầm nhìn, chứng kiến sự dũng mãnh của anh. Diệp Phàm chân mày một chút cũng không nhướng lên. Ha ha ha, chưa thấy qua người kiêu ngạo như thế, hạng người ngông cuồng như thế, Phượng Đại Sơn tôi hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt. Phượng Đại Sơn cười lớn vài tiếng, liếc mắt quét qua Diệp Phàm một cái, giống như trêu chọc cười nói. Tôi cũng không muốn ức hiếp ân nhân cậu đây. Như vậy đi, Phượng Đại Sơn tôi đứng đây cho cậu đá ba cái, đương nhiên, cậu dùng tay cũng được. Chỉ cần có thể đá được tôi lui ra phía sau một bước, xem như tôi thua, không bao giờ đề cập đến chuyện cá mào gà nữa. Nếu cậu thua, 30.000 cậu cầm lấy, cá thuộc về tôi, thế nào? Đương nhiên, chỉ cho động tay động chân, không cho sử dụng vũ khí, như là cành cây hay gì đó. Cái này, Diệp Phàm ra vẻ suy nghĩ, bộ dáng xem ra khó xử, dường như có chút lo lắng, ánh mắt kia luôn luôn dừng lại trên người của Phượng Đại Sơn, làm cho người ta có một loại ảo giác. Thằng nhãi này đang cân nhắc nặng nhẹ. Không dám thì thôi, cá kia chúng tôi cũng không cần, cậu cứu tiểu thư một mạng, huề nhau. Phượng Đại Sơn đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hồn nhiên xem như không. Thằng nhãi này kỳ thực đang sử dụng phép khích tướng, lão Phượng và Trang Thế Thành như cười như không, người ta đương nhiên hiểu được, chỉ là không nói lời nào, nhấp vài ngụm trà, xem náo nhiệt. Chúng quả lừa rồi, đấm ông đây phương diện nào cũng không ăn nhầm gì. Chỉ là hơi cậy mạnh một chút, Diệp Phàm hung hăng mà siết chặt nắm tay, một cước đá về phía Phượng Đại Sơn, đã chuẩn bị xong từ trước. Một cước nhìn như giàn hoa, thậm chí đến chút gió nhẹ nhẹ cũng không thấy thổi lên. Phượng Khuynh Thành kia nơi khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc, Phượng Đại Sơn cũng không khác biệt lắm. Lão Phượng và Trang Thế Thành hơi híp mắt lại, dường như không đành lòng nhìn thấy Diệp Phàm mất mặt. Thình thịch, một âm thanh vang lên, tương đối lớn. Phượng Đại Sơn thất tha thất thểu liên tục lùi về sau ba bước lớn, rốt cục cắn răng giữ cho thân mình đứng vững, mặt gã, lập tức thành gan lợn. Ha ha ha, Đại Sơn, không phải đã nói cùng cậu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này mất mặt rồi có phải hay không? Lão Phượng đột nhiên mỉm cười, thậm chí có chút vui vẻ vì người khác gặp họa. Tôi, thua, rồi. Phượng Đại Sơn hai tay nắm thành quyền, cười so với khóc còn khó coi hơn. Sớm đã nói với anh rồi, tôi có một nội lực thâm hậu, anh không tin. Trước kia một con lợn rừng hơn 400 cân tôi ôm lấy bước đi như bay, 9 tuổi khi gánh khoai lang có thể gánh hơn 100 cân. Năm kia còn cắn chết lợn rừng. Diệp Phàm hắng giọng cười nói vừa thổi phồng, liếc mắt nhìn lướt qua mọi người đang có chút kinh ngạc một cái, nói. Tôi phải trở về rồi, người anh em, theo tôi đi lấy cá, tặng anh một con. Như vậy sao được? Phượng Đại Sơn kinh ngạc, 30.000 người ta không bán, lúc này đánh cuộc bị thua ngược lại còn thêm một con cá, đây là chiêu bài gì thế này? Cần thì đi theo, tôi làm người không thích sông dài, người với người, phải tùy chữ, duyên, tôi thích là được. Diệp Phàm đầu không quay lại, cất bước đi. Đương nhiên, Phượng Đại Sơn dưới ánh mắt ám hiệu của lão Phượng liền theo sát phía sau. Còn nữa, cô về sau ngàn vạn lần đừng xem thường người khác như thế, hừ. Từ xa xa truyền đến thanh âm vang dội chói tai của Diệp Phàm. Hừ, anh dám mắng tôi là khốn khiếp. Phượng Khuynh Thành không kìm nổi, tức giận dậm chân. Bị giáo huấn rồi chứ, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ha ha ha. Lão Phượng rất vui vẻ vì người khác gặp họa, chê cười cháu gái của mình. Một người điên, coi như bị chó cắn một cái, hừ. Phượng Khuynh Thành ác độc nói thầm một câu, đương nhiên, thanh âm rất nhỏ. Người khác không nghe thấy. Nhìn bóng dáng Diệp Phàm kia đi đã xa, lão Phượng cười nói. Thế Thành, thằng nhỏ này không tồi a, anh thấy thế nào? Đức Bình chúng ta cũng vừa thành lập phòng xúc tiến đầu tư. Trang Thế Thành đầy thâm ý đáp, hơi đầu lừa miệng ngựa không ăn nhập với nhau. Tuy nhiên lão Phượng như hiểu được, thản nhiên nói. Đức Bình có thể cùng Mạc Hương so sánh sao? Không thể so,
Lão Phượng ông thấy thế nào? Trang Thế Thành quay đầu hỏi. Người ta khẳng định không đi đến điểm lợi ích thực tế. Lão Phượng nói. Cấp cho chức phó bí thư huyện ủy thì thế nào? Hay là thị xã? Trang Thế Thành nói, vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, lãng phí vậy Thế Thành, lá gan của cậu quá nhỏ. Lão Phượng đột nhiên duỗi tay, điểm ngón tay vào con, xoái, trên bàn cờ, không nói gì nữa, toàn tâm câu cá. Tôi hiểu rồi Lão Phượng. Trang Thế Thành như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu. Bắt đầu chuyên chú quan sát đầm Ngô Công, cũng bắt đầu câu cá. Cùng lúc đó, huyện ủy Ngư Dương, các ủy viên thường vụ còn đang chờ đợi nhân vật số 1 của huyện ủy Cổ Bảo Toàn đến chủ trì hội nghị. Tuy nhiên, đợi trước đợi sau, đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Bởi vì chuyện tối hôm qua đội trưởng Hạ Hải Vĩ làm rất bí mật, hơn nữa Trần Khiếu Thiên và Lô Vĩ đang âm thầm tương trợ, một người cũng không thể chạy ra khỏi Vũ Nguyệt Sơn Trang của Tạ gia. Kẻ may mắn chuồn ra được cũng bị đôi mắt ưng của Trần Khiếu Thiên và móng vuốt sói của y tóm, xác định 100% tất cả đều bị tóm. Vào buổi sáng, cảnh sát hình sự của phòng công an huyện dưới dẫn dắt của Lô Vĩ đã vây quanh Vũ Nguyệt Sơn Trang, tuy nhiên, cảnh sát hình sự của phòng công an huyện toàn bộ bao vây ở ngoại vi bên ngoài, không cách nào vào bên trong. Cho nên, trong Sơn Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có Lô Vĩ là người rõ nhất. Đương nhiên, người này cũng giả vờ như hoàn toàn không biết tình hình như thế nào, nhìn đông liếc tây. Tạ gia đương nhiên chấn động, điện thoại của Lô Vĩ trong buổi sáng thiếu chút nữa bị gọi đến cháy máy. Đến người đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tạ Khai Phát hiện tại cũng tự mình gọi điện thoại tới. Đương nhiên, sau khi y tìm không thấy Cổ Bảo Toàn mới trực tiếp gọi cho vệ sơ tỉnh. Tự nhiên, vệ sơ tỉnh hiểu được mọi thứ cũng giả bộ hồ đồ, nói là chuyện lần này nghe nói là do sở công an tỉnh trực tiếp làm. Đến phòng công an huyện cũng không thông báo. Hơn nữa lúc đó đội chống ma túy tỉnh đang xử lý, không cho huyện Ngư Dương nhúng tay, hơn nữa còn nghe nói chuyện có liên quan đến ma túy chúng tôi không dám tùy tiện chen vào, thiếu chút nữa khiến cho phó trưởng ban thư ký Tạ tức bể phổi. Đương nhiên, đảm nhiệm vai trò phó chủ nhiệm phòng giám sát đôn đốc tỉnh Nam Phúc, cấp bậc phó giám đốc sở, chính là Tạ Cương, anh họ của Tạ Cường, cũng thúc giục gọi điện thoại. Vệ sơ tỉnh lại ra vẻ ngu ngơ thêm lần nữa, nguyên nồi xào lại. Hai người đó sau khi thúc giục hỏi không có kết quả, đã trực tiếp gọi điện thoại tới sở công an tỉnh, tuy nhiên, trả lời của sở công an tỉnh là đang xử lý, bởi vì liên quan đến giao dịch thuốc phiện và hành vi phạm tội mua bán dâm, tạm thời giữ bí mật, không thể lộ ra tình tiết của vụ án. Tạ Khai Phát tuy nói cao quý là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đường đường là cán bộ cấp giám đốc sở. Nhưng phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy có 7-8 người, xem như người nhà đương nhiên là Lô Minh Châu của Lô gia rồi. Người ta là ủy viên thường vụ khiêm thêm cấp quan lớn cấp phó bộ, còn chưa tới phiên Tạ Khai Phát ở đó vung tay múa chân. Huống chi, giám đốc sở của sở công an tỉnh do chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Quốc Chính kiêm nhiệm, người ta cũng là ủy viên thường vụ khiêm thêm cấp bậc phó bộ, quân hàm so với Tạ Khai Phát y lớn hơn nhiều. Rơi vào đường cùng Tạ Khai Phát đành phải mặt dạn mày dày cầu đến Tiếu Duệ Phong của Tiếu gia ở Ngư Dương, bởi vì y là phó giám đốc sở của sở công an tỉnh. Tục ngữ nói huyện quan không bằng hiện quan, ý nói nghe quan lớn không bằng giữ được chức quan của mình trước, tìm y kỳ thật càng có tác dụng. Tuy nhiên, Tiếu Duệ Phong đang chờ xem trò cười của Tạ gia, làm sao thật tâm tương trợ. Nếu có thể làm cho Tạ gia hoàn toàn xong đời thì tin tưởng rằng Tiếu gia cũng không ngại ra tay quăng thêm một tảng đá nữa xuống giếng. Nhằm làm tăng nhanh tốc độ thêm để cho Tạ gia mau suy tàn. Tự nhiên, cùng lúc Tiếu Duệ Phong ở trong lòng cười thầm thì vẫn luôn hùa theo, Tạ Khai Phát tức giận đến thiếu chút nữa đem những thứ như chén trà, gạt tàn thuốc lá ở trên bàn làm việc toàn bộ ném bay. Ngược lại, em trai thứ ba Tạ Khai Lâm, người này hiện tại ở tập đoàn quân đội thứ hai của Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu đảm nhiệm chức đại tá, nghe nói đang chuẩn bị thăng tiến lên thiếu tướng phó quân đoàn trưởng. Người này tính tình nóng nảy, ở trong điện thoại quát mắng đồng chí sở công an tỉnh, kêu la nói. Nếu không thả người của Tạ gia ra, ông đây sẽ dẫn quân đội trực tiếp quay về Ngư Dương cướp người. Đồng thời lúc đó đồng chí Hạ Hải Vĩ đang âm thầm chấn động của sở công an tỉnh đã làm thế nào chọc vào tổ ong vò vẽ lớn Tạ gia, đương nhiên là vui vẻ hòa nhã, kiên nhẫn giải thích một phen, nói rõ một chút vụ án đang trong vòng thẩm tra xử lý vân vân. Đương nhiên, Tạ Khai Lâm sau khi kêu la một câu thì cũng không dám làm càn nữa, chỉ yêu cầu tỉnh thẩm tra nhanh một chút vân vân. Chương 745,
Phó Chủ tịch tỉnh Tần ra tay. Tự nhiên, Tạ Khai Lâm cũng thả vài câu rắm, y sao có gan mang quân binh đi Ngư Dương cướp người. Hiện tại y đang được đề bạt chức thiếu tướng phó quân đoàn trưởng, càng không dám lỗ mãng. Tuy nhiên, Tạ Khai Lâm lúc này cũng dẫn theo vài bảo vệ thân cận, lái xe quân dụng thẳng đến Ngư Dương, thằng nhãi này khá hung hăng, có sinh sự hay không cái kia trời mới biết. Các đồng chí, có lẽ bí thư Cổ có việc, nhất thời không tới được nữa, hiện tại người không liên hệ được, tôi xem hay là tạm thời gác lại đề tài thảo luận về điều chỉnh nhân sự của khu kinh tế Lâm Tuyền này trước, đợi bí thư Cổ trở về nói sau. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là ủy viên thường vụ, đều bận rộn nhiều việc, bí thư Phí, bí thư Ngọc, các đồng chí thấy sao? Vệ Sơ Tịnh nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, tất nhiên đó là giả vờ rồi. Tôi thấy được, về sau sẽ thảo luận. Phí Mặc liếc mắt quét qua Vệ Sơ Tịnh một cái, gật gật đầu, Ngọc Nhã Chi đương nhiên cũng không có gì dị nghị. Hội nghị thường vụ huyện giải tán, chưa thảo luận được gì, chỉ toàn là nói chuyện phiếm uống trà, hơn nữa. Mặc dù là chuyện phiếm, mọi người đều nhất trí đều làm như không nghe nói qua chuyện phát sinh vào buổi sáng ở Vũ Nguyệt Sơn Trang của Tạ Gia, không ai đàm luận gì. Đương nhiên, Tạ Gia cũng đích xác là có năng lượng, hơn nữa, Tạ Khai Phát đảm nhiệm chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhiều năm, cũng có nền tảng nhất định. Cuối cùng y vẫn tìm phó chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc, bởi vì phó chủ tịch tỉnh Tần cùng Mã Quốc Chính của Tổng cục tỉnh có quan hệ khá thân thiết, nghe nói là bạn học gì đó. Mã Quốc Chính sau khi gọi điện thoại cũng có chút khó xử, cuối cùng nhận lời sẽ trong khả năng ém nhẹm không cho phát tán. Cho nên, một ngày trôi qua, thị trấn nơi nơi đều nghe đồn Vũ Nguyệt Sơn Trang như thế này, như thế kia, nhưng rốt cuộc tình hình thực tế như thế nào, người khác không ai hiểu được. Buổi tối, đầu sỏ gây nên mọi việc, đồng chí Diệp Phàm đang nằm trong, quê nhà dịu dàng. Một trận súng pháo dần dần qua đi, Vệ Sơ Tịnh lại bị hắn làm cho chết đi sống lại. Trên mặt đầy mồ hôi, sắng giọng. Mới một lần mà xém chút. Ha ha ha, con mẹ nó, sảng khoái quá, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Xem ra ông đây vận may đã xoay chuyển. Diệp Phàm càn rỡ cười. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Vệ Sơ Tịnh tức giận hừ một tiếng, chợt, có chút sầu lo lắc lắc đầu, nói. Diệp Phàm, việc này sợ không đơn giản như vậy. Có ý gì? Diệp Phàm tựa nghiêng người trên giường. Trong lòng cũng đánh một dấu chấm hỏi. Cậu xem, từ tối hôm qua đến hiện tại, đã cả ngày rồi, sao ở thành phố còn không có tin tức? Cổ Bảo Toàn trước mắt chỉ mất tích, đến Tạ Cường hiện tại cũng chưa lọt ra tin tức phong thanh gì. Phương diện này có phải có cái gì bất hợp lý hay không? Nếu giờ phút này mọi thứ huyên náo ồn ào thì bình thường, đằng này rất khác thường. Vệ Sơ Tịnh sự u buồn kia càng thêm đậm lên rất nhiều. Vốn nghĩ đến lần này Cổ Bảo Toàn ngã xuống, chính mình sẽ có hy vọng lớn chủ trì công tác Ngư Dương, không nghĩ lại phức tạp như vậy. Chị có nghe được tin tức gì không? Diệp Phàm nhíu mày, tiếng bật lửa vang lên. Nghe nói ở tỉnh có người đánh tiếng, lần này phỏng chừng việc của Tạ Gia sẽ âm thầm xử lý. Cậu ngẫm lại xem, đến tận bây giờ tin tức còn bị phong tỏa, bằng không, đã sớm lan truyền tùm lum. Vệ Sơ Tịnh trên mặt ngưng trọng lên. Nghe chủ tịch thành phố La nói. Diệp Phàm bộ dáng lười biếng, trực tiếp hỏi. Hiện tại quan hệ cùng Vệ Sơ Tịnh cũng đã cải thiện rất nhiều, tới mức vật lộn thân xác cùng nhau, thế thì còn có cái gì băn khoăn? Cậu nha cậu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chủ tịch thành phố La. Cậu có nghĩ tới không, tôi từ đâu xuống? Vệ Sơ Tịnh tức giận, liếc mắt một cái nhân tiện còn duỗi tay chỉ vào trán hắn một cái, thái độ đó có thể giết chết lợn ca. Cái này thiếu chút nữa đã quên. Vệ đại tiểu thư, xuất thân, từ Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, trước kia tin tức ở tỉnh hẳn là khá linh thông. Diệp Phàm bật cười ha hả, chợt kiềm chế ý cười, nói. Phỏng chừng là do chú hai của Tạ Cường, phó trưởng ban thư ký Tạ Khai Phát phá rối, còn nữa, còn có anh họ Tạ Cương ở phòng giám sát đốc thúc tỉnh ủy, hai người này song phương cùng tiến, tạo thế mũi kiềm, sở công an tỉnh thật là có chút chua, không chịu nổi. Cậu nhìn vấn đề xem ra rất đơn giản, chỉ một phó trưởng ban thư ký Tạ và một phó chủ nhiệm phòng đôn đốc giám sát tỉnh ủy Tạ, hai chức phó sao ảnh hưởng được sở công an tỉnh. Giám đốc sở Mã chẳng những là giám đốc sở công an tỉnh, người ta còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ủy ban chính trị pháp luật tỉnh, cấp bậc so với phó trưởng ban thư ký Tạ Khai Phát, cao hơn nhiều. Vệ Sơ Tịnh thản nhiên nói. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ ở tỉnh có người ra mặt? Diệp Phàm có chút nghi hoặc,
coi như không ngu ngốc, Tạ gia dù sao kinh doanh nhiều năm, Tạ Khai Phát đảm nhiệm chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng có chút tên tuổi, tất có giao tế cùng một vài vị cán bộ cấp phó tỉnh cũng là chuyện thường. Nghe nói y cùng phó chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc có quan hệ khá tốt, thuộc loại rất thân thiết. Vệ Sơ Tĩnh tin tức thật đúng là nhanh nhẹn. Tần Hoài Bắc, chưa nghe nói qua. Diệp Phàm lắc lắc đầu, xoay người có chút hoài nghi, nói. Cái này, cho là phó chủ tịch tỉnh Tần ra mặt, chẳng lẽ Mã Quốc Chính còn phải sợ ông ta? Người ta là ủy viên thường vụ. Mã Quốc Chính đương nhiên không cần sợ Tần Hoài Bắc, tuy nhiên, Mã Quốc Chính cùng Tần Hoài Bắc là bạn học cũ. Vệ Sơ Tĩnh có chút tức giận mà kêu lên. Thì ra là thế. Diệp Phàm hừ ra bốn chữ tiếp theo không hé răng nữa, trầm mặc một hồi nói. Vệ tỷ, chỉ có biện pháp nào làm cho việc này nháo nhào lên không? Nháo nhào thì dễ rồi, tuy nhiên hữu dụng sao? Ở tỉnh, lãnh đạo cấp cao định cả rồi, chúng ta những con tôm con tép có búng nhảy đến chết cũng vô dụng. Hơn nữa, hiện tại vị trí của tôi đây rất mẫn cảm, nếu thực có cái gì gió thổi cỏ lay thì người ta nhất định sẽ khẳng định là tôi làm, ôi! Vệ Sơ Tĩnh thở dài, đầu gối vào ngực Diệp Phàm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô này lẩm bẩm nói. Chủ tịch thành phố La cũng bảo tôi nhẫn nại, nói là mặc dù việc này bị ém nhẹm, nhưng cổ bảo toàn khẳng định sẽ không có cách nào mà tiếp tục ở Ngư Dương được nữa. Tuy nhiên, ngược lại Chu Càn Dương tránh được một kiếp, cổ bảo toàn có thể bị điều đến ở thành phố nào đó hoặc mặt trận tổ quốc dưỡng lão, Chu Càn Dương một tay đề bạt cổ bảo toàn nhưng một chút miệng cũng không bị dính vào người. Chị nói Chu Càn Dương không bị hao tổn, chỉ là cổ bảo toàn điều sang vị trí khác, sau đó an bài người xuống chủ trì công tác Ngư Dương. Vậy vệ tỷ chị không phải là giỏ trúc mốc, nước công dã tràng sao? Không ngờ chúng ta bận rộn như thế, kết quả cũng là hoa trong kính, trăng trong nước, má nó, thế đạo gì đây? Diệp Phàm không nhịn được, đưa tay đem chén trà quăng ra ngoài. Ôi, hết cách rồi, đây là bi ai của kẻ thấp cổ bé họng. Trên nhảy dưới luồn. Người ta là nhân vật lớn chỉ một câu nói có thể đem cậu bóp chết. Ôi, tôi thực không muốn ở cái địa phương quỷ quái này nữa, một huyện vừa rách vừa nghèo, nước bên trong sâu đến khó lường. Vệ Sơ Tĩnh khá uể oải, thậm chí muốn rời khỏi Ngư Dương. Hừ, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi. Vệ tỷ, Chu Càn Dương có thể lên làm bí thư thành ủy, chị nói y là do vị nào ở tỉnh đề bạt lên. Nói vậy vị trí bí thư thành ủy có rất nhiều lãnh đạo ở tỉnh nhìn chăm chăm vào rồi. Chủ tịch tỉnh Chu, Vệ Sơ Tĩnh cũng không giấu giếm, phỏng chừng cũng là nghe được từ chỗ chủ tịch thành phố La. Chủ tịch tỉnh Chu, tốt tốt tốt, người ta nói muốn tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông, tôi cảm thấy chưa chắc. Diệp Phàm đầu óc linh hoạt, nghĩ tới lời giải thích của Thiết Chiêm Hùng về thế cục của tỉnh cho mình. Nếu Chu Thế Lâm cùng bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương như nước với lửa, thế sao không mượn họ Quách đi đả kích Chu Càn Dương? Đương nhiên, thuốc dẫn chính là cổ bảo toàn. Tự nhiên, như vậy làm cho mối quan hệ liên minh giữa Tề Chấn Đào và chủ tịch tỉnh Chu có chút tổn thương, nhưng tuyệt không bị thương gân động cốt. Cậu có biện pháp gì, hẳn là không có khả năng. Vệ Sơ Tĩnh lắc lắc đầu, tự nhận dựa vào năng lực của Diệp Phàm là không có khả năng sẽ đánh vào lãnh đạo cấp cao ở tỉnh được. Ha ha, cái này tôi có biện pháp gì, không nghĩ nữa. Diệp Phàm quỷ dị cười cười tiến vào buồng vệ sinh. Thầm nghĩ, việc này tìm Lý Sương Hải vô dụng, y cùng phe Mã Quốc Chính. Việc này là Mã Quốc Chính quyết định xuống dưới, Lý Sương Hải không có khả năng giấu Mã Quốc Chính, biết là che đậy còn không kịp, làm sao đi loan truyền. Diệp lão đệ, người anh em này có chuyện này muốn nói với chú. Trong điện thoại truyền đến thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt của đội trưởng Hạ Hải Vĩ. Có phải bên trên có người đánh tiếng hay không? Diệp Phàm lên tiếng, dù sao mình và Hạ Hải Vĩ giống như châu chấu trên một sợi dây, cũng không có gì phải giấu giếm. Diệp lão đệ lợi hại, cậu biết cả rồi. Ôi, cậu đã đoán được một ít, tôi cũng muốn cùng Diệp lão đệ nói tiếng rất xin lỗi. Tôi đằng nào cũng phải lăn lộn trong bộ công an, mặc dù tôi đi Đức Bình, cũng là đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nhưng vẫn không thoát khỏi bộ công an. Ôi, người trong giang hồ, thân bất vô kỷ. Diệp lão đệ. Thực không có ý nghĩa. Hạ Hải Vĩ trong giọng nói đầy vẻ mất mát cùng phẫn nộ. Chợt, bên trong truyền đến tiếng mắng nói. Mẹ nó, động đến lão Hạ nhà ta cùng lắm thì cá chết lưới rách, đem sự việc làm cho tanh bành luôn. Không thể Hạ ca,
anh sao có thể từ bỏ vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật? Chúng ta không thể vì cái nhỏ mà tổn thất cái lớn, dù sao chuyện lần này cũng đã cho Cổ Bảo Toàn và Tạ Cường một sự giáo huấn. Phỏng chừng hai người này trong khoảng thời gian ngắn muốn đứng lên là không có khả năng. Hơn nữa, anh cũng đã giúp em hạ cơn giận, thế cũng được rồi. Diệp Phàm khẩn trương khuyên nhủ. Cảm ơn, Diệp lão đệ hiểu là tốt rồi. Chúng ta thân làm quan, quan hệ dính líu khá là phức tạp, một khi vô ý, cả bàn đều thua. Hạ Hải Vĩ đang muốn buông điện thoại còn nói thêm. Đúng rồi, vừa rồi có tên đại tá, con mẹ nó, lợi hại chết được, dẫn theo vài binh lính, hướng về phía chúng tôi hô hoán, yêu cầu chúng tôi lập tức rút lui, để y vào Vũ Nguyệt Sơn Trang, bằng không sẽ nổ súng. Ông đây chưa từng thấy qua kiểu, đùa giỡn, ngang ngược như thế, thực là, con mẹ nó, xui thật. Hẳn là Tạ Khai Lâm của Tạ gia rồi, người này hiện tại đảm nhiệm chức đại tá trưởng, tuy nhiên, y hẳn là không dám. Tỉnh các anh chẳng lẽ ăn chay cả sao, huống chi y nhiều lắm cũng chỉ có vài vệ binh, súng thì có được mấy viên đạn cũng khó nói. Diệp Phàm cười nói, một chủ ý xuất hiện trong đầu, thầm nhủ, Tạ Khai Lâm ơi Tạ Khai Lâm, lão khốn nhà ông thực không muốn thăng tiến lên làm thiếu tướng phó quân đoàn trưởng, vậy là tốt. Ông đây sẽ ra tay giúp mày một phen. Cho lão khốn nhà mày trầm luân một lần rồi nói sau. Đương nhiên, súng đấu với súng, súng của bọn họ tốt hơn một chút thôi, súng của chúng tôi mặc dù cũ kỹ, nhưng người thì không ít. Vĩ nhân dạy bảo chúng ta rằng, người đông thế mạnh, ha ha ha, lúc này, nhiều người sẽ có ưu thế. Hạ Hải Vĩ lại khôi phục tự tin, cười sảng khoái. Chương 746, gây chuyện sinh sự. Hạ ca, có thể tìm cái cớ, chọc tên kia một chút hay không? Nói rõ trước là, chỉ chọc tức một chút, ngàn vạn lần đừng quá tay là được. Diệp Phàm dặn dò nói. Chọc tức y, không phải tự tìm phiền toái sao? Hạ Hải Vĩ không rõ, hỏi. Hơn nữa, tuy rằng chúng ta nhiều người, nhưng nói câu thật lòng, người trong quân đội, thật không dễ động tới. Những người đó, một khi đụng chuyện cả ổ ùn ùn kéo ra, hơn nữa, rất có ý thức bao che. Em cần dùng. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Được, cái kia dễ làm, tên kia nói vào nhà vệ sinh rồi ra đi dạo một vòng, đêm nay nếu không rút lui y sẽ dùng vũ lực, không cần chúng ta phải chọc tức, nói không chừng có thể sẽ phát hỏa. Đương nhiên, nếu y thực không bốc hỏa thì chúng ta sẽ khiến cho y phải bốc, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ cũng hắng giọng cười nói, xem ra cũng không phải như cây đèn cạn dầu. Được, tốt nhất anh không cần ra mặt. Để cục trưởng Lô cùng y tranh luận một chút. Diệp Phàm cười nói. Cục trưởng Lô, cấp bậc kém y quá xa. Người ta là đại tá, ít nhất cũng phải tìm người ngang hàng để tranh luận mới được, chỉ sợ y không có hứng thú với Lô Vĩ. Hạ Hải Vĩ thoáng chút suy nghĩ, cười nói. Ha ha, không có việc gì đâu, cục trưởng Lô không phải đảm nhiệm vòng ngoài sao. Không cho người tiến vào chính là chức trách của anh ta. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Được, anh ta không xong thì tôi sẽ ra mặt. Hạ Hải Vĩ nói dứt khoát, chợt lại có chút tò mò, không kìm nổi hỏi. Chú em rốt cuộc muốn làm gì, người ta là người trong quân đội, không dính dáng gì với chúng ta. Hơn nữa, nếu quân đội và phía chúng ta có việc giằng co, quốc gia tất sẽ nghiêng về hướng quân đội. Cái này, tôi tự có chỗ dùng đến, anh giữ bí mật là được. Diệp Phàm ngắt điện thoại, lại cùng Lô Vĩ thương thảo một phen. Thằng nhãi này lập tức hưng phấn, giống như uống thuốc kích thích vậy, kêu nhất định sẽ làm cho lửa cháy hừng hực, dọa Diệp Phàm muốn nhảy dựng lên. Sung hết chỗ nói. Diệp Phàm tức giận mắng một câu. Trưởng ban thư ký Lô, dù sao ông đã đến Ngư Dương một chuyến, thì cũng phải cho ông phát huy chút tác dụng có phải hay không. Vĩ tử, đừng trách đại ca thâm hiểm, phải lợi dụng chú một chút. Tuy nhiên, đối với chú mà nói, không chừng lại có lợi. Diệp Phàm ở buồng vệ sinh trong đầu tự nói. Thằng nhãi này ngồi trên bồn cầu ngẫm nghĩ một chút, cười nói, mai ra ở thủ đô còn nợ ân tình của ta, mai phán nhi kia, hình như là chủ tịch của tập đoàn truyền thông Giang Nam cũng đến lúc nên để bà ta phát huy công dụng rồi. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ thôi. Chợt bốc điện thoại lên gọi. Mai Tổng xin chào, tôi là Diệp Phàm ở Ngư Dương, tôi gọi thế này không làm phiền chứ. Diệp Phàm. Đầu điện thoại bên kia tiếng Mai Phán Nhi nhừ nhựa, mở miệng nói, nhất thời nhớ không ra Diệp Phàm là ai. Ha ha, lần trước, người dùng Hà Thủ Ô trị thương cho Diệp Thu nhà cô.
Diệp Phàm mặt dạn mày dày, hắng giọng cười nói. Là ngài Diệp tiên sinh, xin chào. Mai Phán Nhi rốt cục cũng nghĩ ra, giật mình, phỏng chừng người này tìm tới cửa tuyệt không có chuyện gì tốt. Tuy nhiên, người này, nghe cô bé Mai Diệp Thu nói là lai lịch không đơn giản, hắn ngược lại không có gì, phó chủ tịch huyện, tuy nhiên nghe nói lãnh đạo Thiết Chiêm Hùng của Diệp Thu là anh em kết bái của hắn. Không thể không khiến cho Mai Phán Nhi xem trọng, bằng không, một Diệp Phàm, phó chủ tịch huyện, thân phận thấp bé phỏng chừng tuyệt sẽ không là gì trong mắt Mai Phán Nhi người nắm trong tay tài sản gần 100 triệu của Mai gia. Ha ha a, là như vậy, Mai Tổng, cô là chủ tịch tập đoàn truyền thông Giang Nam, muốn nhờ cô làm một chuyện không biết có được không? Diệp Phàm bật cười ha ha, bắt đầu lôi kéo làm quen. Diệp tiên sinh cậu cứ nói. Mai Phán Nhi tuy giờ phút này rất không muốn tiếp điện thoại, nhưng cũng lấy lại tinh thần, khách khí nói. Huyện Ngư Dương đã xảy ra một chuyện, khá kinh động, ngày hôm qua. Diệp Phàm đem chuyện Vũ Nguyệt Sơn Trang kể lại một cách có lựa chọn chắt lọc. Ý của Diệp tiên sinh. Mai Phán Nhi không lập tức hứa hẹn gì, phỏng chừng đã đang sờ gáy Diệp Phàm. Nghĩ là bên dưới Mai Tổng hẳn là có một số cơ quan phát hành tạp chí hoặc báo chí có sức ảnh hưởng không nhỏ, nói chính xác Mai Tổng là lão đại của giới truyền thông, có kết giao với dân trong giới. Diệp Phàm hỏi. Đến rồi, rốt cục nói đúng vào điểm chính rồi, thì ra là thế, muốn mượn tay của mình loan truyền chuyện đó đi. Mai Phán Nhi trong lòng có chút khinh thường, nhưng miệng vẫn hơi có vẻ tự đắc, nói. Cái đó đương nhiên, là tập đoàn truyền thông Giang Nam, dưới trướng không có những cơ quan báo chí đó thì còn làm truyền thông làm gì. Nhất là hiện tại ngành thông tin phát triển rầm rộ, không nắm giữ trực tiếp tin tức thì làm sao kinh doanh có phải hay không, tuy nhiên Diệp tiên sinh, có việc cứ nói thẳng. Chúng ta không phải vòng vo. Bức tôi lật bài, bà ta rõ ràng biết được rồi còn muốn tôi nói ra, con mẹ nó, hiểu rồi còn giả bộ hồ đồ. Người đàn bà này, không đơn giản, khó trách tuổi còn trẻ mà có thể nắm trong tay tập đoàn truyền thông Giang Nam, một công ty lớn như vậy của Mai gia. Diệp Phàm trong lòng thầm oán. Miệng nói thẳng, tôi cần bên cô đem việc này truyền ra bên ngoài, dùng báo chí tuyên truyền là được. Hơn nữa, tốc độ phải nhanh. Tốt nhất là sáng mai đã có bài trên đăng báo. Việc này tuyệt đối chân thật, bên cô cũng không cần phải lo lắng gì cả. Được, Diệp tiên sinh nhờ cậy thế này chúng tôi có thể không giúp sao. Hơn nữa, cho dù việc này giả dối hư ảo, chúng tôi cũng sẽ đăng, ngày mai chắc chắc sẽ đăng. Mai Phán Nhi đột nhiên cười quyến rũ, tiếng cười khiến đồng chí Tiểu Diệp ở nơi cách xa đến mấy trăm cây em mà trong lòng cũng có chút tê dại. Lại là một ả yêu tinh. Diệp Phàm không nhịn được, ngồi trên bồn cầu tay che điện thoại mắng một câu, ả này, giúp mình một việc ý là muốn mình nhớ kỹ rằng cô ta trả lại mình món nợ ân tình mà Mai gia đã thiếu. Có chút lỗ vốn, việc nhỏ như vậy đổi lấy chuyện lớn lần trước, không có lời. Diệp Phàm có chút đau lòng, bản thân lắc lắc đầu. Còn nữa, báo vừa cho đăng thì thông báo cho tôi biết liền, tôi sẽ gọi người đi lấy một phần. Diệp Phàm dặn dò thêm một câu. Chuyện nhỏ báo đô thị Giang Nam, sức ảnh hưởng tuyệt không kém báo tỉnh Nam Phúc. Đương nhiên, báo tỉnh là đơn vị phát hành chính quy, do ban tuyên giáo tỉnh ủy khống chế. Báo đô thị Giang Nam của chúng tôi chú trọng những chuyện thượng vàng hạ cám, tỉ như cán bộ nào đó đi vụng trộm, thú vui đặc thù của người nổi tiếng, chỗ nào đó đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ảnh hưởng kia nói không chừng lớn hơn nữa, dân chúng thích đọc những thứ đó nhất. Mai Phán Nhi dạng trêu chọc cười nói. Cảm ơn. Diệp Phàm xen hai chữ vào, nói xong ngắt điện thoại. Khoan đã Diệp tiên sinh. Mai Phán Nhi đột nhiên hô to. Có chuyện gì sao Mai Tổng, mời nói. Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Đứa cháu nhà chúng tôi Thiên Kiệt, nói là muốn cùng Diệp tiên sinh học hai món nghề, không biết có được hay không. Mai Tổng có vẻ thận trọng nói. Sư phụ của Mai Đại Tiểu Thư không phải là Đại sư Trần Nguyệt của Nga Mi sao? Bà ta so với tôi cường mạnh hơn nhiều. Chút tài nghệ nhỏ bé này của tôi học làm gì, chẳng có tác dụng. Đánh mấy con lợn rừng còn được, ha ha ha. Diệp Phàm trong lòng ngầm sinh cảnh giác, miệng thản nhiên cười. Vậy thôi đi, về sau sẽ tính. Mai Phán Nhi ngắt điện thoại, hừ giọng. Rất biết làm giá, chẳng qua là nắm tay to lớn thôi. Xã hội hiện đại không cần đến thứ đó, một quả lựu đạn có thể khống chế mấy chục cái nắm tay kia, tuy nhiên. Thiên Kiệt cũng thật là, sao lại muốn học thứ tuyệt thế võ công gì đó chứ, xem ra còn phải tìm một cơ hội, tuy nhiên họ Diệp,
chú em không lẽ cũng sẽ chê tiền nhiều chứ? Người phụ nữ này, lại muốn làm cái gì? Diệp Phàm miệng tự cào nhau nói một câu. Rạng sáng, Phú Nguyệt Sơn Trang, Hạ Hải Vĩ đang cùng Lô Vĩ Nhàn tản trò chuyện. Xa xa đột nhiên truyền đến một âm thanh ù ù chói tai, hơn nữa, đèn trên xe chiếu sáng cả mặt đường. Cục trưởng Lô, hẳn là vị anh hùng tạ sư trưởng của tập đoàn quân thứ hai của Thủy Châu chúng ta tới rồi. Hạ Hải Vĩ lông mày dựng thẳng, tinh thần rất tỉnh táo. Tuy nói Diệp Phàm có nói với y kêu y không cần ra mặt, để Lô Vĩ, thái tử tỉnh thành đụng độ một chút cùng tạ sư trưởng. Tuy nhiên, Hạ Hải Vĩ luôn cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, Diệp Phàm giúp mình nhiều như thế, mà mình chỉ giúp hắn tát cổ bảo toàn mấy cái tát, đá mấy quyền, vẫn cảm thấy còn chưa hết giận. Cho nên, quyết định đợi lát nữa cũng phải ở một bên châm ngòi cho lửa trong người tạ sư trưởng cháy lên mới được. Hơn nữa, bởi vì Diệp Phàm không lộ ra thân phận của Lô Vĩ, Hạ Hải Vĩ còn có chút lo lắng cho Lô Vĩ sẽ chịu thiệt. Quả nhiên, chiếc xe kia mới đến gần, xe vừa mới dừng hẳn, bên trong liền nhảy ra vài binh lính uy mãnh. Phải biết rằng quân đoàn Lam Nguyệt của Vịnh Thủy Châu là át chủ bài của khu đại quân lĩnh Nam, binh sĩ xuất thân đi ra từ binh đoàn đó, tất cả đều là tinh binh mãnh tướng. Đội trưởng Hạ, sao còn chưa giải tán? Bởi vì mui xe đã được gỡ ra, cho nên tất cả đều rộng mở. Sư trưởng Tạ Khai Lâm ngồi ở trong xe, trên tay cầm điếu thuốc lá, trực tiếp nhìn Hạ Hải Vĩ đang đứng cách đó không xa hừ thanh nói, giọng hơi rất láo. Giải tán, vì sao? Hạ Hải Vĩ cố ý khiêu khích nói. Vì sao, nơi này là nhà ông mày, ông đây phải về nhà, chú mày nói xem vì sao. Mẹ nó, Tạ Khai Lâm sớm đã bị chọc giận, sáng sớm tìm tới đây vốn là muốn phát hỏa, lần này máu dồn lên tới não, rốt cuộc không kìm nổi, hào sảng mắng. Ông mắng ai, tham gia quân ngũ là làm bừa sao, mẹ nó. Hạ Hải Vĩ không hề giả vờ, thật sự cũng bị chọc giận. Tạ Khai Lâm cũng không ra gì, không ngờ cũng giống bình thường la dày tôi tớ mắng chửi người, ông đây tốt xấu cũng là đội trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự tỉnh. Tạ Khai Lâm ngươi chuyển ngành rồi thì có được vị trí cao như ông đây hay không còn rất khó nói, cũng chỉ là một đại tá sư trưởng. Ha ha, con cháu nhà rùa cho tới bây giờ đều vẫn hay nói như vậy. Lô Vĩ nhếch mép lên, tiếp lời Hạ Hải Vĩ nói, hướng về Tạ Khai Lâm đi tới. Thằng nhóc mày lấy từ đâu ra món lòng đấy chứ, không ngờ dám mắng chửi người như vậy. Tạ Khai Lâm bình thường ở trong quân đội cũng quen nói lời thô tục quát mắng, cảm thấy Lô Vĩ một cục trưởng nhỏ không ngờ dám cùng mình đấu khẩu, còn mịt mờ mắng mình là con cháu nhà rùa, lão Tạ kia sao có thể nhẫn nhịn, vờ như không biết Lô Vĩ, lập tức quát. Món lòng là từ mẹ mày đấy. Hạ Hải Vĩ lúc này đáp trả lão Tạ. Vừa rồi Tạ Khai Lâm mắng lão Hạ cái rắm. Lần này lão Hạ trả lại cho lão Tạ món lòng, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, không ai kém ai. Có đôi chút giống như dân giang hồ dùng lời thô tục đối thoại với nhau. Ngươi dám mắng mẹ tạ sư trưởng của chúng tao, con cháu nhà rùa, chán sống rồi. Một binh lính trông khá khỏe mạnh, không nhịn được liền lên tiếng, cho rằng cơ hội lấy lòng tạ sư trưởng đã đến, móc súng ra chĩa vào về phía Hạ Hải Vĩ và Lô Vĩ. Chương 747 Súng tự động đấu với súng lục. Chúng ta mắng đám con cháu nhà rùa, thằng nhóc, còn chơi súng cơ à, chúng ta cũng có. Lô Vĩ quát, giơ giơ nắm tay lên. Hạ Hải Vĩ mắt nhướng lên, vừa phất tay, thân thủ phật phật một tiếng, súng của đám cảnh sát hình sự sẵn sàng trên tay, tuy nhiên, lão Hạ liền dừng tay, bọn họ chỉ cầm súng chứ không chĩa vào Tạ Khai Lâm. Hạ Hải Vĩ đương nhiên cũng có sự e dè, nếu thật sự đấu súng. Hai bên nã đạn lẫn nhau thì mệt. Dám chơi súng cùng anh em trong đoàn quân số 2 chúng ta, ha ha ha. Gã đàn ông cười điên cuồng, vài binh sĩ đến cùng gã lúc này tay cũng cầm sẵn súng, chuẩn bị ở tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể công kích, không khí trở nên khẩn trương, kỳ thật mỗi người đều cảm thấy như nghẹt thở. Tạ Khai Lâm ra vẻ điềm tĩnh, trừng mắt, cười lạnh nói. Thằng nào chơi súng mà gặp lão tổ tông đây? Chỉ mấy cây súng quèn mà cũng dám lấy ra khoe khoang nữa. Lão Tạ cười, tiện tay từ trong thùng xe lấy ra cây súng. Gã lính cao to đón nhận, lên đạn lạch cạch một tiếng, miệng súng tự động đen ngòm nhắm vào Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ mà chĩa. Lão Hạ mắt chớp liên hồi, thầm nghĩ thật sự gặp đại loạn rồi. Miệng la lớn. Sư trưởng Tạ, mau buông súng, ông làm thế là phạm pháp đó.
Lão Hạ vừa nói dứt câu, toàn bộ cảnh sát hình sự đều thu súng về. Giằng co với miệng súng trong khoảng cách gần, rõ ràng là đưa đồ ăn đến miệng người rồi, chuyện không hay chút nào. Pháp với trả luật, mau cút đi, bằng không. Tạ Khai Lâm uy hiếp. Cút con mẹ mày, có bản lĩnh thì nả súng thử xem, mình đồng ra sắt đây này. Lô Vĩ phỏng chừng thằng nhãi này không dám nổ súng, lạnh giọng quát, kỳ thật thằng nhãi này đã sớm chuẩn bị, nếu đối phương nổ súng thật thì thằng nhãi này hẳn cũng kịp thời bắn trả, họng súng giờ phút này hướng lên bầu trời, mà không chĩa vào bọn họ. Tạch tạch tạch, âm thanh chói tai khiến cho người ta dựng tóc gáy rốt cục cũng vang lên, từ miệng súng tự động phun ra một tia lửa đặc biệt chói mắt. Bên này Hạ Hải Vĩ hét lớn khi nghe tiếng súng. Mau nằm xuống. Lô Vĩ né vào một tảng đá, tim đập thình thịch. May mà, tên lính kia chỉ bắn chỉ thiên mấy phát rồi ngưng không bắn nữa, Tạ Khai Lâm mặt đắc ý cười lạnh, hồn nhiên coi như không có gì quan trọng. Đám người Lão Hạ lập tức lui vào bên trong, nấp sau tảng đá lớn dùng để yểm hộ, hô lớn. Sư trưởng Tạ, ông làm vậy là phạm tội, ông cứ chờ bị tước mũ quan đi, muốn xông vào thì chúng ta cứ sống chết một trận thử xem. Lời vừa nói dứt. Lập tức quay ra sau nhìn những cảnh sát hình sự có vũ trang hô. Lập tức dàn thành súng trận, dùng công sự che chắn yểm hộ, nếu ai dám tiến vào, lập tức nổ súng, mặc kệ là ai, cứ nổ súng. Sau những tiếng vang, súng trường, súng lục toàn bộ nhắm vào Tạ Khai Lâm mà chĩa. 5 giờ sáng, Hạ Hải Vĩ và Lô Vĩ bên kia truyền đến tin tức tốt lành, nói là Tạ Khai Lâm thật sự phát hỏa, không ngờ lại bắn chỉ thiên, súng dùng để bắn chính là súng tự động. Có lực sát thương khá lớn. Lô Vĩ tất nhiên là cố thủ, không lâu sau Hạ Hải Vĩ nhận được mệnh lệnh truyền đạt từ tỉnh, là lệnh rút lui, cho nên, quyền kiểm soát Vũ Nguyệt Sơn Trang được trả lại cho Tạ Khai Lâm. Ngày hôm sau vào lúc hơn 5 giờ chiều, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô vừa tuần tra thành phố Phúc Xuân về, bước vào phòng, vô tình phát hiện ra một túi văn kiện. Sau một hồi kiểm tra không phát hiện có gì dị thường, liền mở ra xem, bên trong là một băng ghi hình. Còn có một xấp tư liệu, cùng tin tức của báo Đô Thị Giang Nam, bí thư huyện ủy chơi gái, trưởng ban chỉ huy quân sự là Tú Bà. Tiêu đề bắt mắt giật gân lập tức khiến trưởng ban thư ký Lô tròn mắt. Xem xong băng ghi hình, trưởng ban thư ký Lô gọi điện thoại cho Lô Vĩ, sau khi xác minh tình hình thì lâm vào trạng thái suy tư. Báo cáo hay là không báo cáo? Lô Minh Châu cảm thấy khó xử. Tất cả các trang báo ở Giang Nam đều đã đưa tin, xem ra. Việc này muốn ém cũng ém không được. Nếu không báo lên trên, không biết bí thư tỉnh ủy Quách sẽ nghĩ như thế nào, đã phái cô đến các thành phố dò xét, Ngư Dương gần trong gang tấc, xảy ra chuyện lớn như vậy sao có thể mắt điếc tai ngơ, báo chí đều đưa tin, cô còn không hé răng, đây rõ ràng là không làm tròn trách nhiệm, dối trên lừa dưới. Còn như báo lên trên thì phỏng chừng Ngư Dương thậm chí là thành phố Mặc Hương cũng sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ sẽ khiến cho bên trong thể chế biến động. Lô Minh Châu cũng rất rõ, nhân vật số 1 của thành phố Mặc Hương là Chu Càn Dương rõ ràng sẽ cử chủ tịch tỉnh Chu chống đỡ. Quách Phác Dương nhân vật tỉnh ủy số 1 sau khi tới Nam Phúc, thời gian trước đã bắt đầu xuống tay với ủy viên thường vụ, gõ cửa tìm tới Hứa Vạn Sơn. Chuyện lần này nếu một khi báo lên trên, phỏng chừng sẽ có một loạt các sự kiện xảy ra, tuy nhiên, lần này khẳng định xui xẻo nhất chính là Chu Càn Dương của thành phố Mặc Hương. Với Lô Minh Châu, bây giờ còn chưa rõ phải nghiêng về bên nào, báo lên thì khẳng định sẽ bị chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm hận thấu xương. Người ta sẽ không nghĩ cô giả ngu hay thật sự thông minh, mà sẽ cho rằng cô có dụng tâm khác. Hơn nữa việc này còn liên lụy chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh Mã Quốc Chính, nếu không có chỉ thị của y phỏng chừng chuyện Ngư Dương sớm đã ầm ĩ ngất trời. Y là người đóng nắp, mình lại là người mở nắp, vô ý đắc tội y với mình cũng không có lợi, vô tình Lô ra lại có thêm một cường địch. Lô Minh Châu sau khi gọi một loạt điện thoại liền quyết định lập tức chạy về tỉnh thành. 10 giờ sáng hôm sau, băng ghi hình, tư liệu mà Lô Minh Châu có trong tay toàn bộ được đặt ở trên bàn của bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương. Quách Phác Dương vóc người trung bình, không cao lớn mà vừa phải. Trên mặt luôn có chút lành lạnh, vô cảm, lòng dạ sâu cạn khó đoán, người bình thường khó mà nhìn ra trên mặt y đang nghĩ gì. Lô Minh Châu tuyệt không dám khinh thị y. Y có thể ngồi vào vị trí của ngày hôm nay thì con người y cũng không đơn giản. Chức vị này, thời cổ đại, ngang tầm với chức quan tuần phủ, quan lớn nhị phẩm. Kinh tế tỉnh Nam Phúc cùng các chỉ tiêu hạng mục đều xếp thứ 6 cả nước, ở Hoa Hạ mà nói,
thì nó là một tỉnh lớn, một tỉnh rất có phân lượng, rất có sức ảnh hưởng. Hơn nữa, vị trí địa lý của Nam Phúc lại thuộc nơi đầu sóng ngọn gió, quốc gia chẳng những trang bị hoàn hảo trên phương diện bố phòng binh lực, hơn nữa về phát triển kinh tế vùng duyên hải cũng tận sức lực ủng hộ. Các thành phố như Thương Hải, Tuyền Hưng cũng giống Nam Phúc, rất có phân lượng, được thế giới biết đến. Lô Minh Châu mới ra khỏi, bên trong tiếng Quách Phác Dương vọng ra. Kêu chủ nhiệm Mã lại đây một chút. Mã Quốc Chính có chút lo ngại, phỏng chừng mơ hồ có thể đoán được. Lô Minh Châu trở lại tỉnh thành tuy nói là vào buổi tối, nhưng hiện tại cô ta qua văn phòng tỉnh ủy, điều này không qua mặt được Mã Quốc Chính. Là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh, Lô Minh Châu lại mới từ Ngư Dương trở về, hơn nữa chưa tuần tra xong đã trở về, cho thấy trên đường khẳng định đã xảy ra chuyện lớn, bằng không cô ta sao lại tự mình về gấp như thế. Mà mấy ngày nay cô tuần tra tại Ngư Dương và Phúc Xuân của thành phố Mặc Hương, vừa lúc Vũ Nguyệt Sơn Trang của Tạ gia ở Ngư Dương lại xảy ra sự cố, như vậy cho thấy là trên tay cô ta có 8 phần nắm chắc. Việc này phỏng chừng có liên quan với Tạ gia ở Ngư Dương, Mã Quốc Chính trên mặt tuy không có biểu hiện gì, kỳ thật trong tận đáy lòng đã sớm nổi sóng, một chút hối hận tận dưới đáy lòng như quanh quẩn thật lâu, khó có thể mà tiêu tan. Ôi, Lão Tần ơi Lão Tần! Tôi bị bạn học cũ là ông hại chết rồi. Vụ án của Tạ gia có đề cập đến thuốc phiện, tuy nói không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng hiện tại rõ ràng là có người muốn nhân việc này mà làm lớn chuyện. Việc này tính chất biến đổi, trở nên phức tạp, lại thêm một bí thư huyện ủy chơi gái, việc này thật là. Mã Quốc Chính gồng mình bước vào phòng của bí thư Quách. Mắt liếc nhìn băng ghi hình và tư liệu trên bàn, trong lòng có cảm giác rất khó tả. Tự xem đi Lão Mã. Quách Phác Dương mặt vô cảm nói. Xem xong hồ sơ, băng ghi hình và tang vật, Mã Quốc Chính khóe miệng co giật, nói. Bí thư Quách, việc này tôi yêu cầu tổ chức xử phạt, tôi không làm tròn vai trò chức trách lãnh đạo. Vốn tưởng rằng chỉ có mỗi chuyện chơi gái nhỏ nhặt, không ngờ bên trong còn liên quan đến nhiều thứ. Lão Mã ơi, chơi gái tuy nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ông là đảng viên lão thành, chẳng lẽ còn không biết trong đó lợi hại ra sao? Một bí thư huyện ủy chơi gái, kỹ viện lại do trưởng ban chỉ huy quân sự huyện mở. Thời cổ đại gọi đó là gì, kêu là tú bà, giờ không ngờ còn bán cả thuốc phiện. Việc này báo của Giang Nam đều đưa tin ra ngoài, nhưng chính phủ của chúng ta, bộ phận công an chấp pháp của chúng ta đều đi đâu cả rồi. Bọn họ cuối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ từ dưới lên trên đều che đậy cả sao? Che được sao? Lão Mã, quân chúng tinh mắt lắm. Chúng ta có vài cán bộ. Khi xảy ra chuyện việc đầu tiên nghĩ đến không phải là tự mình kiểm điểm, mà vắt hết óc nghĩ biện pháp đem chuyện xấu che lấp đi, cứ thế lâu ngày thành ra căn bệnh ác tính. Đương nhiên, Lão Mã ông làm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, cả tỉnh lớn như vậy, có rất nhiều việc có cố cũng không quản hết. Những chuyện này, đều là một số cán bộ cá biệt phía dưới không làm tròn chức trách, nghĩ là dựa vào chính mình có thể một tay che trời. Sứ Hoa Hạ này, vẫn là thiên hạ của đảng. Không phải vương triều của bất cứ ai, việc này, ông lập tức. Quách Phác Dương lời nói có chút thấm thía, khi thì xúc động, khi thì sầu lo. Cuối cùng vỗ bàn, nói. Nghiêm túc xử lý lập tức điều tra. Vâng, bí thư Quách, tôi lập tức xử lý việc này. Mã Quốc Chính lập tức thẳng lưng lên, trả lời. Đúng rồi, bên trong dường như có nói liên quan đến một số đồng chí trong quân đội, gọi là đại tá Tạ Khai Lâm gì đó. Không ngờ lại tấn công sở tỉnh và bao vây phong tỏa huyện Ngư Dương. Ông đi kiểm chứng một chút, nếu là thật có liên quan, thì chuyển tài liệu tới tư lệnh trấn, thỉnh cầu ông ta hiệp trợ, chuyển giao cho các cơ quan có liên quan của Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Tuy nhiên, Lão Mã này, thủ hạ của ông cũng rất đáng nể, giống như Hạ Hải Vĩ, Lô Vĩ hai đồng chí này rất được đấy. Ý chí kiên định, không sợ người khác uy hiếp, đối mặt với súng tự động cũng dám giữ vững trận địa. Ai dám nói ngành công an cảnh sát là bất tài, đây là khí chất nam nhi, không thua kém các dũng sĩ anh dũng trong quân đội. Không đơn giản chỉ có dũng khí. Nên khen thưởng thì khen thưởng, nên phạt thì cũng kiên quyết trừng phạt. Chương 748, chuyển công tác. Về phần kiểm điểm, tôi thấy không cần. Ha ha, chúng ta tuy nói ngồi ở trên cao, nhưng cũng nhiều việc lắm. Có một chút sơ hở cũng là chuyện bình thường, người ta nói mất dê được chuồng. Thức thời thì chẳng muộn bao giờ. Nói đến đây, Quách Phác Dương ném điếu thuốc qua cho Mã Quốc Chính, trên mặt tươi cười khó hiểu. Ngày hôm sau vào lúc 4 giờ chiều,
trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tào Vạn Niên và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Tần Thiên Cương hai xếp đích thân chạy tới huyện Ngư Dương, đi theo còn có một đồng chí, nghe nói là trưởng tham mưu quân khu Tô Hoàn Sơn, quân hàm thượng tá. Huyện Ngư Dương còn lại 9 ủy viên thường vụ, sắc mặt ai cũng trầm tư ngồi trong phòng hội nghị, ba xếp lớn ở thành phố tới cũng không buồn nói chuyện phiếm. Đầu tiên là Tần Thiên Cương và Tô Hoàn Sơn thông báo chuyện Vũ Nguyệt Sơn Trang của Tạ gia, sau đó là Tào Vạn Niên đại biểu cho thành ủy, tuyên bố quyết định tạm thời về nhân sự. Do Vệ Sơ Tịnh, chủ tịch huyện, thay bí thư huyện ủy chủ trì công tác của huyện Ngư Dương. Mặt khác còn tuyên bố một quyết định khác. Đó là điều phó chủ tịch huyện Ngư Dương, đồng chí Diệp Phàm đến cục xúc tiến đầu tư thành phố công tác, chức vụ tạm thời là phó cục trưởng. Hy vọng đồng chí Diệp Phàm nội trong một tuần có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở Ngư Dương, để đến cục xúc tiến đầu tư thành phố nhậm chức. Tuyên bố xong, ba xếp lớn nghỉ ngơi một chút, sau đó trực tiếp quay về Mạc Hương, Vệ Sơ Tịnh biết có giữ cũng không giữ được bọn họ. Ngư Dương xảy ra động đất lớn, phòng trừng ở thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng lây lan, chính trường có thể phát sinh chút biến động hay không thì rất khó nói. Chủ tịch thành phố La vào một giờ trước có gọi cho Vệ Sơ Tịnh ra chỉ thị. Bảo cô chuẩn bị tinh thần để gánh trọng trách, nhất định phải ổn định trụ vững tinh thần của tất cả cán bộ công nhân viên chức huyện Ngư Dương, không thể để việc này làm rối loạn toàn bộ thế cục kinh tế đang phát triển tốt của huyện. Tuy nhiên, khi tuyên bố đồng chí Diệp Phàm được điều đi nơi khác, Vệ Sơ Tịnh đợi đám người Tào Vạn Niên đi khỏi liền lập tức điện thoại cho chủ tịch thành phố La. Chủ tịch La, tôi hy vọng trên thành phố có thể suy xét đến tâm tư của người dân Ngư Dương hiện tại không ổn, đồng chí Diệp Phàm tuyệt đối không thể bị điều đi. Tôi hy vọng hắn có thể tiếp tục chủ trì công tác của khu kinh tế Lâm Tuyền, làm tốt công tác của khu thí điểm. Ôi, hắn còn ở Ngư Dương sao? La Hạo Thông thở dài, đối với chuyện của Diệp Phàm y có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì lúc đó trưởng ban thư ký Lô của tỉnh ủy có hỏi đến chuyện của Diệp Phàm, khiến Chu Càn Dương và Cổ Bảo Toàn kia mất hết thể diện. Chú La, lần này Cổ Bảo Toàn đi rồi, bộ máy ủy viên thường vụ Ngư Dương phỏng chừng cũng sẽ bị điều chỉnh. Sao không đề cử đồng chí Diệp Phàm vào ủy viên thường vụ huyện, khiến hắn có thể yên lòng, toàn tâm toàn ý ủng hộ công tác của tôi. Vệ Sơ Tịnh có chút nóng nảy. Đến chú La cũng gọi ra, kỳ thật La Hạo Thông và Vệ Sơ Tịnh có quan hệ bà con xa, là chú họ hàng xa, xa tận bốn đời. Việc này gấp quá không được, như vậy đi, về chuyện điều đồng chí Diệp Phàm đến cục xúc tiến đầu tư thành phố, tôi sẽ thương lượng trước với đồng chí Trần Thiên. Nếu có thể giữ đồng chí Diệp Phàm lại thì đương nhiên là chuyện tốt. Về phần đề cử hắn vào thường vụ, hiện tại tuyệt không thể đề cử. Sơ Tịnh, còn phải hướng ánh mắt mình lên trên mà nhìn, lần này chuyện của Vũ Nguyệt Sơn Trang kỳ thật không phải to tác gì, nhưng vì sao lại có vẻ nghiêm trọng như thế? Đây là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta đầu tiên là phải để con yên vị trên vị trí cao kia, thật sự ngồi vững rồi thì mọi chuyện sẽ nói tiếp, bằng không khi có biến cố, lại đi đẩy người khác lên. Chỉ sợ đến lúc đó hai đầu đều thất bại. Đạo lý này, khi ban tổ chức cán bộ còn chưa ra tuyên bố và quyết định thì biến cố luôn tồn tại, đôi khi chuyện quyết định ngày hôm qua, hôm nay khi thức giấc thì lại thay đổi ý định. Con cứ suy nghĩ cho kỹ. La Hạo Thông vạch ra xu hướng làm việc của các sếp lớn trên tỉnh. Vệ Sơ Tịnh buồn bực buông điện thoại xuống, việc này liên quan đến chính cô nên cô cũng không nhất định phải tiến cử Diệp Phàm cho bằng được. Mặc dù bản thân có quan hệ với Diệp Phàm, nhưng chuyện này, với Vệ Sơ Tịnh mà nói, vẫn chưa tới mức phải cưới gả. Huống chi cô căn bản là không tính sẽ cùng Diệp Phàm ăn ở cả đời, chủ yếu là do hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn. Làm gì mà miệng cứ im ỉm thế kia, là ai chọc Vệ đại bí thư tức giận thế? Diệp Phàm nằm trên giường trêu chọc nói. Trừ cậu ra thì còn có ai? Hừ, sói mắt trắng. Vệ Sơ Tịnh trừng mắt liếc nhìn Trư Ca một cái. Tiện chân đá cho Trư Ca một cước. Lại gì nữa, vì chị tôi sẽ lên núi đào xuống chảo dầu, được rồi, hiện tại đã ngồi trên cái ghế bí thư có phải cũng muốn noi theo Cổ Bảo Toàn mượn gió bẻ măng hay không, khiến người ta thất vọng đau khổ. Diệp Phàm vờ vịt nói, còn rung đùi đắc ý. Thằng nhãi này trong lòng cũng đắc ý không ngừng, nếu không có Vệ Sơ Tịnh ở đây, thằng nhãi này đã sớm hát vang lên như điên rồi. Cậu ăn nằm với tôi, xong việc. Quần kéo lên xong thì liền vỗ vỗ mông bỏ đi, không phải sói mắt trắng thì là cái gì, hừ, Vệ Sơ Tịnh tôi thật sự khiến người ta chán ghét đến thế sao? Giống rẻ rách muốn ném là ném. Vệ Sơ Tịnh tức giận mắng, thuận tay véo hắn một cái đau điếng. Tôi nói này, Vệ đại tiểu thư,
cô sao giống rẻ rách được, khẳng định tệ lắm thì cũng là cây chổi quét nhà. Cô nói chuyện không đầu không đuôi, kỳ thật, chuyện điều đến cục xúc tiến đầu tư thành phố lần trước trưởng ban thư ký Lô khi đến Ngư Dương tuần tra, Cổ Bảo Toàn và Chu Cản Dương không phải đã có nói qua rồi sao? Bọn họ dù sao cũng chỉ là làm cho trưởng ban thư ký Lô xem thôi, ở Ngư Dương này, tôi còn ở lại thì còn có ý nghĩa gì? Cô lại không thể đem cái ghế chủ tịch huyện cho tôi ngồi vào, đến lúc đó chúng ta phu sướng phụ tùy, cùng nhau thống trị Ngư Dương, sướng biết bao nhiêu. Huống chi, bộ máy ủy viên thường vụ kia cũng chưa tới phần chúng ta. Diệp Phàm kêu oan nói. Như vậy đi, cô nếu có thể đưa tôi vào được trong bộ máy ủy viên thường vụ huyện, vậy thì tôi cũng cố gắng, quyết tâm hầu hạ tốt Vệ đại tiểu thư vài năm, ở lại Ngư Dương thì ở lại Ngư Dương thôi, ha ha. Vẻ mặt hắn nham nhở, cười vui vẻ nói. Hầu hạ, cậu nói ai hầu hạ ai? Ngược lại thì có, mỗi lần xong việc, đều là tôi lấy khăn mặt cho cậu, tối hôm qua còn pha nước rửa chân. Vừa rồi, cậu còn bảo tôi lau mình cho cậu, giờ cậu lại nói thành cậu hầu hạ tôi, chức quan không lớn, nhưng khẩu khí nói năng thì không nhỏ, giống ông vua nhỉ, hừ. Vệ Sơ Tĩnh giống như bị giẫm trúng đuôi, thiếu chút nữa phát huy. Cầm gối mà đập lên đầu hắn. Ha ha, cô làm bí thư, tôi làm từ hy, thấy thế nào? Tuy nhiên, cô cũng xem nhẹ bản thân mình quá rồi, sắp thành cô bé giường chiếu rồi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Nghĩ sao đẹp thế, biến về thành phố mà ở. Vệ Sơ Tĩnh điên lên, đẩy Diệp Phàm ra, đuổi hắn ra khỏi nhà. Nhỏ giọng thôi, để cho người ta thấy thì cả hai chúng ta đều tiêu. Diệp Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. Xong đời thì xong đời. Cậu đi ra ngoài cho tôi. Vệ Sơ Tĩnh điên thật rồi, giờ phút này biểu hiện của cô đúng là một ả điên chính tông, căn bản không giống một bí thư huyện ủy. Được, được, tôi đi trước. Diệp Phàm giơ tay đầu hàng, mở cửa đi ra. Khoan đã. Đột nhiên Vệ Sơ Tĩnh nói với theo. Ha ha, tôi biết cô còn luyến tiếc có phải hay không? Thằng nhãi này vểnh miệng mỉm cười. Nhảy ra từ cửa sổ đi. Vệ Sơ Tĩnh liếc mắt nhìn Chư Ca một cái, lạnh như băng nói. Bỏ đi, ông đây từ nhỏ đã mang tướng con khỉ rồi, nhảy ra từ cửa sổ thì đã sao? Diệp Phàm nói xong từ cửa sổ nhảy xuống. Cậu đúng là khốn khiếp, đồ con lừa, không đáng tin. Trong phòng còn lại Vệ Sơ Tĩnh, ôm chăn khóc giống không ngớt. Ôi, tôi biết cô muốn tôi ở lại giúp cô, nhưng tôi còn có mặt mũi ở lại Ngư Dương này sao? Làm thế không có ý nghĩa gì nữa, hay là để tôi đi thôi. Diệp Phàm nhìn qua cửa sổ, vài giây sau thì đi mất. Tìm Lô Vĩ đi uống rượu. Hai ngày trôi qua, Diệp Phàm bận rộn cùng người kế nhiệm mới chuyển giao công việc. Kỳ thật công việc quản lý của hắn căn bản cũng không có gì cần chuyển giao, bởi vì hắn vừa quản lý chưa được lâu. Chỉ chạy đến mấy trường học, gửi báo cáo lên thành phố xin cấp kinh phí tu bổ. Lúc ấy Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên do nể mặt Lô Vĩ đã hứa cấp cho hắn 1 triệu, tuy nhiên cũng phải đợi sau Tết Nguyên đán mới cấp. Cho nên, mấy ngày qua, thằng nhãi này căn bản là ăn không ngồi rồi. Đang lúc đi theo Ngọc Xuân Thiền đàm phán một vài việc, Trương Tân Huy gọi đến, gọi bảo hắn đến văn phòng huyện ủy họp. Phòng họp của văn phòng huyện ủy, không phải đề cử ông đây gia nhập vào thường vụ chứ, nếu Vệ Sơ Tĩnh đồng ý làm vậy thì ông đây cũng không ngại mà ở lại giúp cô ta. Tuy nhiên, không thể có khả năng, chiếc ghế bí thư huyện ủy kia ngồi còn chưa vững, sao có thể tính đến chuyện thay đổi nhân sự. Hơn nữa, nghe nói hiện tại ở thành phố cũng đang hỗn loạn. Các ủy viên thường vụ đều dục dịch, bởi vì nghe nói bí thư tỉnh ủy Quách đang phát hỏa. Chỉ tận mặt mà nói, vạch tên một số lãnh đạo không làm tròn trách nhiệm của thành phố Mặc Hương, không ngờ để Cổ Bảo Toàn con sâu làm dầu nồi canh ngồi trên chiếc ghế bí thư huyện, tạo thành ảnh hưởng lớn với xã hội. Sao giải thích với dân chúng? Mà Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm cũng nói, đây chỉ là hiện tượng cá biệt, nói nào là tư tưởng của con người cũng sẽ chuyển biến bất cứ lúc nào. Dù sao, loạn cục ở thành phố đều do tranh chấp của hai sếp lớn trên tỉnh ủy tạo thành. Tuy nhiên, với cái nhìn của người thường thì Chu Càn Dương phỏng chừng sẽ phải chuyển đơn vị. Mà người nhậm chức bí thư thành ủy là ai? Nghe nói Chủ tịch thành phố là rất có khả năng được chọn. Bởi vì trong khoảng thời gian này biểu hiện của y khá tích cực, thậm chí có thể nói là xuất sắc. Lên TV liên tục, có công trong việc xây dựng kinh tế VV. Thể chế trong quan trường kỳ thật như một quân bài domino, một vòng tóm một quân, để lại một vị trí trống phía trên,
phía dưới còn lại một hàng ngũ chờ đợi hưởng ứng. Các ủy viên thường vụ đáng giá đều muốn nhân cơ hội này chuyển vị trí. Chẳng hạn như, Lô Trần Thiên làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố, chẳng lẽ lại không muốn ngồi lên chiếc ghế phó bí thư? Tạ Quốc Trung là bí thư chuyên trách quản lý đảng và quần chúng, chẳng lẽ không muốn ngồi vào ghế của La Hạo Thông hoặc Chu Cản Dương? Từng bước một chuyển lên trên, kết quả phía sau sẽ lại có những chiếc ghế ủy viên thường vụ trống, thế là các phó chủ tịch thành phố bên dưới kia, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bảo tọa ủy viên thường vụ kia. Một phó chủ tịch thành phố nào đó vừa kết nạp vào thường vụ, thì chiếc ghế phó chủ tịch thành phố của y lại trống. Bên dưới thành phố có các cục trưởng, bí thư huyện ủy, ánh mắt của họ lại có cơ hội nhìn chằm chằm vào vị trí phó chủ tịch thành phố kia. Cứ thế nối tiếp nhau, cả thành phố Mặc Hương nháo nhào lên, sóng sau xô sóng trước, loạn hết cả lên. Bước vào phòng họp huyện ủy, thấy Vệ Sơ Tịnh buổi tối hôm trước còn hầu hạ mình, giờ phút này lại tao nhã như nàng công chúa, uy nghiêm như nữ hoàng, đứng đắn, nghiêm túc ngồi vào vị trí của cổ bảo toàn, khí phái mười phần. Chương 749, quyền lực chống trời. Phía dưới bàn họp, còn lại 8 ủy viên thường vụ mắt nhìn chăm chú tài liệu trước mặt, có người cầm bút ghi chép, thật ra, chỉ là giả vờ, căn bản là đang dùng bút chút giận, xem tài liệu trước mặt là bao cát để chút giận mà thôi. Phí Mặc mặt không chút thay đổi ngồi ở bên cạnh Vệ Sơ Tịnh, lần này gã không nắm chức thay quyền bí thư, trong lòng khá ấm ức, bởi vì gã có tư cách này, tuy nhiên bởi vì tin tức không nhanh nhẹn bằng Vệ Sơ Tịnh, nên bị ả giành trước. Tất nhiên, tin tức của Vệ Sơ Tịnh tuyệt đối nhanh nhẹn hơn gã, bởi vì Diệp Phàm mấy ngày nay đều cùng cô ta dính cùng một chỗ. Nhất cử nhất động của cổ bảo toàn hết thảy đều bị Diệp Phàm hiểu rõ. Vệ Sơ Tịnh đã sớm cùng La Hạo Thông làm tốt công tác chuẩn bị, trên tỉnh vừa có dục dịch sẽ lập tức phát lực, đương nhiên đoạt được cơ hội đầu tiên. Cơ hội đầu tiên, tất nhiên là rất quan trọng, có khi, có khả năng quyết định thành bại. Phí Mặc cũng chỉ đành thở dài, quẳng bát ném mâm, tuy nhiên thằng nhãi này hiện tại hoạt động nơi nơi, lủi trên luồn dưới. Vệ Sơ Tịnh hiện tại cũng chỉ là thay quyền, còn chưa chính thức nhậm chức, chỉ cần thế, Phí Mặc tôi còn có hy vọng. Hơn nữa, lui 10.000 bước mà nói, mặc dù là Vệ Sơ Tịnh thay thế được cổ bảo toàn, vậy vị trí chủ tịch huyện của ả thì Phí Mặc tôi cũng không mấy trở ngại khi ngồi vào, so với chức bí thư đảng quần chúng mạnh hơn nhiều, người ta dù sao cũng là cấp cục trưởng. Hơn nữa, Phí gia tôi một khi ngồi lên vị trí chủ tịch huyện, dựa vào thế lực Phí gia, tại đất Ngư Dương này Vệ Sơ Tịnh chưa chắc làm gì được, nói không chừng qua được một khoảng thời gian, ả tự cảm thấy mất mặt, bỏ chạy cũng có thể lắm chứ. Đối với điểm này, Phí Mặc rất có tự tin, trong xã, thị trấn người Phí gia làm bí thư vô số kể, hoàn toàn có năng lực cướp mất quyền lực của cô ả Vệ Sơ Tịnh này, khiến ả làm con rối, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi. Đương nhiên, Phí Mặc cũng nhận thức được, mặc dù là muốn ngồi lên vị trí chủ tịch huyện kia cũng phải không là chuyện dễ dàng. Người chằm chằm dòm vào vị trí đó không ít, nào là các cục phó ở thành phố, cùng với các phó chủ tịch huyện các huyện khác, ngay ở Ngư Dương cũng có 2 người. Một, đương nhiên chính là Ngọc Nhã Chi, phó bí thư chuyên trách. 2, tất nhiên chính là Tiếu gia Tiếu Thuần Thần, phó chủ tịch thường trực huyện. Nhìn chung 4 đại gia tộc, hiện tại mạnh nhất đương nhiên chính là Ngọc gia. Nếu ở thành phố nghe được tin đồn như vậy, Chu Cản Dương tiêu rồi, nếu là một người mới khác đến cầm lái, y tuyệt sẽ không chê tiền nhiều. Ngọc Sử giới kia lót đường hết mấy triệu, phỏng chừng bí thư thành ủy mới dù sao cũng phải suy xét một chút về vấn đề tiền và quyền. Hơn nữa, vị trí của sở tài chính tỉnh cũng rất mấu chốt, là thứ mà bí thư đắc tội không nổi. Còn Miêu Phong, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy, tận đáy lòng lúc này bắt đầu sôi trào. Nghe nói xếp mình là Tạ Quốc Trung rất có hy vọng trong cuộc tranh đua vị trí của Chu Cản Dương. Một khi y tại vị, thì có phải gã cũng được lợi hay không? Tuy nói không có khả năng một bước lên trời, ngồi lên vị trí của cổ bảo toàn hoặc Vệ Sơ Tịnh, nhưng tiếp nhận vị trí của Phí Mặc thì rất có khả năng, gã hy vọng Phí Mặc có thể ngồi lên ghế bí thư hoặc chủ tịch huyện, để chống chỗ cho mình thử ngồi lên vị trí thử quản lý đảng và quần chúng, để xem so với chức trưởng ban tổ chức cán bộ có gì khác nhau. Trước kia làm trưởng ban tổ chức cán bộ, kỳ thật chính là nhờ cổ bảo toàn và Phí Mặc nâng đỡ, chủ ý lớn do người ta quyết, vấn đề nhân sự do bí thư người ta gật đầu, bản thân chỉ có thể làm cu ly. Nếu có thể ngồi lên ghế bí thư đảng và quần chúng, ít nhất cũng có thể bàn chút điều kiện cùng bí thư huyện ủy, 19 hay 28 gì cũng được, ông chọn 8 cục trưởng,
cũng phải chừa một ghế cục trưởng để tôi chọn người có phải hay không, chia sẻ quyền điều động nhân sự. Về phần Chánh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy trong khoảng thời gian này đều kẹp chặt đuôi lại tránh sơ hở, bởi vì gã trước kia là cái đuôi đi theo Cổ Bảo Toàn. Hiện tại họ Cổ bị thê thảm, nghe nói bây giờ còn đang bị tạm giam ở sở, không phải chỉ là ăn một con, gà ngoại quốc sao, kết quả hình như, gà Thái Lan, lợi hại hơn nhiều so với gà Trung Quốc. Trước kia chơi gái nhiều lắm là bị phạt tiền xem như xong việc, tuy nhiên lần này là, gà Thái Lan, lợi hại hơn, Cổ Bảo Toàn, phỏng chừng vĩnh viễn đừng mong có cơ hội đứng lên. Bởi vì gã bị bí thư tỉnh ủy Quách Phát Dương đích thân đặt cho danh hiệu Đại Vương Ăn Gà. Tính chất sự việc trở nên nghiêm trọng, nếu không có bí thư Quách nhìn chằm chằm vào, Cổ Bảo Toàn dưới sự sắp xếp của Chu Càn Dương điều đi Mặt trận Tổ quốc nhận chức cục trưởng để dưỡng lão cũng được. Giờ thì không được, bản thân Chu Càn Dương còn tự thân khó bảo toàn, gặp vã lây, Cổ Bảo Toàn, nếu giờ phút này, nếu trong tay Chu Càn Dương có súng, gã tuyệt đối sẽ bắn một phát, cho tiêu đời tên bị bí thư tỉnh ủy gọi là Đại Vương Ăn Gà. Cổ Bảo Toàn coi như là hết thời, trong khoảng thời gian ngắn trở thành danh nhân Nam Phúc. Hiện tại mấy anh bạn ở đầu đường cuối ngõ Thủy Châu kia vừa gặp nhau đã duỗi năm ngón tay ra, hắng giọng cười nói. Anh bạn, cả đêm làm mấy trận. Người bạn kia bảo đảm sẽ cười nham nhở mà nói. Vậy không thể so sánh cùng nhân vật số một người ta có trưởng ban chỉ huy quân sự bảo vệ, tôi thì không có bản lĩnh này. Gà Thái Lan ăn không nổi nên chỉ gặm gà Nhật. Gà Nhật cậu cũng gặm, loại đó, rất thối, không hứng thú, không khác gì giải rách. Lúc trước kia, mấy anh bạn bình thường sẽ khinh bỉ một cách cực đoan, xem ra định kiến với người Nhật khó mà cởi bỏ. Mậu Dũng mới vào thường vụ, cũng không có ý kiến, nhàn nhã vô cùng, chỉ cần đừng động vào chiếc ghế trưởng ban tuyên giáo, những thứ khác không liên quan tới y. Ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Vệ Sơ Tĩnh khách khí, thấy Diệp Phàm tiến vào, gật gật đầu, bảo hắn ngồi. Đồng chí Miêu Phong, anh tuyên bố quyết định của hội nghị thường vụ đi. Vệ Sơ Tĩnh mặt nghiêm trang nói. Mẹ nó chứ, con đàn bà này rất ra dáng bí thư huyện ủy. Diệp Phàm trong lòng oán thầm, có chút kích động. Thằng nhãi này nhanh chóng bình tĩnh lại, trong lòng hẳn nghĩ là không quan hệ gì với chuyện vào thường vụ. Bởi vì chức bí thư huyện ủy còn chưa quyết định xong, sao có vị trí trống cho mình vào thường vụ. Phỏng chừng tám phần là không có chuyện gì tốt đẹp. Quản làm gì cho mệt, ông đây chuyển giao cũng đã xong, ngày mai lên thành phố báo danh có mặt. Ngư Dương này, ông đây một ngày cũng không muốn ở thêm. Diệp Phàm ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Đồng chí Diệp Phàm, thông qua thảo luận của hội nghị thường vụ huyện, một lần nữa điều chỉnh phó chủ tịch huyện. Cậu vẫn trở về quản lý khu kinh tế Lâm Tuyền, khiêm phòng tài chính huyện cũng do cậu hiệp trợ chủ tịch huyện vệ đại diện bí thư quản lý. Miêu Phong vừa nói xong, Diệp Phàm thiếu chút nữa nhảy lên. Tuy nhiên, bất chợt, thằng nhãi này kịp điều chỉnh lại, thầm nhủ, Vệ Sơ Tĩnh. Ả đàn bà này rốt cuộc đang diễn trò gì? Lại bảo tôi quay về khu kinh tế Lâm Tuyền, để lung lạc tôi, không ngờ đem phòng tài chính huyện ra làm mồi. Tuy nhiên thằng nhãi này lập tức cười nói. Bộ trưởng Miêu, cái này có chút mâu thuẫn. Tôi đã sắp chuyển giao xong, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố báo danh có mặt. Cái này, không quan hệ gì với tôi, ha ha. Ha ha, ở thành phố chuyển đến thông báo mới nhất. Nói là khu kinh tế Lâm Tuyền mới khởi bước, hơn nữa khu kinh tế còn là khu thí điểm của thành phố, muốn làm thì phải làm cho tốt, không nên vừa lâm trận đã đổi tướng. Cho nên, tạm thời không đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố trong thời gian nửa năm. Và, hy vọng cậu có thể ở đây trong thời gian nửa năm quẳng đi được cục nợ, vì dân Ngư Dương mà phục vụ. Vì sự phát triển của kinh tế Ngư Dương. Miêu Phong không ngờ mỉm cười, có chút kỳ quái. Tuy nhiên, cảm giác mà Tiểu Diệp cảm nhận được nụ cười kia rất không thiện cảm. Khu kinh tế Lâm Tuyền không phải do Phó Chủ tịch huyện Trương Quốc Hoa đang quản lý sao? Diệp Phàm lên tiếng, trong lòng thầm mắng, khẩn trương tung đòn phản công. Ha ha, không phải mới vừa nói rồi sao? Ở huyện chính thức điều chỉnh công tác Phó Chủ tịch huyện. Cậu cùng đồng chí Trương Quốc Hoa chọn một, y được phân công quản lý bên giáo dục. Cho nên, chỉ cần chuyển giao cùng Trương Quốc Hoa là được. Miêu Phong giải thích nói, đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu không phụ lòng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện kỳ vọng đối với cậu, dũng cảm sáng tạo đổi mới, tăng nguồn tài chính, giúp dân chúng khu kinh tế Lâm Tuyền nâng cao đời sống, thừa dịp chỉnh chu, phát triển mạnh nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân.
Vệ Sơ Tịnh ngẫu hứng ca ngợi Diệp Phàm, tuy nhiên, trong mắt hắn cô chính là chồn mẹ đi chúc Tết gà con. Mẹ nó, bị ả đàn bà khống chế trong tay, tối hôm qua còn thân mật, vật lộn nhau, gắn chặt như keo với Sơn. Không thể tưởng được, chỉ trong nháy mắt bị ả đùa giỡn. Khẳng định là cô ả thông qua La Hạo Thông, đến chào hỏi Lô Trần Thiên, khiến mình lùi thời gian đến thành phố. Xui xẻo, còn bảo ở Ngư Dương nửa năm, sống sao cho qua ngày tháng đây, buổi tối phải ở trên người ả trừng trị mới được, bằng không, sống vậy quá uất ức. Thằng nhãi này trong lòng vừa phát bực, lại vừa có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, đối với việc Vệ Sơ Tịnh đề nghị Diệp Phàm quay về khu kinh tế Lâm Tuyền tại hội nghị thường vụ huyện thật ra không bị trở ngại gì. Bởi vì tất cả mọi người hiểu được, Trương Quốc Hoa là người của cổ bảo toàn, họ Vệ không ném đá xuống giếng đã là không tồi rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này là thời kỳ nhạy cảm, không thể đắc tội với người ta, cố hết sức không thể tội. Hơn nữa, Diệp Phàm người này cũng rất bướng bỉnh. Bởi vì lần trước trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô sau khi đến, ấn tượng với hắn rất tốt. Thằng nhóc này trong dân chúng danh tiếng cũng vô cùng tốt, đặc biệt là khu kinh tế Lâm Tuyền, 6 trấn 2 xã. Thêm vào bên trên có người để ý, đối với loại người có tiền đồ thế này, cán bộ bình thường chỉ cần có đầu óc thì sẽ không hồ đồ mà kết thù kết oán. Cổ bảo toàn phỏng chừng chính là thí dụ đặc thù ngoại lệ, đương nhiên, y cũng gặp báo ứng. Diệp Phàm đang căm giận nhìn Vệ Sơ Tịnh, tiếng của Miêu Phong lại truyền đến, thằng nhãi này nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu lần này trở về khu kinh tế Lâm Tuyền chỉ có trên danh nghĩa, còn công tác cụ thể thì tốt nhất giao lại cho đồng chí Ngọc Xuân Thiền quản lý. Thế cũng được. Diệp Phàm có chút tức giận, há mồm liền cười nói, thầm nghĩ, cũng tốt, ông đây coi như buông tay, ung dung tự tại, mỗi ngày đi đập nước thiên thủy câu cá ngắm cảnh, an nhàn hưởng thụ. Ha ha, tuy nhiên, công tác của cậu được chuyển rời đến mấy xã, thị trấn ở Bắc Bộ Ngư Dương. Vệ Sơ Tịnh đột nhiên tiếp lời. Bắc Bộ Ngư Dương, có ý gì? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, nhìn Vệ Sơ Tịnh trong lòng có cảm giác không được ổn. Ở huyện đã suy xét, Nam Bộ Ngư Dương hiện tại có khu kinh tế Lâm Tuyền, kinh tế phát triển khá vững vàng. Chính là Bắc Bộ, như xã Tây Bàn, Ổ Câu Tử, những xã này thật sự quá nghèo. Cho nên, ở huyện muốn đem xã Tây Bàn, Ổ Câu Tử, Thuận Bình, Ma Sĩ Vi Vi, 7 xã sáp nhập lại, lấy xã Tây Bàn làm trung tâm chỉ huy. Thống nhất điều phối tài nguyên, nhân sự, lấy việc phát triển kinh tế làm mục tiêu chính, mượn lực lượng khu kinh tế Lâm Tuyền, trợ giúp nơi đó thoát khỏi nghèo khó vươn lên làm giàu. Vệ Sơ Tịnh nhìn Diệp Phàm giải thích nói. Vậy quan hệ gì tới tôi? Thằng nhãi này như lợn chết nên không sợ nước sôi. Đương nhiên có liên quan, bởi vì cậu chính là Tổng Chỉ huy, tên đầy đủ là Tổng Chỉ huy Ban Khai phá Tây Bàn. Tôi cùng Trương Tân Huy, Triệu Bính Kiện ba người làm trợ thủ cho cậu, hiệp trợ cậu làm tốt công tác, hy vọng cậu không phụ lòng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đối với cậu. Tiếu Thuần Thần nói toạt ra, thiếu chút nữa tức chết Diệp Phàm. Liền kêu lên, cái này có chút không ổn, tôi ở Ngư Dương cũng chỉ có thể ở nửa năm thời gian này có thể làm được gì. Huống chi Ngư Dương chúng ta người tài ba xuất hiện lớp lớp, tôi chỉ một mình vừa phải làm kinh tế cho khu kinh tế Lâm Tuyền. Vừa phải làm tổng chỉ huy của bộ chỉ huy gì gì đó, cho là phân thân ra làm hai cũng làm không xuể. Nói gì thế này, bộ chỉ huy gì, kêu là bộ khai phá xã Tây Bàn, cậu chính là chủ nhiệm ban khai phá, còn gọi là tổng chỉ huy. Việc này không cần bàn nữa, cứ như vậy mà làm. Cậu ngày mai tới xã Tây Bàn tuần tra một vòng trước, mang theo một nhóm người, vạch ra kế hoạch bước đầu. Về phần nhân viên, do chính cậu chọn từ huyện, chọn ai người đó đi. Không cho phép bất cứ kẻ nào cãi lại cố ý thoái thác. Vệ Sơ Tịnh tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, vung tay lên, Diệp Phàm không dám hé răng, bởi vì có hé răng cũng không được gì. Các ủy viên thường vụ khác, đương nhiên, tự tại vui mừng thở dài vì quyền lực thằng này được mở rộng vô hạn, đồng thời cũng vui vì người khác gặp họa, thằng nhóc này, để hắn nai lưng ra làm ra thành tích thì sẽ là của mọi người, làm hỏng chuyện thì mà đánh mông mình, hình như vậy cũng không tồi. Buổi tối, Diệp Phàm kia đương nhiên là nổi giận đùng đùng, giống như mèo vậy hắn leo từ ống nước vào phòng Vệ Sơ Tịnh, tất nhiên, thằng nhãi này tới kiếm mồi. Ngoài sáng đấu không lại Vệ Đại Bí Thư, nên chỉ có thể đánh vào phương diện này thôi. Thằng nhãi này hiện tại, khinh thân đề túng thuật, càng ngày càng lợi hại, nhẹ nhàng vào phòng Vệ Sơ Tịnh, lượn một vòng trong phòng ngủ, phát hiện không có ai.
thằng nhãi này trực tiếp vào thư phòng, có người ở đó. Vệ Sơ Tịnh mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ tươi rộng thùng thình, bởi vì trong thư phòng có điều hòa, cũng không biết vì nguyên nhân gì, đến nút áo cũng không cài, cả cặp ngực chảy xệ xuống phần bụng lõa lổ ra bên ngoài. Cặp ngực cao như núi theo tư thế tay cũng đung đưa qua lại, làn da trắng nõn và mịn màng dưới ánh đèn đặc biệt sáng bóng, cái rốn thần bí như ẩn như hiện. Do đang loay hoay viết cái gì đó, cộng thêm Diệp Phàm cố ý đi nhẹ nhàng, cô không hề phát hiện mình bị gã heo kia nhìn thấy không còn gì. Thằng nhãi này trong lòng cười thầm, lẻn từ phía sau nhào thẳng đến Vệ Sơ Tịnh, ôm cô ta vào lòng, nhấc bổng lên đặt nằm trên bàn làm việc lớn, một hơi thở hồng hộc sộc thẳng vào mũi cô. Á, ai? Vệ Sơ Tịnh hét thảm một tiếng, tuy nhiên toàn bộ cửa sổ đã bị đồng chí Diệp Phàm đóng lại, phỏng chừng cũng không ai có thể nghe thấy. Trong phút chốc, chiếc áo ngủ bị lột tung và vứt bay ra ngoài. Lại thêm vài giây, một âm thanh giận dữ nói. Sao lại thế này? Ha ha, cậu đêm nay không có kịch để diễn rồi, đến kỳ rồi. À nhìn Diệp Phàm, hơi có vẻ châm chọc, mỉm cười. Hóa ra, Vệ Sơ Tịnh đang dùng thứ mà hàng tháng phụ nữ ai cũng phải dùng. Cái này, đồng chí Tiểu Diệp có ngu ngốc đi nữa cũng biết người ta đến kỳ. Cụt hứng khiến đồng chí Diệp Phàm nghẹn nói không ra lời, trừng mắt nhìn Vệ Sơ Tịnh thở dài. Chuyện tôi chuyển đi thành phố có phải cô thao túng hay không? Đúng vậy, chỉ có nửa năm thời gian, hơn nữa, quyền lực mà tôi giao không nhỏ tí nào. Toàn bộ Ngư Dương, mười mấy xã, thị trấn cậu đều có quyền hỏi đến, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vì ủng hộ cậu phát triển công tác của Ban Khai Phá Tây Bàn, tôi đây ngay cả phòng tài chính huyện cũng giao cho cậu trực tiếp quản lý. Phải biết rằng, Tiếu Thuần Thần âm thầm chỉ trích rất không hài lòng. Cậu có quyền lực, không hề thua kém bí thư huyện ủy. Nhân viên điều phối toàn bộ do cậu chọn, tôi thậm chí suy nghĩ, quyền lực của cậu tựa như cận thần của Từ Hy thời Thanh Triều. Hi hi hi, Vệ Sơ Tịnh nén cười, trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói. Tôi có được lợi lộc gì, làm qua làm lại còn không phải là vì các cô mà bán mạng. Tựa như cổ bảo toàn, cuối cùng còn phải tôn mâu dũng lên, ghê tởm. Lúc đó, cô sẽ không lại đẩy người nào đó ra noi theo họ cổ chứ? Diệp Phàm chất vấn hỏi. Vệ Sơ Tịnh tôi không giống cổ bảo toàn, cậu có khả năng làm tốt công tác Ban Khai Phá Tây Bàn, sẽ giúp cậu tiến vào cục xúc tiến đầu tư thành phố thuận lợi hơn. Tôi sẽ tiến cử cậu với chủ tịch thành phố La, hơn nữa, hai chúng ta còn có quan hệ, thân xác này, tôi giữ gìn gần 30 năm không ngờ. Chẳng lẽ phải trở thành vợ chồng cậu mới chịu giúp tôi, hừ. Vệ Sơ Tịnh tung ra món mồi ngon mê người dụ dỗ. Còn nữa, đêm nay cậu rất không phải. Tôi vừa rồi kêu to, nếu truyền ra bên ngoài thì sao đây? Chúng ta cũng không còn là trẻ con, về sau, tôi hy vọng cậu đừng cả ngày chỉ biết chơi trò vô vị này. Hơn nữa, hy vọng cậu về sau cũng đừng cả ngày tìm đến chỗ này, sẽ ảnh hưởng không tốt. Không tới thì tôi đi. Diệp Phàm giận dỗi, dù sao tối nay cũng không làm ăn được gì, xoay người bỏ đi. Cậu rốt cuộc muốn tôi như thế nào ngươi mới vừa lòng? Vệ Sơ Tịnh đột nhiên ôm cổ Diệp Phàm, như con bạch tuộc vậy, cả người đều ép sát vào hắn. Thật lâu sau, hắn thở dài, liếc mắt một cái nhìn ả. Tôi đi rồi, về sau tôi sẽ không đến đây. Cô hiện tại là một bí thư huyện, cô nói đúng, ảnh hưởng không tốt. Vậy, một tháng không được vượt quá hai lần. Vệ Sơ Tịnh ngập ngừng, mặt đỏ ửng nói. Còn nữa, buổi tối cậu rất kích động, thứ đó của đàn ông trong sinh lý học nói. Không xuất ra sẽ không tốt. Tôi dùng tay giải quyết giúp cậu. Cô ả rất dịu dàng, chăm sóc tận tình như cô vợ nhỏ. Tôi tự mình nghĩ biện pháp. Diệp Phàm cười vài tiếng. Không cho cậu tìm tới những phụ nữ khác, chuyện của cổ bảo toàn chẳng lẽ cậu còn không cảnh giác? Vệ Sơ Tịnh đột nhiên nói. Tuy tôi không thể làm vợ cậu, nhưng đây là lời khuyên của tôi. Cảm ơn, Diệp Phàm tôi là loại người này sao? Chân trời nơi nào chẳng có cây cỏ, tôi đi rồi cô yên tâm, việc mà cô giao tôi sẽ cố hết sức đi làm, tuy nhiên, kết quả thế nào tôi cũng không thể dự tính. Cái này, cũng là những việc mà tôi có thể giúp cô trong nửa năm cuối cùng. Đất Ngư Dương này, không dễ lăn lộn. Diệp Phàm xoay người bước nhanh ra ngoài. Phía sau vọng lại một tiếng nói. Cảm ơn. Ngày 26 tháng 12 năm 1996,
sóng gió ở thành phố rốt cục bởi vì bí thư thành ủy Chu Càn Dương điều đến Sở Giáo dục tỉnh đảm nhiệm chức phó giám đốc thường vụ sở mà hạ màn. Đương nhiên, Chu Càn Dương nhận được đãi ngộ cấp giám đốc sở, tuy nhiên, người sáng suốt vừa nhìn đã biết đây là bị giáng chức. Phó giám đốc sở thường vụ của Sở Giáo dục tỉnh sao có thể so cùng bí thư thành ủy thành phố Mạc Hương. La Hạo Thông Quang Vinh trèo lên ghế bí thư thành ủy, Tạ Quốc Trung đang là phó bí thư quản lý đảng và quần chúng tiếp nhận vị trí của La Hạo Thông, trở thành chủ tịch thành phố Mạc Hương. Việc này có vẻ khá kỳ lạ, cán bộ bên dưới đoán giả đoán non, tuy nhiên ai cũng không đoán ra các sếp lớn tỉnh ủy nghĩ gì, đây là vấn đề cấp độ con người. Ngọc Hoài Nhân, phó bí thư thành ủy dân chủ thứ hai cũng thuận lợi tiến thêm một bước, tiếp nhận vị trí của Tạ Quốc Trung. Vu Kiến Thần, cục trưởng cục công an tệ nhất, không nhận được cơ hội nào, bởi vì chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Tần Thiên Cương không chuyển vị trí, cho nên có người ngồi xổm phía trên, Vu Kiến Thần cũng chỉ còn có thể tự nhận là mình xui xẻo. Chương 750, trên tỉnh xuống tay. Sau khi thành phố yên ổn trở lại, tới các huyện bên dưới có một vài cục nổi gió phun mưa. La Hạo Thông bởi vì vừa mới thăng chức, phỏng chừng cũng sẽ không có động tĩnh, ở huyện Ngư Dương, Vệ Sơ tỉnh kia xem như đã ngồi vững trên chiếc ghế bí thư huyện ủy. Mấy ngày qua, Diệp Phàm bận tối tăm mặt mũi, mông thiếu chút nữa không chạm ghế. Địa điểm đặt trụ sở cho ban khai phá Tây Bàn ở xã Tây Bàn đã xong bước đầu. Nhân viên điều phối cũng dễ dàng, còn lại chính là quy hoạch và phát triển như thế nào, đây mới là thứ làm cho Diệp Phàm đau đầu. Vì để làm tốt nơi này, vốn có đặc điểm hơi giống khu kinh tế Lâm Tuyền, Diệp Phàm điều động Trịnh Lực Văn, Đoàn Hải, Thiết Minh Hạ, Cổ Dương, Trang Hồng Ngọc, Đinh Hương các anh em thân tín, đắc lực toàn bộ chuyển tới ban khai phá Tây Bàn, trở thành thành viên trong bộ chỉ huy. Dựa vào kinh nghiệm của bọn họ khi làm khu kinh tế Lâm Tuyền, nên khá thuận lợi khi thăm dò kinh tế, nhân văn, địa lý, lịch sử, cùng các phương diện khác của 6 xã xung quanh Tây Bàn. Tuy nhiên khi hiểu rõ thì Diệp Phàm thật sự bị chấn động. Miệng cao nhào kêu một câu, thật đúng là nghèo rất mùng tơi. Ông đây trước kia cho rằng Lâm Tuyền không là gì, so với những xã, thị trấn này quả thực còn giàu nứt khố đổ vách. Bởi vì 7 xã, không xã nào không thiếu tiền, nhiều nhất là một xã nhỏ Ma Thổ với 20.000 nhân khẩu, không ngờ thiếu người khác một khoản lớn hơn 1 triệu. Nợ ít nhất là xã Tây Bàn, nợ bên ngoài hơn 500.000. Cộng tất lại, 7 xã tổng nợ đạt tới con số hơn 5 triệu. Nghe nói ở huyện thành lập ban khai phá Tây Bàn, bí thư, chủ tịch xã nghe xong giống như gặp được mẹ đi chợ về, toàn bộ hướng về Diệp Phàm, tổng chỉ huy của ban chỉ huy. Không cần biết là có việc hay không cũng chen chúc đến tiếp cận giúp vui, với Diệp Phàm mà nói, đơn giản chỉ là thêm phiền. Bởi vì tất cả mọi người hiểu được, tổng chỉ huy Diệp vô cùng tài ba, người ta một mình gánh vác khu kinh tế Lâm Tuyền với 2 xã 6 thị trấn. Hơn nữa, hiện tại tổng chỉ huy Diệp lại càng tài ba hơn, bởi vì đến phòng tài chính huyện cũng do hắn được phân công quản lý. Quyền lực so với Thiếu Thuần Thần, ủy viên thường vụ phó chủ tịch huyện lớn hơn hẳn. Có người thậm chí trêu chọc nói. Chủ nhân của Ngư Dương hiện tại đích thực chính là tổng chỉ huy Diệp, Vệ Sơ Tịnh làm bí thư là Từ Hy Thái Hậu, đồng chí Diệp Phàm chính là chủ tịch huyện ẩn sau lưng, tất nhiên chính là Hoàng đế Quang Tự. Hiện tại, nào là biệt danh Hóa Duyên Đại Sư, chủ tịch huyện ẩn. Các bí thư, chủ tịch xã sao có thể buông tha hắn, một đám, tất cả đều đến than khổ đòi tiền, có người thậm chí đến hóa đơn cũng cho sẵn vào túi ra, bày ra trên bàn làm việc của tổng chỉ huy Tiểu Diệp. Tuy nhiên, Diệp Phàm có biện pháp của Diệp Phàm, đề xuất ra một đống các điều lệ thưởng phạt, đó thật ra cũng chỉ tạm thời ngăn chặn chủ tịch và bí thư của 7 xã. Ngày 3 tháng Giêng năm 1997 là ngày thứ 5, mọi người còn đang mừng năm mới. Diệp Phàm không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì hắn còn đang ngồi xổm canh giữ ở xã Tây Bàn về việc thực thi kế hoạch của hắn. Tuy nói, biết rõ đây là vì Vệ Sơ Tịnh mà làm áo cưới, nhưng trước khi đi, cũng giúp cô một phen coi như là làm xong tâm nguyện. Dù sao Vệ Sơ Tịnh cũng từng là người đàn bà của mình, tuy nói hiện tại gần nửa tháng rồi chưa một lần gần gũi, nhưng Diệp Phàm là người có tình nghĩa. Phụ nữ, lần đầu tiên bị mình chiếm dụng. Dù sao cũng phải vì cô ta mà làm chút việc mới đúng. Cứ như vậy mà bận rộn, quên cả việc từng hứa với Vệ Sơ Tịnh một tháng gặp nhau gần gũi 2 lần. Kỳ thật Diệp Phàm đương nhiên không quên, mà là cố ý quên, bởi vì Vệ Sơ Tịnh cũng đang bị vây trong thời kỳ mấu chốt, cái ghế bí thư huyện ủy kia còn chưa ngồi vững, mới chỉ là thay quyền mà thôi.
Hơn nữa Vệ Sơ Tịnh từng nghiêm túc nói, sẽ không gả cho Diệp Phàm. Vệ Sơ Tịnh từng sống ở nước ngoài, tư tưởng, lý tưởng khá tiên tiến, nhưng ở phương diện tình cảm thì khá bảo thủ. Lại nói, Diệp Phàm là người đàn ông đầu tiên của cô, chỉ điểm này, Diệp Phàm cũng hiểu được chính mình phải có nghĩa vụ giúp cô một tay. Dù sao thời gian cũng không dài, chỉ nửa năm thời gian. Coi như là chút tình nghĩa cho những đêm mặn nồng. Hôm đó, ban tổ chức cán bộ thành ủy, bộ trưởng Tào Vạn Niên muốn đích thân đến Ngư Dương. Sáng sớm, Vệ Sơ Tịnh dẫn theo cán bộ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tự mình đến cầu lớn Lang Mã tiếp giáp với thành phố Phúc Xuân nghênh đón. Bởi vì hôm nay chẳng những Tào Vạn Niên sẽ đến, hơn nữa, bí thư thành ủy mới là La Hạo Thông cũng đến, bằng không, Vệ Sơ Tịnh làm gì phải chạy xa như thế để nghênh đón. Một Tào Vạn Niên, sức hấp dẫn không đủ lớn. La Hạo Thông vừa làm bí thư thành ủy đã chọn Ngư Dương làm trạm thứ nhất, có thể thấy được gã rất coi trọng Vệ Sơ Tịnh. Tuy nói còn chưa tỏ thái độ gì, chỉ một chuyến xuất hành này khiến cho các cán bộ cấp cục trưởng của thành phố Mạc Hương đỏ mắt ganh tị. Buổi sáng lúc 9 giờ, La Hạo Thông được một hàng dài người đón tiếp, nhắm thẳng Ngư Dương mà đến, 11 giờ mới đến địa phận Ngư Dương. Tất nhiên là công tác chưa triển khai thì đã mở tiệc trước. Khi La Hạo Thông cùng đoàn người ở Ngư Dương nhẹ nhàng chạm cốc tại nhà hàng, đồng chí Diệp Phàm lại bận rộn gặm bánh mì và đi xuống công trường. Bởi vì người của Bộ Chỉ huy ở xã Tây Bản bây giờ còn chưa có địa điểm làm việc, văn phòng của xã Tây Bản vốn không đủ rộng, hiện tại lại chen thêm vào mấy chục con người, sao có thể chứa cho hết. Cho nên, Diệp Phàm ban đầu kiếm ra hơn 1 triệu chuẩn bị xây dựng trụ sở làm việc. Có nghèo hơn đi nữa thì trụ sở làm việc dù sao cũng phải có. Bằng không, không thể triển khai công tác. Đương nhiên, hơn 1 triệu này cũng là Diệp Phàm mặt dạn mày dày đi tới công ty điện lực thành phố hỏi xin Chủ tịch Hồ. Đương nhiên, khi trụ sở làm việc của Bộ Chỉ huy chính thức được xây dựng, có lẽ với 7 chủ tịch xã, bí thư đã nhìn thấy được hy vọng từ ban khai phá Tây Bàn. Tổng Chỉ huy Diệp người ta đích xác có năng lực, vừa ra tay là có hơn 1 triệu, một khoản kinh phí lớn đấy chứ. Đổi lại nếu là bọn họ, chạy dã cả chân thì cũng chỉ có thể cầm về hơn 100 ngàn, thì đã mua nhang về thắp, chênh lệch là đây, không phục cũng không được. Đương nhiên, biểu hiện khốc liệt này của Diệp Phàm cũng khiến các thành phần trước đây có ý đối kháng khi thiết lập ban khai phá Tây Bản rốt cục phải câm miệng. Vệ Sơ Tịnh người ta nói, ai có bản lĩnh thì để người đó đi quản lý 7 xã kia. Tổng Chỉ huy Diệp người ta chỉ vài ngày thời gian đã kiếm ra hơn 1 triệu. Các ông nếu cũng có thể làm được thì cái ghế tổng chỉ huy chuyển cho các ông làm. Bí thư La, tôi kính ông một ly. Vệ Sơ Tịnh mặt hơi hơi hồng, không biết là do hưng phấn tạo thành hay do cồn, nhưng thật ra nhìn rất mê người. Ha ha, giữa trưa chúng ta uống một ngụm là được, buổi chiều còn có chính sự phải làm, muốn uống thì buổi tối sẽ uống. La Hạo Thông nói dứt lời lập tức khiến cho một số đồng chí phải dè chừng. Đó không phải là nói với các đồng chí đang ngồi ở đây rằng, bí thư La phải ở lại Ngư Dương một đêm. Đây chính là ân sủng rất lớn, không thể không làm cho người ta ngưỡng mộ. Thậm chí, một số kẻ đáng khinh đã bắt đầu suy đoán Vệ Sơ Tịnh có phải là tình nhân của họ La hay không. Tuy nhiên, đại bộ phận các đồng chí lại không nghĩ như vậy, bởi vì Vệ Sơ Tịnh được điều từ Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh xuống. Lúc ấy chủ nhiệm Dương của Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh có dặn dò qua. Có lẽ bí thư La nể mặt ông ta. Hơn nữa, Vệ Sơ Tịnh từ tỉnh xuống, bối cảnh thân thế sau lưng tuyệt đối không tầm thường. Đúng lúc này, một nhân viên công tác vội vàng đi đến bên cạnh Vệ Sơ Tịnh, dán chặt vào bên tai cô nói nhỏ mấy câu. Vệ Sơ Tịnh kia trên mặt vội hiện ra sự kinh ngạc, khẩn trương ghé sát bên tai La Hạo Thông nói vài câu. La Hạo Thông gật gật đầu, Vệ Sơ Tịnh lập tức đứng lên nói. Các đồng chí! Trưởng phòng Tào của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tới rồi, phỏng chừng sắp đến bên dưới lầu của nhà hàng. Nghe cô nói như vậy, mọi người liếc mắt nhìn bí thư La một cái, thấy ông cũng gật gật đầu, cứ như có được mệnh lệnh vậy, rượu trên bàn lập tức sôi trào. Tào Vạn Niên đầu tiên ngồi không yên, đứng lên nhắm thẳng cạnh cửa mà đi, theo sau là cả một nhóm người, huyện Ngư Dương có, ở thành phố ngoại trừ La Hạo Thông còn ngồi lại trên bàn rượu ra, toàn bộ như ong vỡ tổ hướng về phía dưới lầu mà đi. Khách quý đến, thật sự là khách quý đến a ha ha ha, trưởng phòng Tào, sao lại đến Ngư Dương dạo chơi thế? Tào Vạn Niên bật cười ha hả, vẻ mặt thân thiết nghênh đón. Tuy nói Tào Vạn Niên là ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở.
So với Tào Dũng bên ban tổ chức cán bộ phòng cán bộ tỉnh ủy to hơn nhiều, nhưng người ta là nể mặt bề trên. Hơn nữa, trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, địa vị này cùng lực ảnh hưởng tuyệt không thua Tào Vạn Niên, trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Mạc Hương, bởi vậy, Tào Vạn Niên tất nhiên cũng không dám chậm trễ. Đương nhiên, La Hạo Thông dù sao cũng phải ra dáng tự cao tự đại, dù sao bản thân cũng là sếp lớn một phương. Thời xưa thì ngang với chức thứ sử chi phủ. Hơn nữa, năng lực của Tào Dũng cũng không thể ảnh hưởng đến chuyện La Hạo Thông lên chức. Y nếu đi xuống lầu nghênh đón thì khác nào hạ thấp bản thân. Tuy nhiên, khi Tào Vạn Niên cùng Tào Dũng đi vào lầu ba đại sảnh, La Hạo Thông cũng đứng lên, chỉ có điều không xê dịch bước chân, mặt cười nhìn Tào Dũng. Tào Dũng cũng biết điều, bước lên phía trước, chủ động bắt tay La Hạo Thông. Bí thư La, hôm nay tôi chịu sự ủy thác của trưởng ban tống của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến ngư dương của Mạc Hương các ông mượn tướng, ha ha a. Tào Dũng cười, có vẻ khá thân thiết. Trưởng ban tống tự mình điểm tướng, rất hoan nghênh a. Không biết trưởng ban tống coi trọng tài năng nào của ngư dương chúng tôi, thành phố Mạc Hương chúng tôi sẽ chắp tay đưa tiễn, ha ha a. La Hạo Thông hơi sửng sốt, sau lập tức khôi phục bình tĩnh. Chương 751, trực tiếp thăng chức chủ tịch huyện. Thằng nhãi này trong lòng khiếp sợ thật sự, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt tự mình điểm tướng, người này vẫn còn ở ngư dương. Lúc trước sao không nghe nói qua, đáng tiếc, bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Trong sảnh những người khác hầu như toàn bộ không ai không nghĩ như vậy, trên mặt họ sự khiếp sợ có vẻ hiện lên rất rõ. Không thể tưởng được, ngư dương lại có một đại thần lớn ẩn thân như vậy. Trước kia không giao tiếp làm quen không phải rất đáng tiếc sao? Một đám người đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung, xem đồng chí ấy là nhân tài như thế nào. Ha ha, không biết đồng chí Diệp Phàm đang ở đâu, tôi muốn gặp hắn. Tào Dũng ánh mắt đảo một vòng quanh sảnh, vốn là lần này đến đây không có nói trước cho Diệp Phàm biết, chính là muốn cho hắn một sự bất ngờ, không ngờ được rằng đồng chí Diệp Phàm không có ở đại sảnh, bằng không, sớm đã tay bắt mặt mừng. Diệp Phàm. Trong sảnh tất cả các cán bộ giờ phút này mới té ngửa. Hiểu ra Diệp Phàm chính là đại thần ẩn thân, là người mà trưởng ban tống tự mình điểm tướng. Mẹ nó, thằng nhóc này gần đây có phải uống thuốc quá liều hay không, dẫm chúng chó rồi. Vệ sơ tỉnh thiếu chút nữa chắp hai tay đem cả huyện tặng cho thằng quỷ này, lần này tốt rồi, thằng nhãi này không ngờ hướng lên trên mà chạy trốn, chê ngư dương nhỏ. Không ngờ là nhân vật quan trọng do trưởng phòng Tào của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chỉ định, cũng không biết sẽ ngồi vào chức vị gì, nhưng khẳng định là không tồi. Ông trời bất công, ông trời bất công quá. Đa số cán bộ có mặt trong lòng đều đang mắng thầm, có chút ganh tị, toàn bộ đại sảnh như toát ra mùi khó ngửi vì người ganh tị quá nhiều. Nồng nặc mùi không chịu nổi. La Hạo Thông ánh mắt quét qua vệ sơ tỉnh liếc một cái, cô lập tức lên tiếng nói. Đồng chí Diệp Phàm hiện đang ở công trường của xã Tây Bàn. Bởi vì kỳ hạn cho công trình gần đến, cho nên lần này hắn không trở về, hắn nói tự mình phải giám sát tiến độ công trình. Tôi lập tức gọi điện thoại gọi hắn trở về. Vệ sơ tỉnh nói xong thì lấy điện thoại ra, sau khi nói xong thì buông điện thoại xuống, truyền đạt lại là Diệp Phàm sẽ lập tức trở về. Tuy nhiên, trong mắt vệ sơ tỉnh chợt lóe lên chút sầu lo, muốn hỏi nhưng lại ngượng ngùng không mở miệng, vẫn nhìn Tào Dũng nhưng có chút nóng vội. Kế hoạch của ban khai phá Tây Bàn vừa mới hoàn thành, mọi sự mới mở đầu, Diệp Phàm nếu như bị điều đi khỏi thì với ngư dương mà nói là một tổn thất tương đối lớn. Trước mắt với vệ sơ tịnh mà nói, người cô tín nhiệm nhất chính là Diệp Phàm. Vệ sơ tịnh giờ phút này có chút chột dạ, cảm giác giống như đột nhiên bị người ta rút máu mình vậy, giống như đột nhiên mất đi chỗ dựa vậy. Trước kia, khi Diệp Phàm còn ở bên cạnh, thứ cảm giác mãnh liệt thế này không hề có, lúc này như cảm nhận được Diệp Phàm phỏng chừng sắp sửa rời xa, cảm giác đặc biệt rõ ràng, vệ sơ tịnh trong lòng thậm chí mơ hồ thấy đau. Mắt vẫn nhìn chú họ La Hạo Thông. La Hạo Thông phỏng chừng cũng đoán được tâm tư của vệ sơ tịnh, bởi vì cô thường nhắc đến năng lực của thằng danh Diệp Phàm này với mình. Cho nên, cười nói hỏi. Trưởng phòng Tào, không biết người mà trưởng ban tống điểm tướng là cán bộ nào của ngư dương? La Hạo Thông cố ý không nói hai chữ Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm. Tào Dũng lật ngửa quân bài, trả lời khẳng định. Trưởng phòng Tào, thế không được, ngư dương đang rất cần hắn. Ngư dương gần đây phải tiến hành khai phá Tây Bàn. Vệ sơ tỉnh rốt cuộc không kìm nổi, nói thẳng ra tình hình ở huyện cùng Diệp Phàm,
hy vọng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có thể suy xét đến tình hình thực tế của Ngư Dương, để Diệp Phàm ở lại thêm nửa năm. Vệ Sơ Tĩnh nhất thời kích động mà nói ra, La Hạo Thông thì nhếch miệng im lặng. Dù sao đồng chí Diệp Phàm bản thân được trưởng ban tống ở tỉnh ủy điểm tướng, y cho dù có gan cũng sẽ không dám bất chấp đi trêu chọc trưởng ban tống. Huống chi thế giới này đâu chỉ có mỗi Diệp Phàm là người có tài, ở thành phố nhân tài nhiều vô kể. Về sau, cắt cử vài người xuống dưới là được, sao phải mạo hiểm khiến trưởng ban tống mất hứng. Ha ha ha, bí thư vệ đã nói như vậy, cho thấy đồng chí Diệp Phàm đích thật đúng là một nhân tài. Trưởng ban tống cũng là nhận được thỉnh cầu của hội nghị thường vụ địa ủy Đức Bình, trực tiếp sắp xếp âm thầm khảo hạch cán bộ, cảm thấy đồng chí Diệp Phàm đích xác là thích hợp. Hơn nữa, ở Đức Bình bên kia cần hắn hơn. Tào Dũng cũng không giấu giếm, tiết lộ ra một chút tin tức. Trưởng phòng Tào, không biết đồng chí Diệp Phàm điều đến địa phương nào ở Đức Bình, đảm nhiệm chức vụ gì? La Hạo Thông cười nói. Trước mắt là quyền chủ tịch huyện địa khu Đức Bình của huyện Ma Xuyên. Tào Dũng đương nhiên không che giấu, hôm nay tới một là vì tạo chút uy thế cho Diệp Phàm, hai là dù sao cũng phải tuyên bố, nên thấy cũng không cần phải giấu. Ma Xuyên. Đại sảnh lập tức xôn xao, cả đám cán bộ từ ánh mắt đố kỵ khi nãy giờ xoay sang 360 ô tỏ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt đầy thương tiếc, cũng có chút vui vẻ vì người khác gặp họa, giống như đám người Mâu Dũng của Ngọc Gia. Vì sao lại có phản ứng như thế? Bởi vì huyện Ma Xuyên của địa khu Đức Bình rất nổi danh, không phải bởi vì chỉ tiêu kinh tế hay phong cảnh hữu tình hay danh nhân vô số mà vì nơi đó được xưng là mộ phần của chủ tịch huyện, một huyện vô cùng hỗn loạn. Vì sao lại nói như vậy? Nghe nói huyện Ma Xuyên cách thủ phủ địa khu Đức Bình rất xa, cách thủ phủ thị xã Đức Bình gần 400 km lộ trình, hơn nữa, giao thông rất tệ, được xưng là con đường kinh hồn bán mạng. Uốn lượn vần quanh như ruột dê, bởi vì giao thông huyện Ma Xuyên bị cách với thị xã Đức Bình bởi một dãy núi, đường đèo nguy hiểm khó khăn, xa đến hàng trăm cây em, phải đi dọc theo dãy núi Thiên Lĩnh mà lên. Lên đến đỉnh lại phải vòng sang hướng xuống dưới, chỉ một ngọn núi này thôi, lên rồi xuống. Xuống rồi lại lên, đã tiêu hao hết gần một nửa chặng đường. Đường xa không nói, phải chi đi thẳng một lèo là tới, đằng này đường núi quanh có khúc khuỷu. Nếu ngồi máy bay thì nhanh, đáng tiếc, đó chỉ là hy vọng xa vời. Từ Ma Xuyên đến Đức Bình ngồi xe phải ngồi mất trên 10 giờ đồng hồ. Nói cách khác, một giờ xe chạy nhiều nhất chỉ hơn 30 km, đó là xe tốt, chạy nhanh, chậm thì không biết tới năm nào tháng nào mới tới. Đó không phải là điều đáng sợ nhất, bởi vì địa khu Đức Bình là nơi xa xôi nhất của tỉnh Nam Phúc, xứ nghèo nhất của địa khu. Địa hình địa khu có hình dạng như một chiếc lá. Huyện Ma Xuyên trông giống như cuống lá, cho nên mới cách địa khu Đức Bình xa như vậy. Các địa khu khác người ta sớm đã nâng cấp địa khu lên thành phố, nhưng Đức Bình mãi đến năm 1997 vẫn còn chưa nhúc nhích, có thể thấy được kinh tế lạc hậu như thế nào. Mà Ma Xuyên chính là vùng biên giới của Đức Bình. Huyện Giang Tân phía tây bắc giáp tỉnh Giang Đô, đông bắc bị vây quanh bởi ngọn núi lớn của huyện tự trị Sương Châu tỉnh An Đông. Cho nên, huyện Ma Xuyên trước kia kỳ thật không phải là huyện, mà chỉ là một thị trấn lớn, gọi là trấn Ma Xuyên. Sau lại, bởi vì nơi này là giao giới của ba nơi, rất rối loạn, để dễ dàng cho quản lý, địa khu Đức Bình báo lên tỉnh ủy nhờ phê chuẩn, được Trung ương đồng ý, từ trấn nâng cấp lên huyện, chính là huyện Ma Xuyên hiện tại. Tuy nói huyện được xây dựng chưa tới 10 năm, nhưng gần đây một trong hai người đảm nhiệm chủ tịch huyện Ngưu Đắc Phát, người này hiện đang ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Phúc An Dưỡng. Người kế nhiệm ông ta là chủ tịch huyện Giang Hòe Mạo, phỏng chừng hiện tại xương cốt chắc đã thành tro. Bởi vậy, huyện Ma Xuyên ở tỉnh Nam Phúc thật ra bởi vì hai vụ liên quan đến mộ phần của chủ tịch huyện mới nổi danh. Nghe nói từ lúc Giang Hòe Mạo chết đến nay gần một năm. Không hiểu sao đến hiện tại nơi này cũng chưa có chủ tịch huyện mới, mà do bí thư huyện ủy Chu Phú Đức kiêm luôn chức chủ tịch huyện. Đương nhiên là có chút quái dị, người bình thường đoán đó là bởi vì không có cán bộ nào chịu đến huyện đó chịu rủi ro. Dù sao đem việc thăng quan so cùng cái mạng nhỏ thì mạng nhỏ vẫn đáng giá hơn. Nhưng đại đa số các đồng chí thì cho rằng hẳn là có nguyên nhân khác, vì chiếc mũ quan kia, người đồng ý mạo hiểm vẫn khá nhiều. Giờ phút này, trưởng phòng Tào của ban tổ chức cán bộ tỉnh đích danh chỉ ra đồng chí Diệp Phàm đến huyện Ma Xuyên địa khu Đức Bình đảm nhiệm quyền chủ tịch huyện, đương nhiên sẽ khiến cho mọi người chấn động. Tào Dũng cố giữ bình tĩnh,
bởi vì lúc trước khi lãnh đạo sắp xếp phòng cán bộ đến tuyên bố bổ nhiệm thì y cũng suýt chút bị dọa cho giật cả mình. Vốn là phái phó trưởng phòng xuống là đủ rồi, nhưng Tào Dũng cảm thấy việc này khá lớn, và cũng có chút quan tâm tới người anh em Diệp Phàm, bởi vậy mới tự mình xuống dưới, đương nhiên cũng có suy nghĩ muốn nhắc nhở Diệp Phàm một chút. 2 giờ chiều, Diệp Phàm từ xã Tây Bàn chạy trở về, đến thẳng khán phòng huyện ủy. Đầu tiên là trưởng phòng Tào Dũng từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm, tuy nhiên phần lớn các cán bộ đều biết được chuyện đồng chí Diệp Phàm được điều đi huyện Ma Xuyên thay quyền chủ tịch huyện, nhưng ai biết rõ Ma Xuyên đa số tỏ ra vui vẻ vì người khác gặp họa, có người thậm chí đã xem Diệp Phàm thành một người sắp chết đáng thương, hay một người điên. Diệp Phàm tất nhiên không biết tình hình cụ thể của Ma Xuyên, hăng hái đón nhận thư bổ nhiệm từ trong tay Tào Dũng. Nằm mộng cũng không nghĩ rằng trên trời không ngờ lại có bánh ngon rơi xuống, tiếp nhận ghế chủ tịch huyện để tha hồ mà thi triển. Thằng nhãi này nhen nhúm khát khao thống trị Ma Xuyên. Tiếp theo tất nhiên là bổ nhiệm cán bộ huyện Ngư Dương. Không hề trì hoãn, Vệ Sơ Tịnh ngồi lên ghế bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện không phải là Phí Mặc, mà là nữ đồng chí Ngọc Nhã Chi. Kết quả này hơi kinh ngạc lòng người, bí thư và chủ tịch huyện huyện Ngư Dương đều là nữ đồng chí. Chuyện có 102 ở tỉnh Nam Phúc. Bí thư đảng quần chúng Phí Mặc gục đầu bất lực, có vẻ khá uể oải, bởi vì y không được gì, trong lòng khẳng định là khó mà chịu nổi. Trưởng ban tổ chức cán bộ Miêu Phong là người của Tạ Quốc Trung, cấp trên thăng chức, tất nhiên bản thân cũng được tiếp nhận vị trí của Ngọc Nhã Chi. Tuyên bố xong, trêu ghẹo một hồi, Vệ Sơ Tịnh, Ngọc Nhã Chi thay nhau phát ngôn. Diệp Phàm, quyền chủ tịch huyện Ma Xuyên bởi vì địa bàn quản lý không còn ở trong này, nên xem như khách mời, không lời phát ngôn. Cuối cùng đến La Hạo Thông tổng kết, nhắc nhở và tan họp. Chú em Diệp, chúc mừng cậu, ha ha ha. Tào Dũng vừa tan họp lập tức tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm. Anh Tào nói đùa, hiện tại chỉ là thay quyền thôi, ha ha. Diệp Phàm ra vẻ khiêm tốn, kỳ thực trong lòng đã sớm vui như nở hoa rồi. Chú em Diệp, có câu này tôi nên nhắc nhở cậu một chút. Chủ tịch huyện Ma Xuyên không dễ làm đâu. Tào Dũng trên mặt trở nên ngưng trọng. Không phải là chỗ hổ lang chứ. Diệp Phàm hồn nhiên, không coi đó là quan trọng, bản thân công phu đầy người, còn sợ gì điêu dân, phải không? So với cái đó đáng sợ hơn, cậu có biết Ma Xuyên bị Đức Bình gọi là gì không? Tào Dũng cảm thấy, vẫn là đem tình hình thực tế nói cho Diệp Phàm biết. Tuy không thể thay đổi quyết định bổ nhiệm Diệp Phàm, nhưng ít ra cũng khiến hắn có sự chuẩn bị. Chương 752, phần mộ của chủ tịch huyện. Tào ca xin cứ nói rõ. Diệp Phàm cũng trở nên nghiêm túc, nhìn vẻ mặt Tào Dũng hắn cảm nhận được Ma Xuyên phỏng chừng là khúc xương cứng khó gặm. Địa phương đó bị gọi là phần mộ của chủ tịch huyện, gần đây có hai người đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, một người hiện tại ở bệnh viện tâm thần tỉnh An Dưỡng, người thứ hai đã chết được gần một năm rồi. Ôi! Tào Dũng thở dài. Hả? Diệp Phàm rốt cuộc khó có thể giữ bình tĩnh, thất thanh kêu một tiếng, chuyển sang hỏi. Tào ca có biết là vì nguyên nhân gì không? Không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói như vậy. Tào Dũng lắc lắc đầu. Chú em Diệp, cậu sao có thể đến đó nhậm chức, làm gì cũng nên suy xét trước, tuy nói trực tiếp thăng từ phó chủ tịch huyện lên chủ tịch huyện, ở quốc gia chúng ta với thể chế quan trường này đây được xem là đề bạt khá đặc biệt rồi. Tuy nhiên, chủ tịch huyện của địa phương đó đã chết gần một năm, cũng chưa có người thay thế. Nghe nói ở Đức Bình, một vài cán bộ vừa nghe nói bị điều đến đó liền lắc đầu từ chối. Bằng không, chiếc ghế chủ tịch huyện phỏng chừng sẽ không tới phiên chú em Diệp cậu đâu. Tào Dũng còn tưởng rằng Diệp Phàm từng đi hoạt động ở tỉnh, cho nên mới nói như vậy. Tôi cũng không rõ, nói thật với Tào ca, đến giờ tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cái ghế chủ tịch huyện này nói thế nào cũng không đến lượt tôi, lý lịch, tuổi tác, mặt nào cũng không đủ tư cách. Việc này quả thật có chút quỷ dị, rốt cuộc là ai làm việc này? Diệp Phàm thật sự có chút kinh ngạc, không hiểu ra sao cả. Cái ghế chủ tịch huyện này, con mẹ nó, thật sự là kỳ lạ, bổ nhiệm trực tiếp, bản thân một chút tin tức cũng không nghe. Nếu là Tề Chấn Đào làm, hẳn sẽ phải kêu Tề Thiên truyền báo trước với mình. Hơn nữa, mình rõ ràng không đủ tư cách, Tề Chấn Đào hẳn là sẽ không làm chuyện liều lĩnh như vậy, tuy nói y là phó chủ tịch thường trực tỉnh, nhưng cũng phải lo lắng vấn đề về nhân khẩu.
Hơn nữa gần đây Tề Chấn Đào và phe bản địa của Chủ tịch tỉnh Chu cùng phe ngoại lai của Bí thư Quách càng đấu càng hăng, kéo cả thành phố Mạc Hương vào cuộc. Bí thư thành ủy mới là La Hạo Thông phỏng chừng chính là người mà Quách Phác Dương đẩy vào. Cho thấy phe bản địa ở tỉnh đã bị phái liên minh của Quách Phác Dương áp chế. Hiện tại Tề Chấn Đào tự mình còn lo không xong nào có thời gian đi sắp xếp chuyện rách như thế này. Tuy nhiên, ngoại trừ y, trên tỉnh không còn người nào có thể giúp được mình. Tống Sơ Kiệt tuyệt đối không thể, gã không hại chết mình thì đã mừng rồi, bởi vậy, Diệp Phàm cố suy nghĩ trăm lần nhưng vẫn không có lời giải đáp. Cậu thực không có hoạt động gì sao? Tào Dũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Mấy tháng trước tôi chạy đôn chạy đáo vì chuyện vào hội nghị thường vụ huyện, sau đó do vận khí không tốt bị cổ bảo toàn chơi xỏ, không có cách nào để vào hội nghị thường vụ. Tôi tức giận còn cùng cổ bảo toàn làm ầm ĩ một trận, bị tạm thời cách chức kiểm điểm. Sau nhờ may mắn, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lô đến Lâm Tuyền tuần tra, cổ bảo toàn và Chu Càn Dương vì bao che, hơn nữa có phó chủ tịch thành phố Lô đề cử, sau đó tôi được điều tới cục xúc tiến đầu tư thành phố đảm nhiệm chức phó cục trưởng. Còn chưa đi nhận chức thì lại bị Ngư Dương giữ lại, nói là ở thêm nửa năm. Mấy tháng trôi qua, tôi bận tối tăm mặt mũi, một chỗ đứng ủy viên thường vụ trong huyện ủy cũng không có tên, nào dám hy vọng xa vời là làm chủ tịch huyện. Hơn nữa, gần đây tôi không đi tỉnh thành, thực là, con mẹ nó, kỳ lạ quá. Diệp Phàm có vẻ rất chân thành, tuyệt không giống nói láo. Việc này đúng là có chút kỳ lạ. Tào Dũng gật gật đầu, trầm tư một lúc, nói. Lúc trước là trưởng ban tỉnh ủy Tống tự mình kêu tôi đi, nói là hội nghị thường vụ địa ủy địa khu Đức Bình điểm danh đề cử cậu, cho nên, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy suy xét đến tình hình thực tế của Đức Bình, việc đặc biệt, cậu xử lý cũng đặc biệt có năng lực, nên đặc biệt đề bạt cậu. Hội nghị thường vụ địa khu Đức Bình điểm danh tôi, việc này thật đúng là gian xảo. Nói thật, Đức Bình xa xôi vậy, nghe nói so với Ngư Dương thì còn rất nghèo. Tôi mặc dù là muốn sông sáo thì cũng sẽ không muốn đi đến Đức Bình kia, nơi khỉ ho cỏ gáy. Huống chi, ở Đức Bình tôi căn bản là không có người quen. Tuy nói lúc ấy học tập ở trường đảng của tỉnh ủy có quen vài đồng chí ở Đức Bình, nhưng bọn họ chức vụ cao nhất là phó chủ tịch thành phố, còn chưa leo lên được hàng ngũ thành ủy ủy viên thường vụ. Cho là bọn họ thăng quan rồi chăng nữa, tôi đây cũng không có giá trị lợi dụng. Huống chi giao tình của tôi với họ còn chưa tới mức khiến họ phải đồng ý quyết tâm giúp đỡ gì cho tôi, đơn giản chỉ là cùng học chung thôi. Không giống Tào ca, có phải hay không? Diệp Phàm vẻ mặt nghi hoặc, lắc lắc đầu, thuận miệng tâng bốc Hạ Hải Vĩ, tất nhiên, trong lòng hắn khá biết hưởng thụ. Tuy nhiên, Diệp Phàm trong lòng lại suy nghĩ. Chẳng lẽ là Hạ Hải Vĩ làm, y cũng vừa đến địa khu Đức Bình đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật không lâu. Tuy nhiên, hình như nghe nói y đến chức cục trưởng công an cũng không kiêm nhiệm, chỉ là có tiếng mà không có miếng, không có thực quyền. Cái ghế chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật này, không dễ ngồi, nếu không được bí thư địa ủy Trang Thế Thành ủng hộ thì căn bản các cơ cấu phía dưới cũng sẽ không nghe. Lấy tòa án và viện kiểm sát địa khu ra mà nói, bọn họ đều là phó giám đốc sở, người ta chưa chắc nghe lão Hạ. Cục trưởng công an địa khu người ta là cơ cấu cường quyền. Người có thể ngồi vào vị trí này mạng lưới quan hệ khẳng định rất sâu. Bằng không, các lãnh đạo địa khu này sao có khả năng cho anh ngồi lên. Cơ quan công an quyền lực quá lớn, hộ tịch, trị an, phạm tội, thị thực. Mỗi một bí thư chủ tịch địa khu, khẳng định ai cũng muốn cầm giữ cơ cấu cường lực này. Cho nên, mặc dù là Hạ Hải Vĩ đề cử, mình hẳn cũng không hấp dẫn được ánh mắt của các ủy viên thường vụ kia. Mặt khác, Thái Hồng Ngẫu người bạn học này. Chẳng qua là một phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa khu Đức Bình, nghe nói cũng là vừa mới được đề bạt không lâu, tên tuổi nếu xếp hạng hẳn là ở cuối danh sách, không có năng lực giúp mình. Việc này thật là có chút kỳ lạ, con mẹ nó, rốt cuộc là ai làm? Vừa rồi nghe Tào Dũng nói là Tống Sơ Kiệt tự mình gọi y xuống, không lẽ là Tống Sơ Kiệt muốn chơi mình? Biết rõ Ma Xuyên cái địa phương quỷ quái đó là mồ chôn của chủ tịch huyện, cho nên điều mình đi xuống đó. Còn đường hoàng nói là địa khu Đức Bình họp đảng ủy đề cử nữa chứ. Tuy nhiên, cũng không có khả năng, mình giúp ông cụ Tống trị lành chân, không có ân thì cũng không nên có oán. Mặc dù là y không cho mình cùng Tống Trinh giao kết giao, thì cũng không nên nghĩ ra ám chiêu này bố trí mình vào chỗ chết. Hơn nữa, làm quan lớn ở tỉnh, lòng dạ của bọn họ không nên hẹp hòi như thế.
Tống Sơ Kiệt con người này, ấn tượng không tồi. Người này cũng không phải thuộc hạng người tàn nhẫn, tâm địa độc ác. Tuy rằng nói bọn họ chưa chắc là hạng người lương thiện, nhưng cũng không thể là. Diệp Phàm trong đầu suy nghĩ miên man, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Bỏ đi, không quan tâm là ai làm, đi một bước tính một bước. Diệp Phàm ói ra một câu. Chỉ có thể như thế thôi, tuy nhiên, có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất cậu được tăng cấp, được đề bạt lên làm cục trưởng, cùng cấp với ông anh tôi đây. Hơn nữa, từ phó cục trưởng đến cục trưởng tuy nói là một bước nhỏ, nhưng đối với thể chế quan trường rất nhiều bộ phận cán bộ mà nói, thì đó là bước đệm không tồi. Chỉ cần không phạm sai lầm, sẽ không ai hạ cấp bậc của cậu, điều chỉnh công tác thì có khả năng, cho nên, cậu ấy cũng được coi là trùm một phương một cõi. Có điều, cậu đi Ma Xuyên cẩn thận một chút là được, kiên trì một thời gian, quan sát nhiều, nói ít, phối hợp với bí thư làm tốt công tác. Nếu thật sự chống không nổi nữa thì tới tìm tôi sẽ nghĩ biện pháp, xem có thể đổi địa bàn để chúng ta bắt đầu lại từ con số 0 hay không. Chỉ cần vững bước ở Nam Phúc, các cấp cục trưởng, đơn vị khác không được mấy chục ngàn, cũng chẳng có mấy ngàn, còn sợ không có anh em giúp cậu đứng vững, ha ha. Tào Dũng tỏ ra khá quan tâm Diệp Phàm, lơ đãng nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tào Dũng lơ đãng nhìn với ánh mắt mịt mờ, nhưng Diệp Phàm nhìn tướng cũng phát hiện ra. Trong lòng đoán thầm, Tào ca khẳng định là có gì muốn nói nhưng lại ngượng ngùng khó mở miệng, rốt cuộc là muốn nói gì đây? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, có chút hoang mang, trước kia khi ở trường đảng tỉnh ủy huấn luyện, Ngư Thái có nói qua vài lời khiến bản thân có chút lo lắng. Lúc đó nghe Ngư Thái nói hình như Tào Dũng muốn chen chân vào cái gọi là Thủy Thành Tứ Tú. Thủy Thành Tứ Tú chính là chỉ Lô Vĩ, Ngư Thái, Lô Vân, Hoa Tiêu Diêu bốn người. Đương nhiên, Thủy Thành Tứ Tú chỉ là một cách gọi, do Lô Vĩ bốn người họ tự phong, hoặc là do người trong nội bộ bọn họ gọi, không được lừng lẫy cho lắm. Lô Vĩ và Lô Vân là anh em họ, kỳ thật chính là chỉ Lô Gia ở Thủy Châu. Hoa Tiêu Diêu người này đến nay Diệp Phàm vẫn chưa gặp qua, càng không biết rõ bối cảnh ra sao. Tuy nhiên, từ miệng Ngư Thái, Diệp Phàm cảm giác được Hoa Tiêu Diêu bối cảnh cũng không thuộc dạng tầm thường, có điều gia tộc tuyệt đối không thể vượt qua gia tộc họ Lô ở Thủy Châu. Bởi vì Lô Vĩ tuổi tác không phải lớn nhất trong số bốn người, nhưng lại xếp hàng đầu, từ đó có thể đoán ra được. Thế lực, năng lực, gia thế, bối cảnh, mạng lưới quan hệ mới là thứ quyết định thứ hạng trong bảng danh sách, ở đây càng đặc biệt thấy rõ hơn. Không có những mặt này, cho dù anh có mấy chục tuổi đi chăng nữa, cũng chỉ có thể làm thằng em trai đáng thương chạy theo đuôi đến mỏi cả chân mà thôi. Lô Vĩ và Tề Thiên so với Diệp Phàm lớn hơn vài tuổi, bởi do công phu Diệp Phàm lợi hại, cho nên Lô Vĩ và Tề Thiên đều gọi Diệp Phàm là anh hai, đây là một bằng chứng đích xác. Tất nhiên, nhân cách và sức hấp dẫn của Diệp Phàm cũng rất có sức thuyết phục với hai người này. Suy nghĩ miên man, Tào Dũng hẳn là muốn chen vào cái danh sách đó của Lô Vĩ, vậy thì đã nói lên y có ý đồ. Ý đồ gì đây? Mục tiêu phỏng chừng ở trên người Lô Vĩ, gia thế của Lô Vĩ thì Diệp Phàm cũng có nghe được một ít, biết Lô Gia ở Thủy Châu làm bá chủ một phương, ngang ngửa với Phượng Gia ở Thủy Châu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.